nhưng ở trong mắt mọi người, Hạ Tưởng cả người bùn nước, là biểu lộ hắn đã trải qua một trận chống lũ cứu tế kinh tâm động phách, chứng minh hắn thân là nhân vật số một, làm gương cho binh sĩ, nhảy vào trong nước lũ, cùng quan binh chống lại nước lũ. Nên dù là người có quan liêu có khôn khéo đến mấy, cũng kính nể khả năng lãnh đạo này, bởi vậy, mặc kệ là người ủng hộ hay là người phản đối Hạ Tưởng, đều vỗ tay nhiệt liệt và chân thành với Hạ Tưởng. Lý Ứng Dũng ở giữa đám người, cúi đầu, hối tiếc không kịp. Ông cũng nghe nói Thủ tướng và Bí thư Diệp tự mình đi thị sát địa điểm bơm nước, hơn nữa cũng vừa mới nghe đồn, nói là Thủ tướng vì hành động anh dũng của mấy người Hạ Tưởng mà chảy nước mắt. Người có thể làm Thủ tướng cảm động mà rơi lệ và ghi nhớ tên, về sau không muốn một bước lên mây cũng khó. Thật sự là sai lầm, sao lại chỉ vì một chút cảm cúm mà bỏ lỡ đại sự. Nếu không nếu cùng Hạ Tưởng ở tuyến đầu chống lũ, được Thủ tướng khen vài câu, thì tiền đồ về sau còn phải lo lắng gì nữa. Lý Ứng Dũng hối hận cũng chẳng giải quyết được gì, lại vô cùng hâm mộ ghen tị Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh. Thực sự nên đánh cuộc một phen, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi ra chiến tích nhất. Chỉ có điều hối hận cũng vô dụng, lúc Lý Hàm đi tới trang trại chăn nuôi, lại không sắp xếp ông theo. Tuy nhiên dù an bài ông đi, ông cũng phải tìm lý do từ chối, bởi vì trang trại chăn nuôi là chống lũ bất lợi, ai đi người đó xui xẻo. Lý Ứng Dũng còn đang suy nghĩ, Hạ Tưởng có thể cũng tìm lý do để không đi trang trại chăn nuôi hay không? Khẳng định sẽ, vừa mới bảo vệ sông Hạ Mã mà lập công, lại đi trang trại chăn nuôi, tự tìm xui, ai sẽ ngu như vậy? Nhưng mà khiến Lý Ứng Dũng thật không ngờ chính là, Hạ Tưởng ở quận ủy chỉ đơn giản giải thích vài câu, để cho Biện Tú Linh tạm thời ở lại quận ủy, hắn và Hoàng Kiến Quân cùng nhau đi tới trang trại chăn nuôi. Hoàng Kiến Quân lúc chống lũ vẫn vào tới phía trước nhất, không được Thủ tướng và Bí thư Tỉnh ủy khích lệ, trong lòng cũng hơi chút không được tự nhiên, cảm thấy không có được đãi ngộ. Trên đường, Hạ Tưởng nhìn như lơ đãng mà nói một câu. Kiến Quân, Thủ tướng sáng mắt sáng lòng, ai là thật tâm làm việc, ông ấy nhìn rất rõ. Chỉ tập trung làm, không cần nói nhiều, cả Bí thư Diệp cũng biết rõ lúc ấy ai ở hiện trường, ai không ở. Nói đùa, người bên cạnh Thủ tướng và Bí thư Tỉnh ủy, không phải bất tài. Tuy Thủ tướng và Bí thư Tỉnh ủy đi rồi, nhưng người của bọn họ còn ở lại hiện trường, có người phụ trách ghi chép, có người chăm sóc người bệnh, cũng có người đang âm thầm hiểu biết tình hình. Cho nên rất nhiều sự tình không cần nói rõ ràng, quá giấu tâm trí, ngược lại sẽ lưu lại cho lãnh đạo ấn tượng tranh công không tốt. Hạ Tưởng vừa nói, Hoàng Kiến Quân lập tức hiểu rõ, vẻ mặt xấu hổ nói. Lãnh đạo đừng cảm thấy tôi nhỏ mọn, quả thật là ngay cả Bí thư Tỉnh ủy cũng khó nhìn thấy một lần. Thủ tướng càng không cần phải nói, không được Thủ tướng tiếp kiến, rất đáng tiếc. Hạ Tưởng hiểu ý mà cười. Thủ tướng còn chưa đi. Chẳng lẽ, Thủ tướng có thể quay về quận Hạ Mã? Hoàng Kiến Quân ánh mắt sáng lên, nghĩ lại một chút, làm sao có khả năng? Thủ tướng trăm công ngàn việc, ở quận Hạ Mã nửa ngày đã quá tốt rồi, chẳng lẽ còn trở lại? Hạ Tưởng lại chỉ nói đến đó là thôi, không phụ trách giải thích. Bởi vì suy nghĩ của hắn đã rơi xuống trên người Phó Tiên Phong, đang suy nghĩ, vấn đề đập chứa nước Nam Sơn tạm thời cũng không điều tra rõ rốt cuộc trách nhiệm của ai, nhưng trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu bị ngập, Phó Tiên Phong cũng là trốn tránh không được trách nhiệm lãnh đạo. Cũng không biết gã nên giải thích như thế nào với Thủ tướng và Bí thư Diệp. Chẳng lẽ lại nói, rõ ràng đã tính toán để nước lũ đổ về phía sông Hạ Mã, ai biết trên đường chuyển hướng, chẳng những đổ vào sông Hạ Mã, lại ngập trang trại chăn nuôi. Phó Tiên Phong sẽ không ngốc đến mức chưa đánh đã khai, mà thừa nhận lúc gã quyết định xả lũ có chứa tư tâm tạp niệm. Đương nhiên Phó Tiên Phong sẽ không thừa nhận gã có tư tâm, chỉ có điều hiện tại thừa nhận hay không đã không quan trọng, lúc gã nhận được điện thoại biết được nước lũ đổ vào trang trại chăn nuôi, liền ngây ra như phỗng, một mình ở bộ chỉ huy đập chứa nước Nam Sơn sắc mặt trắng bệch mà ngồi, ước chừng 5 phút đồng hồ không hề động đậy chút nào. Người tính không bằng trời tính, hoặc là nói, cơ mưu tính cũng quá thông minh, tính kế ngược lại cả mình. Đúng vậy, quả thật nước lũ cũng giống như tính toán ban đầu, đổ vào sông Hạ Mã, còn kém chút nữa là làm Hạ Tưởng chết đuối. Đương nhiên Hạ Tưởng chết đuối đều không phải là ước nguyện ban đầu, hắn thầm nghĩ tạo phiền toái từ sông Hạ Mã cho Hạ Tưởng, chỉ muốn để trang trại chăn nuôi không phải chịu nước lũ tấn công, lại không có dự đoán được, sông Hạ Mã được bảo vệ. Còn trang trại chăn nuôi lại không bảo vệ nổi. Phó Tiên Phong khóc không ra nước mắt, tức giận đến thiếu chút nữa chửi má nó, cuối cùng vẫn không mắng thành lời,
bởi vì ngoại trừ mắng mẹ của mình, gã còn không dám mắng mẹ của ông trời. Nhưng trừ lúc đó ra, lại không có mẹ của người khác có thể mắng. Ai cũng không trách, chỉ có thể tự trách mình thời vận không tốt, muốn hại người khác, lại hại chính mình. Đầu tiên là chỉ huy thất bại ở đập chứa nước Nam Sơn, sau đó ở vị trí xả lũ thì lại tiếp tục tính nhầm phương hướng, trời ạ, phó tiên phong ảo não vạn phần, quả muốn đánh vào miệng mình vài cái. Nếu sớm nghe người khác khuyên bảo, xả nước từ từ, sẽ không phải có lựa chọn sau, sẽ không phải hành động bất đắc dĩ cho nổ đập, không xả lũ hướng đông, sẽ không xuất hiện việc trang trại chăn nuôi bất ngờ bị ngập. Không ngờ, quả thật là rất không ngờ. Nước lũ đổ xuống, sau khi tới quận Hạ Mã, đột nhiên lại bị một chia thành hai, một đường lao thẳng tới sông Hạ Mã, một đường khác lao thẳng tới trang trại chăn nuôi. Vốn tưởng rằng trang trại chăn nuôi có thể bình yên vô sự, cũng không có đề phòng nhiều lắm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trang trại chăn nuôi bị nước lũ đổ ập vào. Lúc này liền làm đổ sập bức tường bao quanh trang trại chăn nuôi, một lát sau đã có gần 10 con bò chết đuối. May mắn trang trại chăn cũng ở chỗ cao, có một chút giảm sóc, nếu không ở đợt sóng đầu tiên tấn công, trang trại chăn nuôi sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hơn nữa sẽ thê thảm và nghiêm trọng đến mức tổn thương sức mạnh của tập đoàn Tứ Ngưu, khiến Phó Tiên Phong chỉ muốn đập đầu vào tường. Hắn gần như đem toàn bộ lực lượng điều tới đập chứa nước Nam Sơn, lấy danh nghĩa bảo vệ nguồn nước thủ đô mà điều động vật tư xung quanh, tỉnh ủy và thành ủy cũng đã bật đèn xanh, được nhiều người ủng hộ. Tỉnh Yến từ trước đến nay theo sát bước chân của Trung ương, cán bộ tỉnh Yến lại thích nhất là xem sắc mặt thủ đô, ai chẳng biết đập chứa nước Nam Sơn vẫn cung ứng nước cho thủ đô, lại có thị trưởng phó mở miệng, hiển nhiên tận hết sức lực mà làm. Mọi người tranh nhau lên trước, e sợ bị phê bình không làm tốt công tác. Kết quả là, không bảo vệ được đập chứa nước Nam Sơn, khi trang trại chăn nuôi cần vật tư chống lũ, lại phát hiện không có cái gì để dùng. Lịch sử của thành phố Yến không có phát sinh lũ lụt quá lớn, không có kinh nghiệm chống lũ là không sai, nhưng đem tất cả vật tư đều chuyển đến tường Đông không bảo vệ được, tường Tây sẽ phải đổ, Phó Tiên Phong biết, gã có phiền toái lớn. Người khác có thể bỏ tường Đông để sửa chữa tường Tây, nhưng gã còn không có cơ hội để làm gì cả. Hơn nữa làm cho gã cảm thấy đau đầu chính là, sau khi đập của hồ chứa nước Nam Sơn nổ lớn, lượng nước thoát ra, lũ trên núi bất ngờ cũng ngừng chảy, bên trong đập chứa nước thì lượng nước không bằng 1/3 bình thường. Nói cách khác, về sau muốn cung ứng nước cho thủ đô, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng. Hết mưa, gió ngừng, lũ trên núi đổ xuông cũng hết, Phó Tiên Phong cũng hoàn toàn hiểu rõ một đạo lý, đem tảng đá tự đập chân mình, không phải ai khác, mà chính là gã. Khi gã biết được thủ tướng đến thành phố Yến thị sát, trong lòng lại hiện lên cảm xúc tuyệt vọng. Gã cũng biết lập trường của thủ tướng, là người luôn luôn không có hảo cảm gì với thế lực gia tộc, vừa lúc bây giờ gã xảy ra sai lầm, rơi vào trong tay thủ tướng, còn có cái gì tốt được. Trên đường từ đập chứa nước Nam Sơn tới trang trại chăn nuôi, Phó Tiên Phong gọi điện thoại cho bác cả, đem đầu đuôi của sự tình giải thích rõ ràng. Phó bá cử nghe Phó Tiên Phong nói xong, mãi không nói gì. Cuối cùng giọng điệu trầm trọng mà nói. Trước chủ động thừa nhận sai lầm, sau đó nghĩ biện pháp đem sai lầm đổ lên trên người khác, thủ tướng sẽ không trực tiếp truy cứu trách nhiệm của cháu, trách nhiệm lãnh đạo của cháu tính như thế nào, còn phải bàn luận ở tỉnh ủy. Chỉ cần trong hội nghị không làm thủ tướng tức giận là được, trước mắt qua một cửa này rồi tính tiếp. Phó Tiên Phong trên đường lại nói chuyện điện thoại cùng Dương Quốc Anh. Dương Quốc Anh nói cho Phó Tiên Phong. Trang trại chăn nuôi tất cả có 20 con bò sữa bị chết đuối, tổn thất bò sữa cũng không phải lớn nhất, tổn thất lớn nhất là vừa mới, nghiên cứu chế tạo, thành công một, phương pháp phối chế, sữa bột toàn bộ thành bong bóng, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 20 triệu, tổn thất gián tiếp tạm thời không thể đánh giá. Hơn nữa làm cho Phó Tiên Phong hết hồn là, phòng nghiên cứu của trang trại chăn nuôi cũng bị nước lũ phá vỡ, rất nhiều văn kiện cơ mật bên trong đều bị lũ lụt cuốn đi. Nếu trong đó có vài thứ công bố ra ngoài, ngay lập tức tập đoàn Tứ Ngưu sẽ thân bại danh liệt, bởi vì ghi chép trong đó chính là cơ mật cấp 1 về bí mật phương pháp phối chế. Ai cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh lũ lụt, càng không thể tưởng được nước tới đột nhiên như vậy, lúc lũ lụt tiến đến, tất cả mọi người kinh hoàng luống cuống, làm sao còn lo lắng bảo vệ giấy tờ, quan trọng là phải chạy đã. Kết quả chính là giấy tờ quan trọng không ngờ trong lúc vô ý bị lũ lụt cuốn đi, cũng không biết trôi tới chỗ nào. Có lẽ sẽ bị mục nát trong nước, có lẽ sẽ bị người khác nhặt được, mà lại vừa khéo là người có tâm nhặt được,
cuối cùng công bố ra ngoài, lại có lẽ sẽ ở trong bùn nước, cuối cùng thối mục, tóm lại, bất cứ tình huống gì cũng có thể xảy ra. Phó Tiên Phong thậm chí trong lòng còn mang ảo tưởng, nước lũ rất lớn, vừa đổ tới, khẳng định sẽ làm hỏng giấy tờ, làm sao có khả năng trôi ra bên ngoài. Cho dù tới bên ngoài, cũng không chắc sẽ bị nhặt được. Cho dù bị người khác nhặt được, cũng không nhất định người nhặt được sẽ biết giấy tờ ấy là gì. Thực ra gã cũng biết, việc đã đến nước này, chỉ có thể cầu một chút tâm lý an ủi thôi. Chương 761, truy vấn trách nhiệm. Khi tới trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, Phó Tiên Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền có một loại cảm giác thống khổ cực độ, khắp nơi là một vùng bừa bãi lộn xộn, khắp nơi lầy lội, nơi nào cũng có thi thể bò sữa và dấu vết sữa bột. Gã đau lòng nhất là một trận lũ lụt gây cho tập đoàn Tứ Ngưu ảnh hưởng tuyệt đối là đủ lớn, tuy rằng không tới mức lung lay gốc rễ, nhưng ít nhất sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thu sau này. Nói cách khác, một đống lộn xộn trên mặt đất đều là tổn thất lợi ích của gã. Tuy nhiên sau khi gã nhìn thấy thủ tướng, tổn thất kinh tế lập tức bị gã ném qua một bên, bởi vì ở trung tâm hội nghị lâm thời ở trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, thủ tướng ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vừa thấy gã liền trực tiếp chất vấn một câu. Đồng chí Phó Tiên Phong, việc xả lũ về phía thành phố Yến, đầu óc cậu nghĩ gì mà lại có quyết định như vậy? Phó Tiên Phong vừa ngẩng đầu, đã thấy thủ tướng ngồi giữa, hai bên là Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ, cùng với các lãnh đạo và chính quyền của thành ủy, quận ủy, còn có Dương Quốc Anh ngồi ở vị trí sau cùng, không khí hội nghị vô cùng nghiêm trang, vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc, nghiễm nhiên là thành hội nghị chất vấn. Dù gã tự cao có chỗ dựa là thế lực gia tộc, cũng biết cửa ải hôm nay không dễ qua, dù sao, đập chứa nước Nam Sơn do gã phá hủy, trong khoảng thời gian ngắn không thể sửa chữa kịp. Sông Hạ Mã là tình huống gì, hiện tại gã không rõ lắm, nói thật, cũng không có tinh thần chú ý. Gã chỉ biết chính là, sự việc không giải thích rõ ràng cho các lãnh đạo đang có mặt ở đây, thì đừng nghĩ có cái gì tốt. Giải thích rõ ràng rồi, không chắc có quả gì ngon để ăn. Nhưng phải có một giải thích, chuyện chính trị, có khi có thể lừa gạt qua mắt, có khi lại một là một, hai là hai, không thể có bất cứ mập mờ gì. Phó Tiên Phong thành thật đi tới cạnh Hồ Tăng Chu trong quan trường, quy củ to hơn trời, bên cạnh Hồ Tăng Chu để một chỗ trống, hiển nhiên là dành cho gã. Nhưng bên cạnh gã còn có một vị trí trống, là để trống cho ai, gã cũng không rõ ràng lắm. Phó Tiên Phong thấy thủ tướng khẽ gật đầu, mới dám ngồi xuống. Theo bản năng nhìn về phía cửa, Vu Phồn Nhiên không đến tham gia hội nghị, khiến cho gã hơi sinh nghi. Hiện tại chỉ có Cao Hải ở lại trấn thủ ở đập chứa nước Nam Sơn, xử lý giải quyết tốt hậu quả, Vu Phồn Nhiên và gã cùng nhau trở về thành phố, cũng phải tham gia hội nghị để thủ tướng và bí thư Diệp hỏi mới đúng, ông ta đã đi đâu. Phó Tiên Phong rất lo lắng Vu Phồn Nhiên sẽ dùng cách ném đá xuống giếng, nói ra chuyện bất lợi cho gã. Nếu Vu Phồn Nhiên ở hội nghị, ngay trước mặt gã có lẽ sẽ không nói gì quá đáng. Nhưng hiện tại không biết đi nơi nào, khiến cho trong lòng gã không yên, hoài nghi có phải bị người ta âm thầm kêu đi điều tra việc gì hay không. Phó Tiên Phong đành phải kiên trì đến cùng mà nói. Thủ tướng, Bí thư Diệp, Chủ tịch Phạm, các vị lãnh đạo, sau đây tôi xin báo cáo chi tiết việc nước lũ trên núi đổ xuống của hồ chứa nước Nam Sơn. Hồ chứa nước Nam Sơn nhiều năm thiếu tu sửa, lại vì mưa to thành họa, dẫn đến lũ trên núi đổ xuống, miệng cống không mở nổi, cuối cùng nhân viên kỹ thuật nghiên cứu phân tích, qua chuyên gia luận chứng, phương án xả lũ về hướng đông là an toàn, cuối cùng tôi cùng đồng chí Phồn Nhiên, Cao Hải thương lượng, áp dụng ý kiến chuyên gia, sau khi thỉnh cầu tỉnh ủy, quyết định xả lũ về phía đông. Phó Tiên Phong tránh nặng tìm nhẹ, hơn nữa còn thêm pha chuyên gia bịa đặt vào, đưa việc gã chuyên quyền độc đoán biến thành là kết quả thảo luận với Vu Phồn Nhiên, Cao Hải, hiển nhiên, hiểm nghi có trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, gã vừa nói xong, Thủ tướng, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều không tỏ vẻ gì cả, khiến cho gã âm thầm thở dài một hơi. Dù thế nào gã cũng là thị trưởng thành phố Yến, là cán bộ cấp phó tỉnh, không có khả năng bởi vì thiên tai mà truy cứu trách nhiệm lãnh đạo quá lớn, hơn nữa là tuy rằng kinh tế tổn thất không nhỏ, nhưng không có chết nhiều người. Quan trường trong nước có quy tắc ngầm là, tiền tổn thất dù nhiều cũng không sao, sẽ không quy chụp gì, nhưng người chết nhiều sẽ phiền toái, trách nhiệm rất lớn. Bởi vì tiền là tiền nhà nước, lãng phí rồi, sẽ không bắt một cá nhân nào phụ trách. Nhưng người đã chết, người nhà sẽ gây rối, thân bằng bạn tốt sẽ có ý kiến, tất cả kêu ca lớn.
bởi vậy cũng tạo thành hiện tượng kỳ quái ở quan trường trong nước, tài sản tổn thất dù có lớn bao nhiêu, mấy trăm triệu hay vài tỷ, thậm chí còn có thể vỗ mông xong việc. Có bao nhiêu lãnh đạo vỗ đầu làm ra quyết định ngu xuẩn, làm cho nhà nước tổn thất lớn, nhưng dù lớn, cán bộ cũng sẽ không phải gánh vác trách nhiệm chính trị quá lớn. Cho nên dần dần tạo thành một quy định bất thành văn, khi phát sinh tai nạn đặc biệt lớn, chỉ cần không chết người, kinh tế có tổn thất cũng không có thành chuyện gì cả. Dù sao cuối cùng tiền thì có ngân sách chịu, dù sao có ngân hàng trả, chính vì có tâm lý như vậy, mới tạo thành kết quả tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng được tùy ý tiêu xài không ngừng phát sinh. Nhà nước làm dân giàu mạnh là điều tự hào của mỗi chính trị gia, còn làm dân nghèo khó là sự bi ai của chế độ. Vốn lúc đầu theo chuyên gia tính toán, nước lũ sẽ qua trang trại chăn nuôi, đi qua núi phía sau của biệt thự Hoa Viên Tây Sơn, sau đó đổ vào sông Hạ Mã. Vùng núi hoang ở ven sông, phía tây sông Hạ Mã có một vùng núi hoang đất hoang mấy chục km vuông, vừa lúc có thể dùng để xả nước lũ. Tuy nhiên thật không ngờ là, sau khi nước lũ tới quận Hạ Mã, bị khu nhà ở sinh thái Vạn Mẫu của tập đoàn Đạt Tài chắn lại, dòng nước bị chia thành hai, một đường nhằm phía núi hoang, một đường khác nhằm phía đồng ruộng. Nước lũ vào phần núi hoang, cũng không có tạo thành tổn thất lớn. Mà nước lũ nhằm phía đồng ruộng, lại bị nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì có đầy vật liệu xây dựng chắn, liền chuyển hướng đổ về phía trang trại chăn nuôi, kết quả chính là. Phó Tiên Phong tiếp tục nói chậm rãi, qua ngôn ngữ mà gã dày công sắp xếp, trên đường tới đây gã đã nghĩ ra đối sách, không giấu giếm mà trước mặt mọi người nói ra hết. Nhưng bởi vì căng thẳng, đang nói đến vốn từ đầu định cho nước lũ nhằm phía sông Hạ Mã, thiếu chút nữa nói ra ý đồ chân thật, liền lâm thời sửa miệng nói thành là, đất núi hoang, hơn nữa còn đem phần lớn trách nhiệm, đều đổ cho nguyên nhân là do người khác làm ra. Mặc kệ là khu nhà ở sinh thái Vạn Mẫu, hay là nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, đều là bút tích của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong đưa mấy chỗ này ra, một công đôi việc, vừa muốn chính mình sạch sẽ, lại muốn để Thủ tướng giận chó đánh mèo vào Hạ Tưởng. Thủ tướng vẫn thản nhiên như không, chỉ nhìn Diệp Thạch Sinh một cái, thản nhiên nói. Thạch Sinh, sự kiện lần này, tổng thể mà nói, Tỉnh Yến xử lý coi như được, tuy rằng cũng có rất nhiều chỗ không đủ, nhưng cũng là bởi vì lịch sử Tỉnh Yến chưa từng có phát sinh hồng thủy đặc biệt lớn. Nhưng tôi có mấy nghi vấn, thứ nhất, vì sao tỉnh ủy không phái người trấn thủ chỉ huy công tác chống lũ ở đập chứa nước Nam Sơn, mà chỉ có đồng chí Phó Tiên Phong ở tuyến đầu chỉ huy. Thứ hai, ở tuyến đầu chống lũ, vì sao không thấy bóng dáng phóng viên tin tức? Lúc chống lũ, sẽ xuất hiện ra nhiều ít sự tích vui buồn lẫn cảm động, vì sao không có một phóng viên tin tức nào đi theo? Lúc Thủ tướng đến tỉnh Yến, bởi vì là quyết định lâm thời, không mang phóng viên tin tức theo, hơn nữa hành tung của Thủ tướng, thường xuyên sẽ vô cớ mà không thấy trên báo, nguyên do trong đó, ý vị sâu xa. Ngay cả đệ người đầu tiên khi vừa mới trèo lên đỉnh, cũng có chuyện trọng yếu nhưng thường xuyên không thấy báo chí đưa tin. Môi trường chính trị thiên biến vạn hóa, rất nhiều việc không phải đơn giản như ở mặt ngoài, có khi sự nhiều ít của ấp nội dung tin tức cùng mức độ dài ngắn của thời gian truyền phát, đều có hàm nghĩa riêng nào đó. Diệp Thạch Sinh hơi hơi sửng sốt, tỉnh ủy không có phái người trấn thủ đập chứa nước Nam Sơn tạm không đề cập tới, vấn đề phóng viên tin tức, kỳ thật ông đã sớm ý thức được, theo lý thuyết mưa to một ngày một đêm, thì phóng viên đã sớm phản ứng lại đây, mà ở tuyến đầu chống lũ, lại không có xuất hiện bóng dáng phóng viên, người làm tin tức truyền thông của tỉnh Yến, đã làm không đúng trọng trách rồi. Đương nhiên, ông cũng rõ ràng nguyên nhân là Mã Tiêu, bởi vì không phải phóng viên không xuất hiện, mà là không ít phóng viên đều bị Mã Tiêu sai đến đập chứa nước Nam Sơn, kết quả là đập chứa nước Nam Sơn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đã sụp đổ, trang trại chăn nuôi bị ngập, tất cả đều là sự kiện tiêu cực, phóng viên nào còn dám đưa tin nữa. Khẳng định đều bị Mã Tiêu đè ép. Tuy nhiên việc này theo khía cạnh khác thì ông đã không nắm chắc được ban tuyên giáo, xem ra, về sau cần phải tăng mạnh hơn một chút sự chú ý với ban tuyên giáo, trong lòng Diệp Thạch Sinh mơ hồ có một tia tức giận. Ông không phải người thích mọi chuyện đều tuyên dương khắp nơi, bởi vậy đối với công tác của ban tuyên giáo không hỏi đến nhiều lắm. Hơn nữa tỉnh Yến ở gần thủ đô, chính trị lại bảo thủ, có rất ít tin tức sự kiện trọng đại để công bố. Mọi việc phải qua thật lâu, thấy rằng không có ảnh hưởng gì, mới bắt đầu đưa tin ra. Thậm chí ngay cả một vụ án giết người nho nhỏ, cũng sẽ áp chế, đợi bắt được người bị tình nghi phạm tội, phán hình mới có khả năng để người dân biết. Bởi vậy ai cũng biết rằng báo chí tỉnh Yến không có thứ gì đáng xem,
phóng viên tin tức chỉ biết đi đến đầu đường mà phỏng vấn mấy chuyện đánh nhau ẩu đả vớ vẫn là hết, bất cứ tin tức gì có ảnh hưởng chính trị, đều không dám phỏng vấn. Phỏng vấn cũng vô dụng, không được truyền ra ngoài, làm chỉ là vô dụng thôi. Đối với vấn đề thủ tướng hỏi, Diệp Thạch Sinh không thể trả lời, đành phải lập lờ mà nói một câu. Vấn đề tỉnh ủy không có phái người, trong chốc lát sẽ hướng thủ tướng giải thích lại tỉ mỉ. Còn chuyện phóng viên, xuất phát từ suy xét ổn định lòng dân, có một số tin tức, vẫn là khống chế ở trong phạm vi nhất định mới phù hợp ích lợi chỉnh thể. Thủ tướng chỉ có gật gật đầu, không tiếp tục hỏi quá nhiều đến chuyện tin tức truyền thông, mà đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa một cái. Hạ Tưởng làm gì mà còn chưa đến? Trong lòng Phó Tiên Phong bỗng chốc hồi hộp, thủ tướng đưa lên cao rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, rốt cuộc là có ý gì? Vừa rồi lời thủ tướng nói dường như là đang nói sự tình gần như đã trôi qua rồi, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Vậy thủ tướng lại nhắc tới Hạ Tưởng là có ý gì chứ? Thủ tướng vừa dứt lời, Hạ Tưởng liền từ ngoài cửa đi vào, đầu tiên là cung kính mà chào hỏi mấy vị lãnh đạo chủ yếu, sau đó được nhân viên hướng dẫn, ngồi ở phía dưới Phó Tiên Phong. Trong lòng Phó Tiên Phong nghi ngờ càng lớn, hiển nhiên, chỗ Hạ Tưởng ngồi là thủ tướng cố ý an bài, thủ tướng làm vậy, khẳng định thâm ý sâu sắc. Hạ Tưởng ngồi dưới Phó Tiên Phong, khẽ gật đầu với Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tưởng thì căng thẳng trong lòng, không khỏi nhỏ giọng nói. Thủ tướng có hỏi, mà ở đây lại có Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm, không được nói lung tung. Đây là giọng điệu của cấp trên khi ra lệnh cho cấp dưới. Hạ Tưởng gật đầu cười, vẻ mặt bình tĩnh, càng làm cho trong lòng Phó Tiên Phong thiếu tự tin. Đồng chí Tiên Phong, cậu cho rằng việc trang trại chăn nuôi bị ngập, là thành ủy gánh vác trách nhiệm lớn hơn một chút, hay là quận ủy chịu trách nhiệm lớn? Thủ tướng đưa ra vấn đề rất đột ngột, cũng rất bén nhọn, lại một lần nữa trực tiếp đem Phó Tiên Phong đến chỗ đầu sóng ngọn gió. Phó Tiên Phong không dám há mồm đáp, bởi vì gã đoán không ra ý đồ của thủ tướng, không dám nói lung tung. Tập đoàn Tứ Ngưu là xí nghiệp nổi tiếng trong nước, ánh mắt chú ý mà thủ tướng quăng đến cũng ở trong tình lý, tự mình hỏi đến chuyện trang trại chăn nuôi, cũng là chứng minh Trung ương quan tâm và trân trọng với tập đoàn Tứ Ngưu. Nhưng ở vấn đề chia sẻ trách nhiệm, Phó Tiên Phong vẫn bị làm khó. Nói là thành ủy gánh vác nhiều, tương đương là đem Hồ Tăng Chu kéo xuống nước, bởi vì lúc trước là gã đã cam đoan, xuất phát từ nóng lòng đoạt công, chỉ có hỏi qua tỉnh ủy. Ngay cả thỉnh cầu tỉnh ủy phái người trấn thủ đều không có mở miệng, trực tiếp tự mình đi đập chứa nước Nam Sơn. Thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, có quyền tự chủ rất lớn, ở trước khả năng có chiến tích lớn, nên Phó Tiên Phong từ trước đến nay sẽ không chắp tay đưa cho người khác. Không nghĩ tới, muốn độc chiếm chiến tích, lại thành một mình chịu trách nhiệm, đúng là cực kỳ xui xẻo. Nhưng nếu nói quận Hạ Mã phải gánh vác trách nhiệm nhiều, chẳng may khiến thủ tướng không vui chẳng phải là tự làm mất mặt. Hơn nữa nhìn sự cố ý sắp xếp của thủ tướng, hiển nhiên là có khuynh hướng ủng hộ quận Hạ Mã. Còn nữa, gã thân là thị trưởng, đem trách nhiệm đẩy cho cấp dưới, cũng là biểu hiện không thể tha thứ. Gã do dự một lát, lấy lập trường trung gian mà nói. Phải nói thành ủy và quận ủy đều có một nửa trách nhiệm. Thành ủy không có đúng lúc thỉnh cầu tỉnh ủy chỉ đạo công tác, là sách lược sai lầm của thành ủy, cũng là do tôi chủ nghĩa cá nhân mà có quyết định sai lầm. Phía quận ủy, không bảo vệ tốt trang trại chăn nuôi, cũng là không làm tròn bổn phận. Đồng chí Hạ Tưởng làm bí thư quận ủy, tuổi trẻ hơn nữa kinh nghiệm không đủ, chỉ huy bất lực cũng có thể thông cảm. Phó Tiên Phong lời vừa ra khỏi miệng, Tống Chiêu Độ liền trợn mắt nhìn gã. Phạm Duệ Hằng cũng nhìn Phó Tiên Phong với ánh mắt bất mãn, bởi vì Phó Tiên Phong vừa nhắc tới nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì, khiến cho trong lòng ông không thoải mái, cảm thấy Phó Tiên Phong thật sự hơi quá đáng. Hồ Tăng Chu cảm thấy bất đắc dĩ, vấn đề xử lý đập chứa nước Nam Sơn, ông cũng phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chính vì không có đứng vững lập trường trước sự cứng rắn, mạnh mẽ của Phó Tiên Phong, mà đồng ý để Phó Tiên Phong dẫn đầu đội đi tới đập chứa nước Nam Sơn trước. Hiện tại ngẫm lại, là lúc ấy nên áp chế động cơ của Phó Tiên Phong, hướng tỉnh ủy báo cáo, thỉnh cầu tỉnh ủy phái ra Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh trấn thủ mới đúng. Chỉ tiếc vẫn là tính tình yếu đuối một chút, không có kiên định lập trường. Bị Phó Tiên Phong dụ dỗ lừa gạt chiếm ưu thế, ông cũng chỉ cố hướng tỉnh ủy làm báo cáo và họp, đợi khi tỉnh ủy đưa ra ý kiến thì đã muộn rồi, để Phó Tiên Phong làm ra rắc rối lớn. Phó Tiên Phong là thị trưởng cấp phó tỉnh,
thành phố cấp phó tỉnh từ trước đến nay cùng tỉnh sẽ ở trên một số sự tình tranh quyền, Phó Tiên Phong chỉ hướng tỉnh ủy nói qua, rồi trực tiếp dẫn người đi tới đập chứa nước Nam Sơn, Hồ Tăng Chu hiển nhiên biết rõ ràng Phó Tiên Phong là muốn tranh quyền đoạt công. Lúc ấy Phó Bí Thư tỉnh ủy thôi cũng gật đầu, nói là sau khi tỉnh ủy họp, sẽ lại phái người đi chỉ đạo công tác chống lũ, kết quả sau lại có hỗn loạn, tóm lại sự tình rất phức tạp, trách nhiệm không rõ ràng, chủ yếu là không thể trực tiếp nói tường tận trước mặt, nếu không sẽ hiện rõ ông hiểm nghi lãnh đạo tỉnh có sai lầm trong chỉ đạo. Lẽ ra có thủ tướng, bí thư tỉnh ủy ở đây, họ không điểm danh, ai cũng không có thể chủ động lên tiếng, Hồ Tăng Chu lại rốt cục dũng cảm một lần, chủ động nói. Tôi xin thừa nhận sai lầm với thủ tướng, bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm, tôi cho rằng, thành ủy là gánh vác phần lớn trách nhiệm. Trong quá trình chống lũ, thành ủy xử trí không tốt, đầu tiên sau khi xin chỉ thị tỉnh ủy, không đợi tỉnh ủy phái người chỉ đạo công tác đã một mình hành động là không đúng. Tiếp theo, gần như đem toàn bộ vật tư chống lũ chuyển đến đập chứa nước Nam Sơn, làm cho quận Hạ Mã không có vật tư để dùng. Còn nữa, cá nhân tôi cũng không có thể chủ tính chung cho toàn cục, không có đứng ở góc độ toàn bộ xem xét vấn đề, tôi xin nhận bất cứ kỷ luật nào của thủ tướng và tỉnh ủy. Hồ Tăng Chu nói năng có khí phách, có gan chủ động thừa nhận sai lầm và nhận chịu trách nhiệm, là người có dũng khí, khiến cho thủ tướng và Diệp Thạch Sinh đều xem trọng ông một chút. Phó Tiên Phong nhìn Hồ Tăng Chu một cái, trong lòng oán hận mà nghĩ, khá lắm Hồ Tăng Chu, rất biết ứng xử, không có việc gì liên quan đến ông lại chủ động thể hiện nhận trách nhiệm gì đó. Ông định làm dối, được lắm, không phải tôi không khoan dung mà là ông đấy. Hồ Tăng Chu nói xong, thủ tướng cũng từ chối cho ý kiến mà nhìn Hạ Tưởng một cái, hỏi. Hạ Tưởng, cậu là bí thư quận ủy, nói cách nhìn của cậu về việc chia sẻ trách nhiệm. Thủ tướng ngay trước mặt lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố, tự mình điểm danh muốn hỏi Hạ Tưởng, không chỉ là Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng, còn có Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Tưởng, lo lắng hắn nhất thời kích động trước mặt thủ tướng nói ra chuyện không nên nói. Thật muốn như vậy, chuyện này là có vẻ hơi quá rồi. Hạ Tưởng cung kính mà gật đầu. Thủ tướng, bí thư Diệp, chủ tịch tỉnh Phạm, các vị lãnh đạo, tôi thân là bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Trong việc lũ lụt lần này, là không thể trốn tránh trách nhiệm lãnh đạo. Lúc này, tôi xin làm kiểm điểm sâu sắc với Thủ tướng, Bí thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm, Bí thư Hồ, Thị trưởng Phó, Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận không bảo vệ tốt sông Hạ Mã, không bảo vệ tốt trang trại chăn nuôi. Tất cả trách nhiệm đều là bởi vì tôi chỉ huy bất lực, Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận xử trí chậm trễ tạo thành, đồng thời, cũng là cá nhân tôi không có thể nhìn được toàn diện vấn đề để xử lý kịp thời. Hoàn toàn là giọng điệu gánh vác toàn bộ trách nhiệm, vẻ mặt của thủ tướng cũng không phải nghiêm túc, mà là trong mắt mang chút ý cười. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng là âm thầm gật đầu, nhất là Diệp Thạch Sinh, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Mà Hồ Tăng Chu cũng hơi có chút sầu lo, nhất thời khó hiểu mà nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, không rõ Hạ Tưởng vì sao phải nhận toàn bộ trách nhiệm vào người. Phó Tiên Phong hơi nhíu mày, gã cảm thấy rất không ngờ với cách làm phát huy phong cách của Hạ Tưởng. Gã vốn nghĩ Hạ Tưởng có thể chủ động gánh vác một nửa trách nhiệm là không tồi rồi, không ngờ rằng hắn không có theo suy nghĩ của mình, mà là nhận toàn bộ trách nhiệm của quận Hạ Mã vào người, còn chủ động thừa nhận là chính mình lãnh đạo bất lực. Nhìn đến vẻ mặt của Thủ tướng và Diệp Thạch Sinh, Phó Tiên Phong mới đột nhiên bừng tỉnh, Hạ Tưởng đủ thông minh, là cách làm lấy lui để tiến. Lý Hàm lại nghĩ không ra vì sao Hạ Tưởng đem trách nhiệm hoàn toàn nhận về quận Hạ Mã và bản thân, y ngồi ở vị trí thấp nhất. Phút chốc liền đỏ mặt lên. Nếu ở trong hội nghị quyết định quận Hạ Mã chịu trách nhiệm chủ yếu, không chỉ tiền đồ của Hạ Tưởng bị ảnh hưởng, ngay cả y cũng sẽ có xử phạt, ít nhất cũng phải ghi lỗi nặng. Lý Hàm há hốc miệng, dù trong lòng không phục, vẫn là không dám mở miệng nói. Ngay trước mặt Thủ tướng và Bí thư tỉnh ủy, đem trách nhiệm đẩy cho thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng không phải một việc mà một cán bộ có giác ngộ chính trị có thể làm ra, đột nhiên, y lại như hiểu một ít. Hạ Tưởng làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, thay đổi là y, cũng chỉ có thể làm giống với Hạ Tưởng. Lý Hàm khi suy nghĩ đang hỗn loạn, bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Thủ tướng lại vang lên. Đồng chí Lý Hàm, vừa rồi đồng chí Hạ Tưởng nói vậy, cậu có ý kiến gì khác không? Chương 762, nhiều người chỉ trích. Lý Hàm bất ngờ bị Thủ tướng hỏi, không tránh khỏi hồi hộp, vội đứng lên, thấy ánh mắt Thủ tướng vô cùng ôn hòa, tâm tư nhanh chóng thay đổi. Liền hiểu rõ điều gì đó, cũng không có ngồi xuống,
mà là đứng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng chí Hạ Tưởng trong quá trình chống lũ, lấy thân mình làm gương tốt, tự mình đến tuyến đầu cùng cảnh sát và quân đội, nhảy vào trong dòng nước lũ, không để ý sinh mạng nguy hiểm, bảo vệ sông Hạ Mã được an toàn. Nếu nói cậu ấy phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, thì toàn bộ cán bộ đảng và chính quyền ở quận Hạ Mã phải tự nhận lỗi từ chức. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận khi xử trí việc chống lũ, quả thật có một mặt chỉ huy kém, nguyên nhân chủ quan là quận Hạ Mã là mới thành lập, bộ máy lãnh đạo phối hợp không tốt, chính lệnh không nhanh chóng. Còn nguyên nhân khách quan là, trong lịch sử thành phố Yến không có xảy ra lũ lụt quá đặc biệt, cảnh sát và quân đội không có kinh nghiệm chống lũ, điểm chủ yếu là, vật tư chuẩn bị không được đầy đủ, tất cả vật tư của thành phố đều bị điều động tới đập chứa nước Nam Sơn hết rồi. Phó Tiên Phong lén lút trừng mắt nhìn Lý Hàm một cái, không nghĩ Lý Hàm lá gan không nhỏ, hiện tại dám trước mặt thủ tướng mà giải vây cho quận Hạ Mã. Vì quận Hạ Mã mà giải vây, chính là làm xấu mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cũng là tát vào mặt gã. Lý Hàm lại không để ý đến ánh mắt của Phó Tiên Phong, y cũng không thể để thủ tướng và các lãnh đạo đang có mặt tin lời Hạ Tưởng, thật là muốn quận Hạ Mã gánh vác 100% trách nhiệm, y và Hạ Tưởng cũng đừng có nghĩ tiền đồ chính trị còn gì nữa. Lý Hàm cắn răng hạ quyết tâm, kể rõ việc quận Hạ Mã muốn vật gì tư gì cũng không có, cần cảnh sát và quân đội hỗ trợ thì cũng không có, đã như thế thì sao lại phải chịu trách nhiệm việc xả lũ của đập chứa nước Nam Sơn, có thể làm tốt công tác bảo hộ sông Hạ Mã cũng đã là cố gắng lớn nhất rồi. Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ liếc nhau, hai người biết, nếu Lý Hàm đã nói ra toàn bộ tình hình thực tế, dù thế nào, sự kiện Đại Hồng Thủy lần này, phải có một người nhận xử phạt. Thủ tướng chưa chắc sẽ can thiệp vào quyết định của tỉnh ủy, nhưng tình hình trước mắt, hiển nhiên, thủ tướng là muốn nhìn xem tỉnh ủy xử trí sự kiện lũ lụt, rốt cuộc là có thái độ thế nào. Thái độ của thủ tướng có chút sâu xa, cho dù ông không có trực tiếp ám chỉ cái gì, nhưng Phạm Duệ Hằng trong lòng biết rõ ràng, để quận Hạ Mã nhận xử phạt, thủ tướng sẽ không đồng ý. Phạm Duệ Hằng khẽ gật đầu với Tống Chiêu Độ ngầm hiểu, mở miệng nói. Thủ tướng! Trong sự kiện lần này tỉnh ủy cũng có sai lầm không nhỏ. Đầu tiên là việc điều động cảnh sát và quân đội, hoàn toàn là theo thành ủy, không có phái người đến quận ủy. Tiếp theo, tỉnh ủy không phái người tới đập chứa nước Nam Sơn phối hợp phụ trách công việc chống lũ, chủ yếu là do đồng chí Phó Tiên Phong không đợi tỉnh ủy đưa ra quyết định, trước tiên chạy tới đập chứa nước Nam Sơn, sau đó khi tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của cậu ta, đồng chí Tiên Phong khẳng định nói xin tỉnh ủy yên tâm, mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điểm cuối cùng cần phải nói rõ đó là, tôi và Chủ tịch tỉnh Phạm Trấn Thủ ở trang trại chăn nuôi, lúc tới nơi thì nước lũ đã đổ vào, cho dù có mấy chục cảnh sát và quân đội chiến đấu hăng hái mấy giờ đồng hồ, vẫn không bảo vệ hoàn toàn được trang trại chăn nuôi. Xin Thủ tướng phê bình tôi và Chiêu Độ. Phạm Duệ Hằng đúng lúc chen vào nói một câu. Phó Tiên Phong toát mồ hôi, gã hiện tại biết, lãnh đạo ba cấp tỉnh, thành phố, quận Tề Tựu, mời dự họp là hội nghị truy vấn trách nhiệm. Từ đầu đến cuối, dần dần đem việc làm sai lầm của gã to dần lên, rất rõ ràng, Hạ Tưởng đánh quân bài phong cách, Lý Hàm đánh quân bài bi phẫn, Hồ Tăng Chu lại đánh quân bài dũng cảm chịu trách nhiệm, mà Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ thì đánh quân bài qua loa, trên cơ bản nhìn từ bên ngoài của tất cả mọi người là tự mình nhận trách nhiệm, kỳ thật đều là tránh nặng tìm nhẹ. Nhận vấn đề nhỏ mà buông tha vấn đề lớn. Vấn đề lớn chính là, đầu sỏ là ai đã làm cho một loạt sự kiện xảy ra như vậy. Cho dù Phó Tiên Phong cũng biết là mình có phần sai, nhưng trốn tránh vài phần trách nhiệm là vài phần, là thái độ bình thường trong quan trường. Chỉ là thấy trận thế trước mắt khiến gã hiểu được, gã càng ngụy biện, cố chống chế cũng không được gì cả, cái thủ tướng cần chính là tất cả chỉ trích trực tiếp và gián tiếp sau cùng, đều rơi xuống người gã. Mặc kệ là Hạ Tưởng tự nhận trách nhiệm, hay là Phạm Duệ Hằng tự phê bình, kỳ thật đều là một cái tát đánh vào mặt gã. Cái tát giòn mà vang. Nóng rát mà đau. Phó Tiên Phong ướt đẫm mồ hôi, thế lực gia tộc có lớn hơn, hiện tại cũng là ngoài tầm tay với. Chỉ cần định ra rồi, muốn tìm người chịu tội thay là không có khả năng. Trong mắt gã rốt cục lộ ra một tia tuyệt vọng, thủ tướng là người phản đối thế lực gia tộc, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này, mạnh mẽ đả kích một chút sự kiêu ngạo của thế lực gia tộc. Quả nhiên thủ tướng không để Phó Tiên Phong thất vọng, sắc mặt ông biến sắc, vẻ mặt tức giận chất vấn Phạm Duệ Hằng. Một tỉnh Yến, làm sao lại chỉ điều động mấy chục người cảnh sát và quân đội bảo vệ trang trại chăn nuôi?
Phạm Duệ Hằng vẻ mặt xấu hổ mà nói. Tình Yến từ trước khô hạn, không có nhiều quân nhân và cảnh sát có kinh nghiệm chống lũ, hơn nữa đại bộ phận bị điều động tới đập chứa nước Nam Sơn rồi. Lúc ấy là đồng chí Tiên Phong khẩn cấp cầu viện với tỉnh ủy, Bí Thư Diệp và tôi đều đồng ý. Phó Tiên Phong cúi gục đầu xuống, không nói được một lời. Hiện tại gã chỉ trông cậy duy nhất vào là Diệp Thạch Sinh có thể nói một câu giảng hòa, có lẽ sự tình còn vãn hồi đường sống. Bởi vì Thôi Hướng không có ở hội nghị, trong số lãnh đạo tỉnh ủy, có quan hệ gần nhất và có khả năng vì gã nói giúp một câu tốt, chỉ có mình Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh cân nhắc trong chốc lát, lấy giao tình không sâu không cạn của ông và phó ra, thay Phó Tiên Phong nói ngọt một câu, cũng là một phần ân tình rất lớn, nhưng tình thế hiện tại không để cho ông có lập trường trung gian. Thủ tướng bày rõ ra thái độ muốn Phó Tiên Phong chịu trách nhiệm, hơn nữa hiện tại mặc kệ là từ quận Hạ Mã hay là đến thành ủy, thậm chí là tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ cũng là phối hợp ăn ý, mục tiêu của mọi người chỉ có một Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong hiện tại là tâm điểm của mọi người, hơn nữa cũng quả thật là vô cùng xác thực, ông cũng không có khiến mọi người đợi lâu, rốt cục vẫn là biểu lộ thái độ. Trong sự kiện vỡ đê này tỉnh ủy cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Chủ yếu là do sắp xếp lực lượng không khoa học, nếu không phải đem đại bộ phận cảnh sát và quân đội điều tới đập chứa nước Nam Sơn, sông Hạ Mã cũng sẽ không thiếu chút nữa vỡ đê, trang trại chăn nuôi cũng sẽ không bị ngập. Tôi cho rằng, trong việc này đồng chí Phó Tiên Phong hẳn là phải chịu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu. Kế tiếp tỉnh ủy sẽ đặc biệt tổ chức hội nghị nghiên cứu xem xét quyết định xử phạt đồng chí Phó Tiên Phong. Vẻ mặt Phó Tiên Phong xám trắng, vẻ mặt ủ rũ như cha mẹ chết, gã chỉ biết cúi đầu. Ai cũng không dám nhìn, cũng không có dũng khí đứng lên, trước mặt mọi người một lần nữa thừa nhận sai lầm. Hội nghị hôm nay tuy rằng không phải hội nghị truy vấn trách nhiệm chính thức, Thủ tướng cũng không có định ra nội dung, nhưng hiển nhiên cũng cố ý sắp xếp để gã khó chịu. Thị trưởng đã bị điểm danh phê bình, làm sao lại có cấp dưới ở đây, hơn nữa còn là Hạ Tưởng vốn cùng gã bất hòa, không phải bày rõ ra là để Hạ Tưởng nhìn sương náo nhiệt của gã và vui cười khi người gặp họa sao. Phó Tiên Phong cố nén giận mà nghĩ, Thủ tướng khinh người quá đáng, chốc nữa để bác cả phát động một chút thế lực gia tộc, cho Thủ tướng đến thị sát một tỉnh mà Phó gia có ảnh hưởng, khiến ông cũng nếm thử kết cục bị lãng quên, cho ông ta biết, Thủ tướng cũng không thể muốn làm gì thì làm, có một số việc, cũng phải trả giá tương ứng mới được. Thủ tướng thản nhiên nhìn Diệp Thạch Sinh một cái, ánh mắt lướt qua bóng dáng không nhúc nhích gì của Phó Tiên Phong, trong mắt một tia tức giận chợt lóe lên, theo sau lại thản nhiên như không mà gật gật đầu. Không có thái độ làm khó dễ Phó Tiên Phong, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì về quyết định của Diệp Thạch Sinh, chỉ nói mọi người cố gắng, cuối cùng đề xuất. Tôi muốn đến quận Hạ Mã thăm một chút, đi một vòng, đồng chí Hạ Tưởng, có thời gian cùng tôi đi thăm sông Hạ Mã một chút hay không? Thủ tướng đi thăm sông Hạ Mã, cũng không có nói là danh nghĩa thị sát, nhưng là ý nghĩa trọng đại, chẳng những là rất có sự trợ giúp với việc làm phấn chấn lòng dân quận Hạ Mã. Đồng thời, cũng là khẳng định mặt tốt nhất trong biểu hiện của Hạ Tưởng trong công tác chống lũ. Thủ tướng đi thăm sông Hạ Mã, tuy rằng điểm danh Hạ Tưởng cùng đi, nhưng bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và bí thư thành ủy, thị trưởng tất nhiên phải đích thân đi cùng, nhưng lúc một đoàn của thủ tướng tới quận Hạ Mã, người có trí liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ở trong số người hộ tống, người nên có đều có, thậm chí người không nên có cũng có, nhưng độc nhất chỉ thiếu Phó Tiên Phong. Làm thị trưởng thành phố Yến, Thủ tướng thị sát lại không đi cùng, liên tưởng đến thảm họa lũ lụt vừa mới xảy ra, người sáng suốt liền lập tức đoán được gì đó. Người có khứu giác chính trị linh mẫn, sẽ lập tức hỏi thăm mọi nơi xem xử phạt của thị trưởng phó có nghiêm trọng không. Thủ tướng xuất hiện ở quận ủy, tạo nên một sự xôn xao rất rộng. Thủ tướng chẳng những tự mình tiếp kiến Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh, còn trước mặt khen ngợi hành vi phấn đấu quên mình của Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh. Theo như lời Hạ Tưởng thì Hoàng Kiến Quân cũng chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, nên Thủ tướng cũng đặc biệt khen Hoàng Kiến Quân vài câu. Hoàng Kiến Quân chỉ cảm thấy lâng lâng, như ở trên mây, lúc ấy ở trong dòng nước nguy hiểm và mệt nhọc, bởi vì được Thủ tướng khen ngợi, đều đáng giá. Thị sát xong quận ủy, Thủ tướng lại cùng mọi người đi thăm sông Hạ Mã, đưa ra vài đề nghị cho công tác chống lũ của sông Hạ Mã sau này. Sau đó, Thủ tướng cũng không đến tỉnh ủy và thành ủy. Mà trực tiếp từ quận Hạ Mã lên đường trở về thủ đô. Thủ tướng vừa đi, ai về chỗ nấy, mỗi người một việc, hoạt động thật khẩn trương. Tuy rằng quận Hạ Mã không có bị tổn thất gì, nhưng trang trại chăn nuôi lại tổn thất không nhỏ, công tác xây dựng lại sau lũ lụt, cũng cần quận Hạ Mã hỗ trợ.
Hạ Tưởng liền để cho Lý Hàm toàn quyền phụ trách công tác xây dựng sau lũ của trang trại chăn nuôi, cũng tỏ vẻ thân thiết an ủi với tổn thất của tập đoàn Tứ Ngưu. Tỉnh ủy cùng thành ủy đều hứa hẹn sẽ có bồi thường nhất định đối với tổn thất cho tập đoàn Tứ Ngưu, tập đoàn Tứ Ngưu cũng không có ý kiến gì. Chủ yếu là Dương Quốc Anh biết trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu bị thương nặng, kỳ thật là tác phẩm của Phó Tiên Phong, bà ta có khổ không nói nên lời, hơn nữa Phó Tiên Phong bị đánh bẹp cả về không gian và thời gian, gã lại nhắc lại điều kiện chính là không biết thời thế, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng quay về tỉnh ủy, lúc này mời họp hội nghị khẩn cấp, thảo luận công tác xây dựng lại sau lũ và nhận định trách nhiệm của Phó Tiên Phong. Hồ Tăng Chu thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nên cũng đến tỉnh ủy họp, trước khi đi ông còn cầm tay Hạ Tưởng mà nói. Mưa to dẫn đến lũ lụt lớn, nước lũ chiếu sáng lòng người, Hạ Tưởng, tỉnh ủy nhất định sẽ có một kết quả công chính. Hạ Tưởng nắm chặt tay Hồ Tăng Chu, rồi nói một câu khiến Hồ Tăng Chu ngạc nhiên khó hiểu. Cảm ơn Bí Thư Hồ. Tôi muốn hỏi ngài một câu, nếu cần thiết, ngài sẽ có bao nhiêu quyết tâm bảo vệ cho tập đoàn Tứ Ngưu? Sao Hạ Tưởng không quan tâm đến kết quả xử lý Phó Tiên Phong, mà lại quan tâm chuyện tập đoàn Tứ Ngưu? Tập đoàn Tứ Ngưu hiện tại đang khẩn trương xây dựng lại trang trại chăn nuôi còn bận túi bụi, còn có thể có chuyện gì? Rất khó hiểu, Hồ Tăng Chu liền nói. Có việc gì cứ nói thẳng ra, không cần lòng vòng với tôi. Hạ Tưởng lại chỉ có mỉm cười. Tôi chỉ là thuận miệng mà hỏi, ngài đừng nghĩ nhiều. Có lẽ là tôi ảo giác, tôi cảm thấy có khả năng thị trưởng Phó và tập đoàn Tứ Ngưu có quan hệ với nhau. Hạ Tưởng biết rằng có lẽ lúc này Hồ Tăng Chu không hiểu lời của mình, nhưng không bao lâu, Bí Thư Hồ sẽ biết rõ, khi xử lý vấn đề mấu chốt sẽ có lập trường rõ ràng. Hạ Tưởng là không muốn để Tứ Ngưu biến thành trận chiến Waterloo trong sinh nhai chính trị của Hồ Tăng Chu. Tỉnh ủy xử trí Phó Tiên Phong như thế nào không phải vấn đề hắn có khả năng quan tâm, càng ở thời khắc mấu chốt, hắn càng phải duy trì đầu óc tỉnh táo và khoảng cách an toàn. Sau khi sắp xếp mọi chuyện với hai ngày bận rộn, rốt cục có thể thoải mái hết giờ làm mà bình yên về nhà. Quận Hạ Mã trải qua một trận mưa to thử thách, trở lên trong lành, trời chiều ngả về Tây, chiếu rọi vào sông Hạ Mã làm đỏ rực một vùng. Vô số người dân ở hai bờ sông bước chậm rãi, cười vui, gia đình vui vẻ. Hoặc là những đôi tình nhân tay cầm tay, vui vẻ với nhau. Đối với tai nạn, con người rất giỏi để quên đi, mà cái tốt đẹp thì luôn tràn đầy. Nhìn quận Hạ Mã đã khôi phục lại vẻ đẹp bình thường, Hạ Tưởng rốt cục vui mừng mà mỉm cười. Trên đường về nhà, nhận được điện thoại của vô số người. Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc, Tiếu Giai, còn có Lý Thấm và Vệ Tân, sau đó còn có Khâu Tự Phong quan tâm thăm hỏi. Khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy bất ngờ nhất. Lúc hắn sắp đến cửa nhà, không ngờ nhận được điện thoại của ông cụ Ngô. Không ân cần thăm hỏi và quan tâm giống như người khác, ông cụ Ngô câu nói đầu tiên là bước tiếp theo tính toán đến thủ đô 2 năm, hay là có tính toán khác? Rốt cuộc gừng càng già càng cay, ông cụ Ngô ở xa tận thủ đô, chẳng những biết thế cục thành phố Yến rõ như lòng bàn tay, hơn nữa còn có thể căn cứ vào sự sóc bài sau khi lũ lụt qua đi. Cho ra đại khái kết luận, khiến cho Hạ Tưởng cực kỳ khâm phục ông cụ Ngô. Không sai, ông cụ kết luận khá chính xác, Hạ Tưởng cũng biết rõ một chút, đợi sau khi mọi việc bình ổn, cũng sắp chính là lúc hắn rời quận Hạ Mã. Bởi vì hắn ở quận Hạ Mã tuy rằng không lâu, nhưng đầu tiên là vặn ngã Bạch Chiến Mặc, hiện tại lại bởi vì sự kiện chống lũ, hơn nữa được Thủ tướng tiếp kiến và khẳng định, uy vọng dâng lên tới mức cao nhất, ở quận Hạ Mã đã trở thành người số một chân chân chính chính. Mặc kệ là thành ủy hay là tỉnh ủy, cũng sẽ không cho phép một quận vừa mới thành lập, xuất hiện cục diện một người nắm toàn quyền. Cho dù là Hạ Tưởng cũng không được, theo góc độ của lãnh đạo cấp trên xem xét, ràng buộc và quản lý hữu hiệu với cấp dưới, phải duy trì cân bằng tất yếu. Quận Hạ Mã tình thế đã mất cân bằng, mặc kệ là chủ tịch quận Lý Hàm hay là hội nghị thường vụ quận ủy đối với hắn đã không còn là chế ước hữu hiệu, đưa hắn chuyển đi đã trở thành lựa chọn duy nhất. Hơn nữa hắn ở quận Hạ Mã đã trải qua nhiều việc, uy vọng rất lớn, mặc dù Mã Tiêu trong việc tuyên truyền cố ý áp chế ngược lại đối với hắn có lợi, nhưng sự kiện lũ lụt vẫn là đưa danh vọng của hắn đẩy lên đỉnh núi, chủ yếu là Thủ tướng cố ý trân trọng cất nhắc, cũng khiến Hạ Tưởng hiểu một chút gì đó, chỉ sợ Thủ tướng chèn ép Phó Tiên Phong đồng thời, cũng muốn để hắn chuyển đến địa phương khác. Nhưng cụ thể đi nơi nào, có lẽ trong lòng Thủ tướng đã biết, có lẽ đã ám chỉ cho lãnh đạo tỉnh ủy. Hắn hiện tại là một chút gì cũng không có.
chỉ sợ tôi rồi nói cũng không tính được gì, tôi chỉ là một đảng viên, ở đâu cần điều tôi đi cũng được. Hạ Tưởng ha hả cười, thần kinh vẫn luôn buộc chặt khó mà buông lỏng được. Tôi đề nghị cậu tới thủ đô, nếu cậu đồng ý, tất cả đều rất đơn giản. Ông cụ nói chuyện rất trực tiếp, cũng rất có lực. Hạ Tưởng rõ, lựa chọn đi thủ đô, tương đương là đứng trong đội ngũ Ngô gia, mà tùy ý thành ủy hoặc tỉnh ủy an bài, có lẽ chính là làm thỏa mãn thủ tướng, hắn hơi chần chừ, hay là cự tuyệt ý tốt của ông cụ. Thủ đô, không thích hợp tính tình của tôi muốn chờ thêm xem. Ông cụ hiểu suy nghĩ của Hạ Tưởng, không nói gì, nhưng là chưa từ bỏ ý định mà lại khuyên một câu. Nghĩ thông suốt rồi, thì gọi điện lại cho tôi. Về đến trong nhà, đập vào trước mắt chính là Thù Lê đang nước mắt lưng tròng. Cô lo lắng đến muốn chết, thấy Hạ Tưởng bình an trở về, không khỏi vừa tức vừa hận, đấm mấy cái vào ngực hắn, còn chưa hết giận, lại cắn một cái vào vai hắn. Hạ Tưởng tùy ý vợ mình đánh chửi, đánh không trả đòn, mắng không trả lời, cười ha hả. Anh chưa tắm rửa đâu, cắn thoải mái. Thoáng cái đã làm cho Thù Lê tươi cười. Hạ Đông lại không biết Hạ Tưởng gặp phải nguy hiểm, vẻ mặt vô tư cười lấy lòng, hướng về Hạ Tưởng giơ bàn tay mập mạp nhỏ bé. Ba, quà của con, Đông Đông muốn quà. Quà gì chứ? Hạ Tưởng hồ nghi mà nhìn Thù Lê một cái, Thù Lê cúi xuống bên tai Hạ Tưởng nhỏ giọng nói. Con toàn hỏi anh đâu, em liền lừa nó nói là anh đi công tác, trở về sẽ mang quà cho nó. Hạ Tưởng biết ý của Thù Lê cảm kích mà ôm, không ngờ Hạ Đông tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm lý chiếm hữu lại lớn, đẩy Hạ Tưởng ra một bên. Ba không được ôm mẹ. Thù Lê vui vẻ cười, Hạ Tưởng giả vờ giận. Nhóc con, ba không ôm mẹ trước, làm sao có con? Có hiểu thứ tự trước sau không hả? Con mới là kẻ thứ ba. Thù Lê đá Hạ Tưởng một cái. Đừng dạy con linh tinh, để nó lớn lên lại giống anh, em không muốn nuôi một đứa con háo sắc đâu. Đông Đông không thích ăn cây cải củ. Hai người đều cười ha ha. Hạ Tưởng mượn cớ đi xuống lầu vào xe lấy quà, tới dưới lầu, từ trên xe thật đúng là có một món đồ chơi trẻ con. Nghĩ mới ra, hẳn là lần trước vệ tân ngồi xe với hắn để lại. Vệ tân vốn cẩn thận, chắc chắn sẽ không quên đồ vật được, hẳn là đã cố ý lưu lại. Vừa thấy chỉ biết là quà mua cho Hạ Đông, lại còn không nói rõ, cố ý quên ở trên xe, cũng là có ý tứ. Có quà, Hạ Đông liền vui vẻ. Hạ Tưởng vốn muốn buổi tối cùng Thù Lê vui vẻ một chút, lại nhận được điện thoại không ngừng, khiến hắn mệt mỏi ứng phó mà lại không thể không ứng phó. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, đã 11 giờ, nhưng không nghe được phía tỉnh ủy truyền đến bất cứ tin tức gì. Hạ Tưởng cũng biết, xử lý một cán bộ cấp phó tỉnh sẽ không nhanh như vậy, cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa tỉnh ủy cũng không có quyền quyết định, phải báo cáo ban tổ chức trung ương. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân Phó Tiên Phong không phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy vẫn là có quyền quản lý thay thế nhất định, quyết định xử lý của tỉnh ủy, sau khi báo cáo ban tổ chức trung ương, trên cơ bản chỉ là hình thức để phê chuẩn. Bởi vậy, ý kiến tỉnh ủy mới quan trọng. Chương 763, lần lượt đọ sức. Cho dù thủ tướng có chú ý, không qua vài ba ngày, tỉnh ủy cũng đừng nghĩ có ý kiến chính thức đưa ra. Vốn Hạ Tưởng cũng không có quá để ý rốt cuộc Phó Tiên Phong cuối cùng sẽ bị xử phạt ra sao, bởi vì hắn bây giờ còn có công tác trọng yếu hơn phải làm. Mặc kệ Phó Tiên Phong xử phạt nặng hay nhẹ, đều chỉ là một điều kiện tiên quyết mà thôi, bởi vì hắn cũng rõ ràng Phó Tiên Phong không có khả năng bởi vậy mà bị miễn chức. Nếu khiến Phó Tiên Phong thất bại ở thành phố Yến, thì phải có lợi thế lớn hơn nữa mới được. Ngày hôm sau vừa đi làm, Hạ Tưởng liền lập tức mời họp hội nghị cán bộ trung cấp trở lên. Thông báo ưu khuyết điểm trong công tác chống lũ, khen ngợi người tiên tiến, phê bình một số đảng viên cán bộ cá biệt gặp phải khó khăn liền lui về phía sau, sau đó tiến hành bố trí và phân công việc xây dựng lại sau lũ. Sau cuộc họp, Hạ Tưởng vừa mới trở lại phòng làm việc, Hoàng Kiến Quân liền gõ cửa tiến vào, sắc mặt vui mừng. Lãnh đạo, có một tin vui bất ngờ. Hạ Tưởng cười. Có chuyện tốt gì? Đêm qua, công an quận nhận được tài liệu tố cáo nặc danh. Trong đó liệt kê chi tiết tập đoàn Tứ Ngưu sử dụng chất phụ gia với thủ đoạn không hợp pháp, đó là cho thêm chất melanin vào trong sữa để tăng cao hàm lượng protein khi kiểm tra. Tài liệu tố cáo rất chuyên nghiệp, liệt kê quy trình và nói rõ việc tăng thêm, hơn nữa còn có cách làm cụ thể, nhìn qua cũng biết là do người trong nội bộ Tứ Ngưu. Hạ Tưởng lại không có vẻ vui mừng như Hoàng Kiến Quân dự đoán, hắn chỉ có thản nhiên mà, ồ, lên một tiếng,
cũng không có nhận tài liệu để xem, mà khoát tay rồi nói. Tạm thời không đề cập tới việc tài liệu tố cáo, nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn hiện nay là phụ trách vấn đề an toàn ở trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu. Nước lũ làm vỡ hết tường bao, có lẽ sẽ có phần tử không hợp pháp vào trang trại chăn nuôi tiến hành trộm cướp, lực lượng công an phải tăng mạnh lực lượng. Mặt khác, nước lũ cũng phá hủy không ít phương tiện, không biết có tài liệu cơ mật gì bị lũ lụt cuốn đi hay không. Còn nữa, bình thường trang trại chăn nuôi và phân xưởng sản xuất sữa bột không ở cùng chỗ, thật kỳ lạ khi ở trang trại chăn nuôi lại phát hiện sữa bột, chẳng lẽ tập đoàn Tứ Ngưu sẽ không lo lắng sữa bột bị đánh cắp? Có rất nhiều vấn đề, đồng chí Kiến Quân, ông cần nhất là phải điều tra rõ ràng, công tác phải làm có rất nhiều đấy. Thời gian Hoàng Kiến Quân theo Hạ Tưởng cũng không ngắn, ám chỉ của Hạ Tưởng sao ông có thể không hiểu được. Mặt ngoài cũng không nói gì tới vấn đề tài liệu tố cáo, trên thực tế, chính là bảo ông căn cứ vào tài liệu tố cáo, thẩm tra rõ ràng rất nhiều điểm nghi ngờ vừa rồi đã liệt kê. Tài liệu bí mật có bị lũ lụt cuốn đi hay không cũng không gấp, tài liệu tố cáo trong tay ông là có thể trở thành từ trong lũ lụt nhặt được tài liệu tố cáo xuất phát từ Đàm Quảng Hồng. Hoàng Kiến Quân trong lòng cũng biết rõ ràng, nhưng Hạ Tưởng bảo ông đem tài liệu tố cáo là nhặt được từ trong nước, cũng không biết là dụng ý gì. Nhưng lãnh đạo không giải thích, ông tự nhiên không cần hỏi nhiều. Về phần sữa bột bị nước nhấn chìm, vừa lúc có thể trở thành chứng cớ. Tùy ý lấy ra một phần, âm thầm đem đi xét nghiệm, lại đối chiếu theo tài liệu tố cáo, trong đó liệt kê là chuyện thật hay là giả, sẽ tra ra manh mối. Vâng, lãnh đạo, tôi đã nhớ kỹ. Hoàng Kiến Quân cũng ghi hận trong lòng việc tập đoàn Tứ Ngưu ỷ thế hiếp người, ông cho rằng Hạ Tưởng muốn mượn cơ hội chỉ tập đoàn Tứ Ngưu một chút, tự nhiên rất nhiệt tình. Hoàng Kiến Quân lại không biết rằng, sau khi dựa theo lời Hạ Tưởng đi điều tra trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, đã trở thành một mồi lửa châm ngòi cho sự kiện Tứ Ngưu chấn động một thời. Hai ngày sau, quận Hạ Mã khôi phục trật tự hoàn toàn, sông Hạ Mã cũng tái hiện sức sống, hai bờ sông lại xây dựng rất sôi động, mọi người liền quên đi một cơn mưa lớn thiếu chút nữa quét sạch quận Hạ Mã. Tống Chiêu Độ đảm nhiệm tổ trưởng tổ xây dựng lại đập chứa nước Nam Sơn, điều động tinh binh mãnh tướng từ các nơi, toàn lực tập trung vào công tác sửa chữa. Rất nhiều người đều có thể chú ý tới là, mặc kệ là xây dựng lại đập chứa nước Nam Sơn, hay là các hạng mục công tác của quận Hạ Mã với trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, cùng với hội nghị và diễn thuyết của thành ủy, đều rất ít nhìn thấy bóng dáng Phó Tiên Phong, cho dù ngẫu nhiên gặp Phó Tiên Phong, cũng không thấy gã đưa ra bất cứ chỉ thị trọng yếu hoặc là phát biểu diễn thuyết gì. Tiền đồ chính trị của thị trưởng Phó khó khăn. Đến hiện tại, mặc kệ là người có chí khí hay là người không có chí khí, mặc kệ là người trong quan trường, hay là người không chú ý chính trị, đều cảm thấy chỗ kỳ quái. Chính trị trong nước tuy rằng không trong suốt, nhưng cũng không phải không thể tìm ra, từ trên các mặt báo tin tức, là có thể nhìn ra manh mối. Khi Thủ tướng lần đầu quản lý Quốc vụ Viện, người khác rõ ràng hay không Hạ Tưởng không biết, nhưng trong lòng hắn hiểu được một điểm, rất nhiều cuộc thị sát và đi thăm của Thủ tướng, trên các truyền thông trọng đại trong nước, không phải không đưa tin. Chỉ là hạn chế đưa tin, cũng từ mặt khác đã xác minh tin đồn Thủ tướng căn cơ không vững chắc. Bởi vậy Thủ tướng lần này tới tỉnh Yến thị sát công tác chống lũ cứu tế, cố ý mượn cơ hội chèn ép thế lực gia tộc, không phải không có ý gỡ lại một ván. Mấu chốt chính là muốn xem lập trường của tỉnh ủy tỉnh Yến, là thiên hướng Thủ tướng, hay là lập trường gia tộc. Tất cả, sẽ phải xem quyết định xử phạt đối với Phó Tiên Phong để nhìn ra kết quả cuối cùng. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng sẽ không ngồi nhìn không màng tới, thời cơ tốt không thể bỏ qua, tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh muốn lấy mạng ngươi, hắn không hề sợ hãi khi đối mặt sự nguy hiểm của bão lụt, lúc đối xử với đối thủ hắn cũng có một mặt lạnh lùng. Nếu không phải Phó Tiên Phong có thế lực gia tộc để dựa vào, thì sự kiện đập chứa nước Nam Sơn cũng đủ để gã gánh một xử phạt lớn, nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu được một điểm, người có hậu trường và không có hậu trường, khi gặp phải xử phạt, sẽ là cách biệt một trời một vực. Thật đúng đã để Hạ Tưởng không may mà đoán trúng rồi. Hai ngày sau, tỉnh ủy tỉnh Yến quyết định xử phạt thị trưởng Phó Tiên Phong đã lãnh đạo bất lực đập chứa nước Nam Sơn là phê kỷ luật hành chính, hơn nữa còn xử lý nội bộ, không có thông báo toàn tỉnh. Thực ra thông báo hay không cũng không quan trọng là, người trong quan trường rất chú ý ai sẽ bị xử phạt gì. Thông báo hay không chỉ khác nhau là có nhiều người ngoài cuộc biết hay không mà thôi. Người ngoài cuộc biết hay không? Đối với cán bộ mà nói có gì khác nhau, dù sao bọn họ cũng không cần sự giúp đỡ và lời truyền tụng của dân chúng.
xử phạt phê kỷ luật hành chính nặng là không nhẹ không nặng, phù hợp dự đoán của Hạ Tưởng. Xử phạt 18 tháng, trong lúc xử phạt, không được thăng cấp và khen ngợi. Đối với cấp bậc hiện tại của Phó Tiên Phong mà nói, trong vài năm sẽ không có khả năng thăng cấp, cho dù như thế, xử phạt phê kỷ luật nặng vẫn là biểu lộ ý chí của Thủ tướng tại tỉnh Yến chiếm được sự thi hành nhất định, Diệp Thạch Sinh vẫn sử dụng lập trường hơi chút thiên hướng Thủ tướng. Phải nói, chuyện này sẽ làm Thủ tướng có chút cảm thấy vừa lòng. Sau khi quyết định xử phạt đến quận Hạ Mã, cũng không dẫn đến sự chấn động quá lớn. Bởi vì tỉnh ủy kéo dài một thời gian cũng không phải tỉnh ủy cố ý kéo dài, mà là sau khi báo cáo, các mặt có liên quan của Trung ương đè ép vài ngày, khẳng định là Phó gia đã hoạt động vừa khéo khi làm cho tâm lý hiếu kỳ của mọi người hạ thấp đến mức thấp nhất thì công bố, cũng là có ý làm vậy. Đương nhiên, quyết định xử phạt Phó Tiên Phong vẫn khiến không ít người ở quận Hạ Mã trong lòng hoang mang. Rất rõ ràng, Lý Hàm trước kia quan hệ rất gần với thị trưởng Phó, hiện tại cũng đã xa lánh với thị trưởng Phó, hơn nữa nghe nói giữa hai người còn có mâu thuẫn. Lý Hàm cũng giọng điệu mềm mỏng thiết thực hơn rất nhiều, cũng không biết là được người nào chỉ điểm hoặc là tự hiểu được, mọi chuyện nghe theo Hạ Tưởng chỉ thị, 100% phối hợp công tác với Hạ Tưởng. Hơn nữa Hạ Tưởng vừa mới được Thủ tướng khích lệ, uy vọng của Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã không người nào có thể chạm vào, lại vì Lý Hàm cố ý duy trì thái độ thấp, còn có Hạ Tưởng khắp nơi được mọi người hoan nghênh và tôn kính, mặc kệ là cách cư xử cũng tốt, là trợ giúp cũng tốt, tóm lại Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã nổi bật số 1, uy vọng rất thịnh, nghiễm nhiên thành người đệ nhất. Hạ Tưởng ngay trong lòng cũng càng ngày càng có suy nghĩ rõ ràng, mặc kệ là ai ở phía sau màn sai khiến, mặc kệ có phải có người mời hắn thoái vị hay không, mặc kệ có phải xuất phát từ đại cục mà suy xét hay không, dù sao hắn ở quận Hạ Mã làm cũng không lâu nữa. Danh khí lớn, đối với người trong quan trường mà nói, không phải một chuyện tốt, mà là một loại gánh nặng tinh thần, là áp lực thêm vào. Chỉ có điều sau khi hắn đi, nếu để Lý Hàm tiếp nhận chức phụ bí thư, không phải là sự may mắn cho quận Hạ Mã. Lý Hàm giữ vững thành tựu đã có thừa, nhưng phát triển thì không đủ. Quận Hạ Mã bây giờ vẫn chưa đến thời điểm giữ vững thành tựu, cần phải mạnh bạo làm tới mà ngẩng đầu tiến lên phía trước. Nếu Lý Hàm chủ trì toàn diện công tác, quận Hạ Mã phát triển chưa chắc sẽ trì trệ không tiến, nhưng chí ít sẽ phát triển chậm lại rất nhiều. Nhưng xem tình hình trước mắt, mặc kệ có phải Lý Hàm bị người chỉ điểm hay không, hoặc là chính gã nhìn ra điều gì, dù sao hiện tại biểu hiện của gã, ở trong mắt cấp trên chính là người thích hợp nhất tiếp nhận chức vụ của hắn. Hạ Tưởng hơi nhíu mày, hắn dày công bảo vệ quận Hạ Mã, tới ngày hôm nay, tất cả đều đang đi vào quỹ đạo, không thể để sau khi Lý Hàm tiếp nhận, lại quay về con đường bảo thủ cũ. Nhưng, chọn ai tới tiếp nhận chức vụ của hắn mới là thích hợp nhất. Thành phố Yến tháng 9, là lúc cây cối phát triển tươi tốt nhất, phóng tầm mắt mà nhìn, hai bờ sông Hạ Mã, cùng với toàn bộ quận Hạ Mã, tươi tốt xanh một phong cảnh phơi phới vươn lên. Bởi vì là quận mới, khá chú trọng xanh hóa, cho nên xanh hóa và sinh thái quận Hạ Mã là số 1 tại thành phố Yến. Đồng thời, một luồng khí thế xây dựng ngất trời, cũng là một điểm nóng. Tập đoàn Viễn Cảnh có công viên nước và tiểu khu Viên Lâm, tập đoàn Đạt Tài thì có khu nhà ở sinh thái Vạn Mẫu, cùng với rất nhiều hạng mục du lịch, du thuyền, bến tàu, đều sau khi lũ lụt thì động thổ khởi công, tạo cho quận Hạ Mã cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Quận Hạ Mã sau này hẳn là sẽ có triển vọng tốt, Hạ Tưởng hơi cảm khái, hắn thật không nỡ rời khỏi quận Hạ Mã, rời khỏi nơi mình đã làm tất cả để phát triển, nhưng tình thế cũng không để hắn tiếp tục lưu lại, tình hình chính trị trong nước xưa nay đã như vậy, hắn cũng vô lực chống cự. Sau chuyến thị sát của Thủ tướng chấm dứt, ông Cụ Ngô từ con đường nào đó biết được tin tức, có thể suy đoán ra hắn nhất định phải rời khỏi quận Hạ Mã, hơn nữa hiện tại tình thế cho thấy, hắn phải rời khỏi quận Hạ Mã, chỉ trong vòng 3 tháng nữa. Thời gian 3 tháng, một là lưu lại một bước đệm, để quận Hạ Mã vững vàng quá độ. Hai là tỉnh ủy và thành ủy cũng muốn an bài một vị trí thích hợp cho hắn, không thể quá cao, lại không thể quá thấp, vừa không biểu hiện hắn là bị điều chuyển ngang mà hạ cấp, lại để hắn tính khả năng lên một bước không phải rất lớn, bởi vì thời gian hắn ở cấp bậc phó giám đốc sở quá ngắn, một bước tiến lên cấp giám đốc sở rất là miễn cưỡng, bởi vậy hướng đi của hắn cũng làm cho người ta rất đau đầu. Vậy cứ để cho bọn họ đau đầu đi, Hạ Tưởng lắc đầu, một lần nữa trở về ghế ngồi. Trước khi rời đi, việc hắn phải làm còn có rất nhiều, ổn định thế cục quận Hạ Mã, làm quận Hạ Mã phát triển, đương nhiên có hai chuyện trọng yếu nhất, thứ nhất chính là việc tứ nghiêu,
thứ hai chính là ai tiếp nhận vị trí bí thư quận ủy. Ai làm bí thư quận ủy, cần bàn bạc kỹ hơn, nhất thời vẫn không tốt để cho ra kết luận được. Nhưng vấn đề Tứ Ngưu, trong lòng Hạ Tưởng sớm đã có đối sách. Hoàng Kiến Quân nhận được tài liệu tố cáo nặc danh, không cần nghĩ, chắc chắn là Đàm Quảng Hồng tạo ra. Phụ thân Đàm Quảng Hồng bất ngờ bị chết đuối, dưới sự thẹn quá thành giận của y, Trúc Dân Sang Phó Tiên Phong cũng đã ở trong suy đoán. Tuy rằng Đàm Quảng Hồng luôn ở trong kế hoạch của hắn, là một nước cờ mấu chốt, chỉ không nghĩ tới một trận mưa to, một lần bất ngờ, trước khi hắn còn chưa bắt đầu thực thi kế hoạch, Đàm Quảng Hồng lại chủ động đưa ra tài liệu cơ mật, coi như là một thu hoạch không ngờ. Tuy nhiên Đàm Quảng Hồng cũng ít nhiều chủ động đưa lên tài liệu, nếu y bị kế hoạch của Hạ Tưởng thúc đẩy, bất đắc dĩ mới cung cấp chứng cớ, hắn sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên trong kế hoạch của Hạ Tưởng bị phá hủy, chẳng những sẽ thân bại danh liệt, hơn nữa còn có khả năng bị phán trọng hình. Nhưng hiện tại bởi vì phụ thân đã chết, lại có hành vi chủ động tố cáo, Hạ Tưởng cũng liền quyết định mở một góc lưới, cố sức giúp gã, có khả năng, gã chỉ bị tập đoàn Tứ Ngưu khai trừ là được, nhận hình phạt hay không, có thể thích hợp chú ý một phần. Chỉ có điều Hạ Tưởng trong lòng vẫn không quá yên tâm là, rốt cuộc có thể từ sự kiện Tứ Ngưu tạo ra uy lực lớn thế nào vẫn chưa biết được. Bởi vì nguyên nhân đời sau là đã chết vô số trẻ con, lòng dân căm giận sục sôi, mới dẫn đến bí thư và thị trưởng thành phố Yến song song xuống đài. Mà hiện tại, sữa bột có vấn đề được tập đoàn Tứ Ngưu đưa ra thị trường tiêu thụ, có lẽ vẫn chưa tạo thành thương tổn, người trong nước từ trước đến nay chỉ nhìn sự thật đã rồi, không biết nhìn xa hiểu rộng, chỉ đơn thuần mà lấy sự kiện chất phụ ra để làm việc, có thể sinh ra hiệu quả để thức tỉnh người dân hay không? Liệu có phải thích hợp mà thêm vào một chút gì đó mới đúng hay không? Buổi chiều hơn 3 giờ, bất ngờ Mai Thái Bình điện thoại tới. Giọng Mai Thái Bình vẫn lười nhác như cũ. Hạ Tưởng, buổi chiều có thời gian không, cùng đi câu cá. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chủ động mời một cán bộ cấp phó giám đốc sở đi câu cá, nếu là người khác, khẳng định mừng rỡ, Hạ Tưởng lại không có cảm thấy có cái gì là niềm vui bất ngờ, hỏi lại. Trưởng ban Mai công việc bận rộn, mà vẫn mời tôi đi câu cá được, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Cậu có thể hỏi ít hơn hai câu chứ? Mai Thái Bình ở trước mặt Hạ Tưởng ít khi nào nghiêm túc, nên ông tức giận như thế vừa nghe đã biết là giả bộ. Ao cá thập Lý Hương, 4 giờ, nếu không đi, tự gánh lấy hậu quả. Nếu ai bị trưởng ban tổ chức cán bộ nói một câu, tự gánh lấy hậu quả, chắc là cả cơm cũng ăn không vào, Hạ Tưởng cũng là bất đắc dĩ mà cười, lắc lắc đầu, sau đó hướng Triều Vĩ Cương nói rõ một chút, rồi lái xe đi thẳng đến Thập Lý Hương. Thập Lý Hương ở phía tây nam nội thành, cách quận Hạ Mã hơn 20 km, nếu đi nhanh, nửa giờ là đến nơi. Còn đi chậm, chắc cũng phải mất một giờ. Hiện tại hơn 3 rồi, không có thời gian chậm trễ. Cũng may lúc Hạ Tưởng chạy tới Thập Lý Hương, hiện tại là thời gian đi làm, người đi câu cá cũng không nhiều lắm, hắn vừa nhìn thì thấy cách đó không xa là Mai Thái Bình đang ngồi dưới một cái chòi câu. Hạ Tưởng không ngờ Mai Thái Bình là một mình đến đây. Hắn còn tưởng rằng Mai Thái Bình tìm hắn, sẽ có cả người khác. Hạ Tưởng đi vào bên cạnh Mai Thái Bình rồi ngồi xuống, cười ha hả. Trưởng ban Mai thả câu, người nguyện mắc câu, tôi đã tới đây, mời trưởng ban Mai chỉ thị. Chỉ thị cái gì mà chỉ thị, đừng dở giọng quan ở đây, nói tiếng người đi. Mai Thái Bình lấy tay chỉ vào cái ghế gấp. Bên ngoài không có sofa, ngồi ghế gấp là được rồi. Trước câu cá, ai câu lên con đầu tiên, sẽ có quyền lên tiếng. Hạ Tưởng cười cười. Ngài cũng thật thanh thản, tôi không nhớ rõ ngài thích câu cá. Câu cá thì với tôi, thua rồi đừng có mà giận nhé. Mai Thái Bình cười ha ha. Lúc tôi bằng tuổi cậu bây giờ, từng có một khoảng thời gian nhàn rỗi ở nhà, khi không có việc gì làm, mỗi ngày đến đập chứa nước ở ngoại ô phía tây thủ đô câu cá, từ người không biết câu biến thành cao thủ câu cá, sấp xỉ cũng mất hơn một năm. Không ít quan lớn đều có lúc quá nhàn rỗi, cách mọi người giải sầu đều khác nhau, có người đọc sách, có người câu cá, có người học thư pháp, có người chơi cờ vây, thậm chí còn có người học sướng kinh kịch, v.v. Không phải một mà nhiều, mà Mai Thái Bình cũng từng có một khoảng thời gian không có việc gì làm, Hạ Tưởng suy nghĩ, chỉ sợ nguyên nhân là do ông quá phóng túng tạo nên. Sau khi trận đấu câu cá bắt đầu, mới chỉ qua vài phút Hạ Tưởng đã câu được một cá lớn, còn Mai Thái Bình chưa thu hoạch được gì, liền cảm khái nói. Câu cá không chỉ có dựa vào thực lực, nhiều khi còn là dựa vào vận may. Được, hôm nay cậu rất may mắn,
hiện tại có thể lên tiếng. Ông khiến tôi chạy thật xa tới nơi này câu cá, sẽ không phải chỉ muốn kho con cá tôi vừa câu được chứ? Hạ Tưởng cầm con cá trong tay ném vào thùng nước, con cá này ít nhất cũng phải một cân, là loại cá chép thông thường. Đương nhiên không phải, cậu không phải không biết, tôi không thích ăn cá. Tôi câu cá, nhưng chưa bao giờ ăn. Mai Thái Bình cũng không đợi Hạ Tưởng đồng ý, giơ tay thò vào trong thùng nước tóm con cá lên, dương lên rồi lại ném vào ao cá. Trong chính trị, chính là câu cá sau đó tái thả cá, và cá lớn đến trình độ nhất định, tái câu, tái thả. Có lẽ có khi người câu cá đột nhiên thay đổi chủ ý, liền có khả năng đem cá làm thịt kho hoặc là hấp, còn cá này, đến cả vận mệnh sợ hãi lo lắng cũng không có nữa rồi. Trong quan trường, kỳ thật mỗi người đều muốn làm người câu cá, không muốn làm con cá. Nhưng thực tế mỗi người lại đều là con cá, hơn nữa có khi còn không biết người câu cá ở phía sau đoạn dây là ai. Tôi hiện tại sắp phải bị câu lên bờ rồi. Hạ Tưởng lắc đầu cười, lập tức lại đem cá câu được ném xuống nước, ngẩng đầu nhìn cả hồ câu bị ngăn thành 4-5 cái ao nhỏ riêng. Cũng không biết sẽ bị ném tới hồ nước của ai. Hạ Tưởng so với tất cả mọi người có ưu thế lớn nhất ở chỗ, hắn quan hệ không tồi với trưởng ban tổ chức cán bộ của hai cấp tỉnh và thành phố, mặc kệ là điều động trong phạm vi thành phố Yến, hay là tỉnh Yến, hắn đều có thể biết trước tiên. Nhưng hắn chỉ là biết mà thôi, bởi vì lúc đã biết, cũng gần như là đã có quyết định, rất khó có thể sửa đổi. Mai Thái Bình lắc đầu, ở trước mặt Hạ Tưởng ông không bao giờ dở giọng, nhất là ở nơi ngoài văn phòng. Hiện tại chưa có đầu mối, cậu rời khỏi quận Hạ Mã, tỉnh ủy đã có nhận thức chung, mặc kệ là Diệp Thạch Sinh hay là Phạm Duệ Hằng, hừ, còn có Thôi Hướng và Hồ Tăng Chu, hẳn là đã thảo luận ngầm rồi. Nhưng cụ thể đi nơi nào, còn chưa có kết luận, phải nói. Giữa mấy người còn có bất đồng không nhỏ. Vậy quan điểm của ông thế nào? Hạ Tưởng biết rằng, nếu Mai Thái Bình chủ động nhắc tới vấn đề của hắn, có thể khẳng định một điểm là, Mai Thái Bình tuyệt đối có ý tưởng gì đó, chẳng lẽ ông có an bài việc mình được điều đi đâu? Mai Thái Bình ha hả cười, không trả lời Hạ Tưởng, mà đưa tay nhìn đồng hồ, nhìn ra phía ngoài đường, tự nhủ nói một câu. Làm sao còn chưa đến? Chậm chạp quá. Chương 764. Quyết định ra sao đây? Hóa ra là có mai phục, quả nhiên không phải chỉ một mình Mai Thái Bình, Hạ Tưởng bật cười khánh khách. Hắn cũng lười mở miệng để hỏi còn ai đến, bỗng nhiên lại cảm thấy cần câu nặng nặng, lại một con cá mắc câu. Mai Thái Bình rất là ảo não. Sao lại thế, vận may hôm nay của cậu quá tốt, cá đều chủ động chạy vào trong tay cậu. Hạ Tưởng cười trừ, may mắn câu được cá thì có là gì? Mấu chốt là tới địa phương nào nhậm chức có được vận may tốt mới hữu ích. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng động cơ xe vang dội, ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc ô tô thận trọng mà đậu bên xe của hắn. Người đến rồi, là ai đây? Mai Thái Bình đứng dậy chào đón, Hạ Tưởng cũng theo sau đứng lên. Người được đích thân Mai Thái Bình nghênh đón, khẳng định lai lịch không nhỏ. Xe mang biển số thủ đô, còn chưa đi đến trước, cửa xe mở ra. Từ bên trong chạy ra một đứa bé miệng lobo, cô bé mặc váy đỏ màu hồng, nhảy chân sáo mà tới trước mặt Hạ Tưởng, bỗng chốc bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng. Ba, con nhớ ba quá trời. Hóa ra là Mai Đình. Hạ Tưởng còn tưởng rằng là nhân vật nào kinh động để Mai Thái Bình tự mình nghênh đón, lại hóa ra là Mai Đình. Nếu Mai Đình xuất hiện, không cần phải nói, trong xe còn có Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm mặc một chiếc váy xanh dương, cô thích nhất là màu xanh dương. Còn Lam Miệt thích màu xanh da trời, hai người đều yêu tha thiết màu xanh, tính tình lại khác xa nhau, cô vẫn là tóc ngắn như cũ, so với trước kia, không mập không gầy, khuôn mặt không hao gầy cũng không đẫy đà, trong lúc ngẩn ngơ, dường như thời gian lưu chuyển, Hạ Tưởng bỗng nhớ tới khoảng thời gian năm đó hắn và Mai Hiểu Lâm cùng nhau công tác, dường như thời gian giống như chưa từng trôi qua, Mai Hiểu Lâm vẫn là Mai Hiểu Lâm năm đó. Không đến không đi, vẫn đứng tại chỗ như cũ. Chỉ có điều hắn cũng biết thời gian qua đi không thể trở lại, giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, bởi vì nguyên nhân có một sinh mệnh mới, thế nào cũng không thể quay về lại như xưa. Hạ Tưởng cũng thật không ngờ chính là Mai Hiểu Lâm đến, hắn mỉm cười. Hoan nghênh trưởng phòng Mai đến thành phố Yến thị sát công tác, dưới lãnh đạo của trưởng ban Mai, các ao cá lớn ở thành phố Yến có trạng thái phát triển rất tốt, triển vọng rộng lớn, rất nhiều cá đều trồi lên mặt nước, tỏ vẻ cảm tạ đối với công tác của trưởng ban Mai. Một tiếng, Mai Hiểu Lâm bị Hạ Tưởng chọc cười.
anh cũng là quan phụ mẫu một phương, nhân vật số một quận ủy, vẫn còn ăn nói lung tung. Mai Thái Bình đối với sự tương tác giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm cảm thấy vui mừng, ha hả cười. Đừng đứng nói chuyện, đi, tiếp tục câu cá. Cũng không biết Mai Thái Bình vì sao cứ muốn an bài một cuộc gặp mặt câu cá, Hạ Tưởng cười thầm, cũng không hỏi nhiều, hắn bồng Mai Đình, cùng Mai Thái Bình, Mai Hiểu Lâm quay lại bờ ao cá, sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng không câu cá nữa, mà là ôm lấy Mai Đình. Mai Hiểu Lâm lần này đến đây, khẳng định có sự tình, hắn liền đợi Mai Hiểu Lâm mở miệng. Quả nhiên, Mai Hiểu Lâm liếc mắt nhìn Mai Thái Bình một cái, thấy Mai Thái Bình hết sức chú tâm câu cá, một bộ dáng tự đắc vui thú. Liền biết nhiệm vụ ông ta đến đây là hết, chuyện của cô cũng chỉ có thể do cô mở miệng mà thôi, liền chần chừ một lát, vẫn là đánh bạo nói. Hạ Tưởng, em phải cùng Bí Thư Trịnh đến tỉnh Tương Giang rồi. Hừ, Hạ Tưởng hơi kinh ngạc, trong trí nhớ, Trịnh Thịnh đời sau phải tới tháng 9 sang năm mới đến tỉnh Tương Giang nhậm chức, xem ra thời gian và không gian có lệch lạc, Trịnh Thịnh phải nhậm chức sớm hơn. Trịnh Thịnh ở Trung ương đoàn cũng đã 10 năm. Có thể nói cơ sở vững chắc, kinh nghiệm lý lịch dày dặn, đi tới tỉnh Tương Giang cũng không xem là đột ngột. Có lẽ có liên quan đến việc thế lực bốn đại gia tộc tiến thêm một bước lớn mạnh, hệ thống đoàn cũng đã gia tăng bố cục. Mai Hiểu Lâm thành công giành được sự tín nhiệm của Trịnh Thịnh, theo ông ta tới Tương Giang, cũng là bước ra một bước đáng mừng, Hạ Tưởng sau khi hết kinh ngạc, liền cười tỏ vẻ chúc mừng. Bí thư Trịnh hẳn là phó bí thư, chủ tịch tỉnh, nếu cô qua đó sẽ tiến vào văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số năm Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm cục trưởng không ít, kinh nghiệm lý lịch cũng đủ rồi, trên thực tế lý lịch kinh nghiệm của cô còn dày dạn hơn so với hắn, hiện tại thăng phó giám đốc sở, cũng đến lúc rồi. Anh đoán chuẩn lắm. Mai Hiểu Lâm vui vẻ mà mỉm cười, cô hiện tại so với trước kia vui vẻ hơn nhiều, bởi vì có được mục tiêu cuộc sống, một là nuôi Mai Đình cho tốt, hai là được làm chức quan tốt, làm quan lớn, cho nên cũng có tinh thần vươn lên. Nếu không có gì thay đổi, sẽ là phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, rốt cục xem như rảo bước tiến lên phó giám đốc sở, ngang hàng với anh. Mai Hiểu Lâm lớn hơn Hạ Tưởng 2 tuổi, nếu không phải bởi vì sinh Mai Đình làm chậm trễ con đường làm quan, hiện tại đã sớm là phó thị trưởng thành phố trực thuộc tỉnh, nếu thuận lợi, có khả năng sẽ là phó bí thư thành ủy, hẳn là sớm hơn Hạ Tưởng một bước rảo bước tiến lên phó giám đốc sở. Còn có một việc, muốn cùng anh thương lượng một chút. Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên khẩn trương hẳn, hai tay bắt chéo với nhau, theo bản năng nhìn Mai Thái Bình. Mai Thái Bình lại làm bộ không phát hiện, hai mắt chăm chú nhìn mặt nước, một bộ dạng vô cùng chuyên tâm. Mai Hiểu Lâm cắn cắn môi, rốt cục lấy hết can đảm. Em hướng Bí Thư Trịnh đề cử anh, Bí Thư Trịnh đối với anh cảm thấy rất hứng thú, nhờ em nói với anh, nếu anh đồng ý tới tỉnh Tương Giang, ông ta sẽ phụ trách an bài vị trí phó thị trưởng ủy viên thường vụ thành phố Tương cho anh. Thành phố Tương thuộc tỉnh Tương Giang, không phải thành phố cấp phó tỉnh, phó thị trưởng cũng là phó giám đốc sở, treo mác ủy viên thường vụ, cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng tỉnh Tương Giang quá xa xôi, cách xa trung tâm chính trị thủ đô, đều không phải là mong muốn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hy vọng hoặc là hắn nhận định bước tiếp theo sẽ được sắp xếp đến các bộ và ủy ban trung ương thủ đô nghiêm túc rèn luyện 2 năm, bởi vì hiện tại vòng kinh tế thủ đô lớn đang lên chương trình, có cơ hội lớn không thể bỏ qua. Hơn nữa ở thủ đô có Dịch Hướng Sư, có Trần Phong, cái gọi là trong triều có người quen thì tiện làm quan, cũng tiện để trợ giúp cho nhau. Đương nhiên hắn không phải người bảo thủ, đều không phải là cho rằng ngoại trừ tỉnh Yến và thủ đô, sẽ không thể làm quan nơi đất khách. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra khỏi phạm vi trong tỉnh Yến và thủ đô, đi tới phương xa, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Mai Hiểu Lâm hướng Trịnh Thịnh đề cử hắn, có lẽ cũng có tư lợi ở bên trong. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, cùng làm quan chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên ở cùng nhau, lại đều là chỗ thân tín của Trịnh Thịnh, càng không thể thiếu tiếp xúc cá nhân. Tâm tư của Mai Hiểu Lâm Hạ Tưởng tự không cần đoán, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là thái độ của Trịnh Thịnh. Mai Hiểu Lâm hướng Trịnh Thịnh đề cử hắn, Trịnh Thịnh lập tức đáp ứng cũng khá sảng khoái, hơn nữa còn để trống chỗ phó thị trưởng ủy viên thường vụ. Tuy rằng nói là cùng cấp phó giám đốc sở, một là khu trực thuộc của thành phố cấp phó tỉnh, một là phó thị trưởng ủy viên thường vụ của thành phố trực thuộc tỉnh bình thường, hai vị trí cấp bậc không khác biệt gì mấy, nhưng một là thật sự chức vị chính, một là thật sự chức vị phó, người làm quan đều nguyện ý đảm nhiệm nhân vật số 1, không muốn làm nhân vật số 2 hoặc là trợ thủ.
Tuy nhiên thái độ Trịnh Thịnh cũng pha chút ý vị sâu xa, bởi vì ông ta có thể biết được mình, hiển nhiên cũng đã âm thầm quan sát qua những gì mình đã làm. Hơn nữa Mai Hiểu Lâm vừa thúc tiến, ông ta liền vui vẻ đáp ứng, còn tung ra cành ô liu, biểu lộ hệ thống đoàn cũng có ý tiếp nhận mình. Vấn đề là, hắn và hệ thống đoàn vẫn chưa có tiếp xúc gì, khiến cho hắn cảm thấy tò mò, cũng không biết thái độ Trịnh Thịnh là đại biểu cho chính ông ta, hay là người sau lưng ông ta. Trịnh Thịnh đưa cho chức vụ cũng biểu lộ một điểm, là tính thăm dò, vừa có thành ý, cũng không phải toàn bộ thành ý. Nếu là toàn bộ thành ý, ít nhất cũng phải tung ra một vị trí phó thị trưởng thường trực. Nếu là ứng phó, chỉ cần đưa ra một phó thị trưởng bình thường là được. Nhưng lại đưa ra phó thị trưởng ủy viên thường vụ, chính là sách lược có tiến có lùi. Vừa có thành ý nhất định, vừa muốn dò xét phản ứng của mình, có chút thú vị. Có tiến có lùi, tiến, có thể lên đến phó thị trưởng thường trực, rồi đến thị trưởng. Lùi, sau một nhiệm kỳ có thể để đó không dùng. Có lẽ từ góc độ của Mai Hiểu Lâm suy xét, cô nguyện ý để hắn cùng cô tới tỉnh Tương Giang. Hạ Tưởng không phải là ngại tỉnh Tương Giang quá xa, mà là cảm thấy đột nhiên đứng nghiêng về phe hệ thống đoàn, có chút trở tay không kịp, hắn cũng tạm thời không có ý tưởng dựa dẫm vào hệ thống đoàn. Bởi vì tiếp nhận lời mời của Trịnh Thịnh, thì tương đương với việc đứng vào đội ngũ. Hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất để đứng vào hàng ngũ. Thấy Mai Hiểu Lâm vẻ mặt khẩn trương chờ hắn trả lời, Hạ Tưởng liền oán giận mà liếc mắt nhìn Mai Thái Bình một cái. Với trí tuệ chính trị của Mai Thái Bình, hẳn là ông ta đoán được lập trường của mình, nhưng ông cố ý không nói cho Mai Hiểu Lâm biết, còn khiến Mai Hiểu Lâm đặc biệt từ thủ đô tới đây để thuyết phục mình, cũng là có ý cố ý trêu ghẹo. Mai Thái Bình vẫn là giả bộ chuyên tâm câu cá, thái độ rất tập trung, dường như đang câu không phải là cá, mà là người. Quả thật là đang câu người, nói không chừng ở trong lòng ông ta, mình chính là một cá lớn, ông ta là bàn tay ở phía sau cắn câu, mà Mai Hiểu Lâm và Mai Đình, chính là mồi câu. Tuy nhiên Hạ Tưởng là một con cá lớn thông minh, hắn sẽ không dễ dàng mắc câu. Hạ Tưởng cố ý lấy giọng điệu thoải mái nói. Tôi là người phương Bắc, mắt thấy là mùa đông, chỉ sợ không thích ứng được mùa đông ẩm ướt và rét lạnh ở phía Nam, đợi sang năm xuân về hoa nở sẽ tính tiếp. Mai Hiểu Lâm dưới tình thế cấp bách, nghe không ra Hạ Tưởng trong lời nói có ý từ chối, cho rằng hắn thực sự sợ lạnh, vội nói. Không sao, mùa đông phía Nam tuy rằng không có hệ thống sưởi, nhưng có máy điều hòa. Nếu anh chịu không nổi sự khô ráo của điều hòa, em tìm người đặc biệt làm cho anh một hệ thống sưởi tự chế, vậy chẳng phải là được sao? Mai Thái Bình thật sự không chịu nổi, phất tay nói. Hiểu Lâm, bình thường con là một người khá thông minh. Sao bây giờ lại hồ đồ như thế? Lời Hạ Tưởng không phải là thoái thác, là cự tuyệt. Cậu ta nói đây không phải là thời gian không đúng, mà là nói với con, chưa đúng thời cơ. Mai Hiểu Lâm lập tức tỉnh ra, nao nao, lập tức vẻ mặt ửng đỏ. Cũng không biết là ửng đỏ hay là đỏ bừng, dù sao cô cũng kéo Mai Đình qua, không nói chuyện, xoay mặt qua một bên. Hạ Tưởng cũng không khuyên cô cái gì, ha hả cười, giờ cần câu lên câu cá. Lại bị Mai Thái Bình ngăn lại, Mai Thái Bình hơi bất mãn nói. Cậu có thể không cùng Hiểu Lâm tới tỉnh Tương Giang, nhưng nó đường xa mà đến, cậu thân là bạn cũ không tiếp đón, cũng không thể nào nói nổi. Hạ Tưởng đành phải buông cần câu xuống. Rõ ràng là tới câu cá, lại thành tiếp đón người khác, trưởng ban Mai, ngài tổ chức công tác thật sự là rất đúng chỗ. Mai Thái Bình không để ý tới lời Hạ Tưởng đùa cợt, cười ha hả. Tôi câu cá. Cậu tiếp đón, cũng vậy thôi. Hạ Tưởng bế lấy Mai Đình, cùng Mai Hiểu Lâm tản bộ xung quanh ao cá. Không thể không nói Mai Thái Bình đã rất dày công sắp đặt, cảnh sắc xung quanh ao cá đúng là không tồi, xa xa là núi xanh và đồng hoang xanh tươi tùm, chỗ không xa, còn có một rừng cây nhỏ mọc sum xuê. Ngồi tường xung quanh yên tĩnh và dễ chịu, ngoại trừ tiếng gió và tiếng chim tiếng côn trùng kêu vang, thì sự ồn ào náo động của thành phố toàn bộ không có. Khiến cho tâm trạng con người hoàn toàn thoải mái. Gần đây sống tốt chứ? Mai Hiểu Lâm không hề đề cập tới chuyện tới tỉnh Tương Giang, mà là nói đến cuộc sống. Cũng được, em cũng tốt chứ? Hạ Tưởng một lòng toàn bộ chú tâm vào Mai Đình, dù sao hắn đã có hai con trai, đối với Mai Đình đặc biệt yêu thích. Từ Mai Đình nghĩ đến Tiếu Giai sắp sinh, Tiếu Giai có thể cũng sinh con gái, cũng khiến nội tâm hắn tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hai trai hai gái, đời người vậy còn gì bằng. Dự tính ngày sinh của Tiếu Giai chính là vào gần mấy ngày này,
hắn không thể ở bên cạnh cô, cũng là đáng tiếc, tuy nhiên may mắn có Tùng Phong Nhi và Lý Thấm, Nguyên Minh Lượng đã chật vật không chịu nổi mà rời khỏi quận Hạ Mã. Sau khi thương mại Trường Cơ sụp đổ, Lý Thấm lập tức có thêm thời gian rảnh rỗi, vừa lúc Tiếu Giai sắp sinh, cô liền chủ động quay về Bắc Kinh, cùng Tùng Phong Nhi đảm đương trọng trách chăm sóc Tiếu Giai. Em, cũng ổn. Mai Hiểu Lâm muốn nói lại thôi, so với tính tùy hứng trước kia, cô hiện tại, bởi vì duyên cớ làm mẹ, trầm tĩnh và thành thục hơn rất nhiều, khi nói chuyện, thường xuyên biểu lộ phong cách bằng cách vuốt mái tóc, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Hoàn toàn khác với lòng ngay dạ thẳng trước kia, càng có thêm nhiều cử chỉ phụ nữ khiến người ta động lòng. Cuộc đời phụ nữ sẽ có hai lần thay đổi trọng đại, một là khi lập gia đình, một là khi sinh con. Nếu phụ nữ không thể kịp lúc thích ứng hai lần biến chuyển trọng đại trong đời người, cũng rất dễ dàng trở thành bi kịch. Rất nhiều phụ nữ oán giận bị đàn ông vứt bỏ, bị con cái chán ghét, kỳ thật trong nhiều thời điểm, nên tự mình tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Lập gia đình, chuyển biến ý nghĩa nhân vật, sẽ không giống như mình còn là con gái trong nhà tùy hứng mà lại ương ngạnh trước kia, phải dũng cảm mà khơi mào gánh nặng cuộc sống. Khi làm mẹ, thì ý nghĩa là cô phải phụ trách đối với một sinh mệnh mới, không thể xem mình như là cô gái được chiều chuộng có thể ỷ lại cha mẹ ỷ lại chồng. Cha mẹ sẽ già đi, mà chồng cũng có khả năng rời xa cô, trở thành chồng người khác, chỉ có phụ nữ tự mình cố gắng tự lập, mới có khả năng nắm chắc mỗi một lần hạnh phúc của cuộc sống. Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm nói chuyện, có một câu không một câu, lại có một loại cảm giác ấm áp rào rạt và thoải mái. Chuyển biến của Mai Hiểu Lâm khiến hắn cảm thấy vui mừng, tuy rằng nói Mai Hiểu Lâm chưa chắc thật sự như phụ nữ lõi đời mà thế tục trong quan trường, nhưng cô hiện tại ít nhất cho người ta có cảm giác trầm ổn, tin cậy, mà không phải tính cách như trước kia thích đâm chọc người khác, đã nói lên con đường quan trường về sau của cô, sẽ càng đi càng rộng. Trên quan trường, không cần nhất là người khác loại, cái cần chính là không đua chen, cần chính là dung nhập. Một người dù cho có năng lực, lại có trình độ, cũng không thể mạnh đến mức thay đổi chế độ và quy tắc, bởi vậy, chỉ có nắm giữ quy tắc, đủ điểm trong quy tắc đạt tới cảnh giới tự tại, mới có thể ở trong quan trường thuận buồm xuôi gió. Mai Hiểu Lâm đã bước đầu có đầy đủ tiềm chất của một cán bộ nên có, hơn nữa cô xuất thân gia tộc, tiền đồ không hạn chế. Khi trở về, Mai Thái Bình tổng cộng câu được 3 con cá nhỏ, cũng được nửa cân nặng, ông vô cùng ảo não. Về sau không cùng cậu câu cá nữa, vận may của tôi đều bị cậu lấy hết. Buổi tối, Hạ Tưởng mời Mai Thái Bình và Mai Hiểu Lâm ăn cơm. Trong bữa cơm, lại nói tới sự tình Trịnh Thịnh tới tỉnh Tương Giang nhậm chức, trong thời gian gần sẽ đi. Mai Hiểu Lâm lần này đến thành phố Yến, cũng là với ý trước khi đi gặp lại Hạ Tưởng một lần, về sau núi cao đường xa, nếu muốn gặp lại, cũng khó. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng vốn muốn ở cùng Mai Đình một lát, lại nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Ngay trước mặt Mai Thái Bình, hắn không tiện nói nhiều với Khâu Tự Phong, sau khi cúp máy, cáo từ mà đi. Trước khi đi, Mai Thái Bình dặn dò Hạ Tưởng. Nếu bước tiếp theo cậu muốn đi thủ đô, nói cho tôi biết sớm. Nếu không, tôi sẽ cho cậu biết tay. Hạ Tưởng liền cười. Được, không thành vấn đề. Trưởng ban Mai đã nói trước, dám không nghe sao. Tuy nhiên, tôi cũng có một việc phải làm phiền ngài. Mai Thái Bình đoán được đại khái. Là sự tình ai tiếp nhận chức vụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Cậu tìm Khâu Tự Phong thì được rồi, đâu tới lượt tôi xen vào việc của người khác. Hạ Tưởng đương nhiên biết quyền bổ nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã là ở thành ủy. Hắn là muốn cố ý nhắc nhở Mai Thái Bình một câu. Nếu bí thư Diệp muốn an bài Lý Hàm, hy vọng ngài đến lúc đó có thể khuyên bí thư Diệp một chút. Mai Thái Bình khẽ gật đầu. Biết cậu lo lắng cho sự phát triển về sau của quận Hạ Mã. Đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Có Mai Thái Bình cam đoan, Hạ Tưởng ít nhiều yên tâm một chút. Trên đường trở về, lại gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong. Trưởng ban Khâu, có tinh thần chỉ thị gì cần truyền đạt. Bớt gọi tôi là trưởng ban Khâu chút đi, tôi nghe tới sợ rồi. Khâu Tự Phong cười mắng. Tôi hiện tại sợ cậu rồi, cảm thấy cậu đối với ai càng khách khí, thì sẽ càng thờ ơ người đó, sau đó thì người đó lại càng xui xẻo. Có ý gì, nói tôi là sao chổi hả? Hạ Tưởng cũng tức mà cười. Vừa rồi tôi ở cùng trưởng ban Mai ăn cơm, sợ ông ta nghe được là điện thoại của anh thì sẽ nói nhiều, cho nên tắt máy không nghe. Không cần giải thích. Tôi hiểu. Khâu Tự Phong cười ha hả.
tôi còn tưởng rằng cậu đang cùng Mai Hiểu Lâm ôn lại chuyện xưa, còn đang hối hận đã quấy rầy chuyện tốt của cậu. Hạ Tưởng không nói gì, hắn quen biết hai vị trưởng ban tổ chức cán bộ nắm quyền lớn trong tay, một ở trước mặt hắn không định hình, một thì lại không đứng đắn, rồi nghĩ tới bọn họ ở trước mặt cán bộ khác lại trưng cái bộ dáng vòi vọi trên cao, thật sự là không nhịn nổi cười. Nói chính sự, nói chính sự. Bước tiếp theo đi thủ đô. Khâu Tự Phong nói chính sự thì lập tức chuyển tới mặt chính sự. Thể diện cậu cũng không nhỏ, ông cụ đích thân nói với tôi, Hạ Tưởng nên chuyển vị trí, để hắn đến thủ đô thì tốt, chỉ cần là trong phạm vi thế lực của Khâu gia, phó vụ trưởng tùy hắn chọn, nếu là vụ trưởng, khụ khụ, phỏng chừng hắn cũng không dám nhắc tới. Được, mấy ông cụ mỗi người đều là gừng càng già càng cay, thấy được cơ hội, đều ra tay cướp đoạt hắn. Khâu Tự Phong bắt trước ông cụ Khâu nói chuyện đúng là giống như đúc, Hạ Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt ông cụ Khâu. Điều kiện của ông cụ Khâu cũng rất có ý tứ, hơn nữa còn có thể nói ra lời hắn không dám mở miệng đòi làm vụ trưởng, cũng coi như nhìn được rất triệt để. Hạ Tưởng trong giai đoạn hiện nay, thật không dám nghĩ xa tới mức một bước tiến vào giám đốc sở. Với tư cách của hắn lên tới giám đốc sở, vẫn còn kém một chút trình độ. Nhưng với chính tích của hắn, cũng miễn cưỡng phù hợp điều kiện đề bạt đặc biệt, nhưng có một điểm, với độ tuổi của hắn bây giờ, còn chưa đến 30 mà lại thăng giám đốc sở, quả thật khó cho kẻ dưới phục tùng. Hạ Tưởng không có lòng tham, mặc kệ là giám đốc sở hay là phó giám đốc sở, hắn đều không có ý kiến quá lớn, chỉ có điều không nghĩ tới chính là, ông cụ Khâu cùng hắn không quen thân mấy, đối với hắn cũng có vài phần hiểu biết, liền khiến hắn có chút kinh ngạc. Tuy nhiên đối với sự lôi kéo của Khâu gia, Hạ Tưởng biết rằng chỉ có thể khéo léo từ chối, so với Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong tuy rằng cũng coi như hiểu biết về hắn, nhưng lại không hiểu biết sâu như Mai Thái Bình, nếu không, Mai Thái Bình đã sớm hướng hắn để ra điều kiện rồi. Hắn cũng không phải là lo lắng nhận lời mời Khâu gia thì sẽ đắc tội Ngô gia, mà là cùng Khâu gia tiếp cận quá gần, không phù hợp nguyên tắc của hắn. Thay tôi cảm ơn lòng tốt của ông cụ, tuy nhiên tôi vẫn muốn nghe thêm ý kiến của thành ủy và tỉnh ủy. Hạ Tưởng trước thì uyển chuyển nói, theo sau lại nói kiểu nửa đùa giỡn. Tôi là sợ chị của ông rồi, tôi phải cách xa cô ta một chút. Chương 765, mồi lửa. Ha ha. Khâu Tự Phong cười ha ha, tất cả mọi người đều là người thông minh, có một số việc chỉ cần điểm chút là hiểu thấu, không cần phải nói toẹt ra, ông ta cũng biết rất khó khuyên được Hạ Tưởng, giữa bạn bè, cũng không cần phải mọi chuyện đều có cái nhìn giống nhau, có khác biệt cũng là bình thường. Thôi vậy, không miễn cưỡng cậu nữa, để tránh cậu nói tôi không còn là bạn chí cốt. Có thời gian cùng nhau ăn cơm, nói về thế cục quận Hạ Mã sau thời kỳ Hạ Tưởng. Một câu này đúng hợp với tâm ý Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền cười đáp ứng. Còn chưa tới nhà, vừa tới dưới lầu, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Vệ Tân. Này, về tài liệu công thức sữa bột, em đều xem rồi, cũng sắp viết xong bài văn vạch trần chân tướng, nếu không có vấn đề, em sẽ gửi ra nước ngoài. Để bạn bè nước ngoài dùng công nghệ nặc danh IP, phát lên trên mạng, cam đoan với kỹ thuật hiện có trong nước, đảm bảo điều tra không ra bất cứ dấu vết gì. Vệ Tân ở nước ngoài từ trước đến nay đều cùng Liên Nhược Hạm làm công tác, đối với kỹ thuật vận dụng và thủ đoạn phản điều tra phương diện, cao minh hơn so với Hạ Tưởng, bởi vậy Hạ Tưởng mới mời Vệ Tân ra mặt, để cô căn cứ một phần tài liệu tố cáo của Đàm Quảng Hồng mà chỉnh sửa lại viết thành bài văn công bố chân tướng, trước tiên tung ra trên. Làm châm ngòi nổ ở cửa sự kiện Tứ Ngưu. Có thể nói, là chất xúc tác. Hạ Tưởng cũng sẽ không đơn giản cho rằng đập vang tiếng chuông cảnh báo trên mạng, có thể khiến tập đoàn Tứ Ngưu kiềm chế, có thể khiến Phó Tiên Phong nuốt hận sông Hạ Mã, muốn lật đổ Phó Tiên Phong, không dễ dàng như vậy. Phó Tiên Phong là người có căn cơ, hơn nữa bác lớn của y còn là Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, cũng có ông cụ phó với dự uy danh vang dội, tuyệt đối sẽ tận hết sức lực mà bảo vệ cho gã. Muốn để Tứ Ngưu làm nổ tung tiền đồ của Phó Tiên Phong, cũng chỉ có một con đường có thể đi, chỉ dẫn sai cho Phó Tiên Phong, khiến chính gã phạm phải sai lầm không thể bù đắp được. Trời gây nghiệt, có thể tránh, người tạo nghiệt, không thể sống. Hạ Tưởng hơi chút trầm ngâm. Nhất định phải làm đến mức không có sai sót nhỏ nào, không thể để cho người ta từ trên kỹ thuật điều tra ra nguồn gốc IP thật sự, em có làm được không? Hắn lo lắng thế lực Phó gia cũng đủ khổng lồ. Có năng lực từ nước ngoài sắp xếp điều tra rõ ngọn ngành, nói không chừng cũng có thể điều tra đến trong nước. Có thể chôn giấu càng sâu càng tốt, vẫn là trốn ở sau lưng là tốt nhất.
hắn cũng không muốn cho Phó gia biết là hắn động vào lợi ích gia tộc của Phó gia, nếu Phó gia thật sự liều lĩnh muốn trừng trị hắn, cũng sẽ khiến hắn đau đầu nhức óc. Thêm nữa, tuy rằng tâm lý Hạ Tưởng cũng không phải âm u như vậy, nhưng có thể trốn ở sau lưng chị người ta, vẫn là mạnh hơn so với lộ diện. Hơn nữa cũng phải suy xét từ góc độ bảo vệ vệ tân. Mỗi một người đều có một mặt tâm lý tối tăm, đều thích trốn ở sau lưng xem người khác sứt đầu mẻ chán. Hạ Tưởng tuy rằng không phải đặc biệt có loại ham thích này, nhưng đối với Phó Tiên Phong, hắn vẫn là hy vọng Phó Tiên Phong thất bại thảm hại, cuối cùng không thể trở mình. Không thành vấn đề, em dám cam đoan. Vệ tân rất kiên định mà trả lời. Phương diện kỹ thuật, trước mắt sự chênh lệch giữa trong nước và nước ngoài vẫn còn rất lớn, dù là nhân viên kỹ thuật hàng đầu trong nước cũng tra không ra nguồn gốc số liệu, anh cứ yên tâm. Tuy nhiên có một điểm em không rõ, cách làm của tập đoàn Tứ Ngưu quá vô sỉ rất bị ổi, vì sao không thông qua cách giải quyết bình thường. Vệ tân thận trọng và lương thiện, từ trong tài liệu biết được tập đoàn Tứ Ngưu có chất phụ gia sữa bột gần như tất cả đều là công thức sữa bột trẻ sơ sinh. Tai họa chính là thế hệ tiếp theo, khiến cho cô vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy, cô viết bài văn công bố, tràn đầy oán giận và tình cảm mãnh liệt. Có một số việc, cần hai bút cùng vẽ mới có hiệu quả. Lực lượng phẫn nộ, có đôi khi ở trong nước, đối mặt với các tầng khống chế bảo vệ nghiêm ngặt, không hề có tác dụng gì. Nghe anh, Vệ Tân, chuyện này tới em là hết, đừng cho bất cứ kẻ nào biết. Hạ Tưởng rất tin tưởng vào Vệ Tân một điểm chính là... Vệ Tân chẳng những dịu dàng ân cần, hơn nữa ưu điểm lớn nhất của cô chính là hết lòng tuân thủ lời hứa, chỉ cần là sự tình đã hứa hẹn thì tuyệt đối sẽ làm được, nói không lộ ra nửa câu, khẳng định là sẽ giữ kín như bưng. Em biết. Vệ Tân trầm mặc một lát, bỗng nhiên dịu dàng mà nói một câu. Cảm ơn anh tin tưởng em rất vui. Hạ Tưởng tín nhiệm Vệ Tân, e là cả Vệ Tân cũng không nghĩ tới đó là lòng tin tưởng tuyệt đối. Vệ Tân kiếp này không hiểu hết Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng lại biết rõ kiếp này và đời sau của cô, hiểu biết đối với cô ấy, thậm chí là đã vượt qua Tào Thù Lê. Về đến nhà, cùng người nhà ăn xong cơm chiều, Hạ Tưởng đang cân nhắc bước tiếp theo làm thế nào để bố cục cho tốt, làm thế nào đem Phó Tiên Phong đẩy xuống vực sâu. Phó Tiên Phong một nhà đầu cơ chính trị như vậy, càng ở lâu tại thành phố Yến, càng không phải là phúc của nhân dân thành phố Yến. Cho dù không thể đánh cho gã trở mình không được, tốt nhất cũng có thể đuổi y ra khỏi thành phố Yến. Bỗng nhiên, điện thoại Trần Phong gọi đến. Sau khi Trần Phong tới Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, liên hệ với Hạ Tưởng vẫn chặt chẽ như cũ. Trong một đoạn thời gian rất dài cho tới nay là lãnh đạo tâm đầu ý hợp nhất và chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ nhất của Hạ Tưởng. Trần Phong trong cảm nhận của Hạ Tưởng, có đôi khi thậm chí còn cao hơn một bậc so với vị trí Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng, có hứng thú đến Ủy ban Kế hoạch và Phát triển giúp tôi một tay hay không? Trần Phong thái độ thân thiết. Giọng điệu ôn hòa. Khi nào mà mình đã trở thành món béo bở thế này? Hạ Tưởng cũng không biết là nên thấy may mắn hay là nên bất đắc dĩ, ha hả cười. Lão lãnh đạo, ngài sao cũng vào góp vui. Không vào góp vui không được, ích lợi, nên tranh thủ thì nhất thiết phải tranh thủ, nếu không đợi người khác cướp sạch, tôi đến cả gió Tây Bắc cũng không có mà húp. Lời nói Trần Phong nửa là vui đùa nửa là tự giễu, ngoài là nói Hạ Tưởng. Trên thực tế cũng ám chỉ tình cảnh của ông ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, không thể hô mưa gọi gió bằng thành phố Yến. Tại thành phố Yến là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, là nhân vật số một. Ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, là chức phó, cho dù có thực quyền, cũng là hoàn toàn khác hẳn lúc là nhân vật số một nắm quyền lớn trong tay và một lời quyết đoán. Hơn nữa các bộ và Ủy ban Trung ương không thể so với địa phương, công tác nghiên cứu vỏ đầu bức óc thì nhiều. Xây dựng kinh tế và việc thực tế thì ít, hơn nữa khắp nơi đều bị kiềm chế, Trần Phong có chút mất mát trong dự kiến. Hạ Tưởng cũng nghe ra ý trong lời nói của Trần Phong, cười nói. Ngài ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển cũng không chắc được lâu, nói không chừng bất thình lình thì điều đi, tôi vẫn là không đi thì thỏa đáng hơn, đỡ phải vừa qua đó, ngài lại thăng chức, thì lúc đó chỉ còn tôi cô đơn một mình. Hạ Tưởng khéo léo từ chối khá thú vị. Trần Phong dường như đã sớm dự đoán được Hạ Tưởng sẽ không đến, ha hả cười. Tôi chỉ là hỏi qua thôi, cũng biết cậu có thể sẽ không đồng ý đến các bộ và ủy ban trung ương. Căn cứ Thủ tướng cố ý chiếu cố đối với cậu mà xem, hướng đi của cậu, hẳn là ở trong dự kiến của Thủ tướng. Cậu khẳng định đã đợi sự an bài của cấp trên, có đúng không? Trần Phong có ánh mắt cũng đủ độc, thấy rõ bản chất vấn đề,
Hạ Tưởng cũng không giấu giếm. Đúng vậy, thủ tướng có an bài, tôi cảm thấy với tình cảnh trước mắt mà xem, vẫn là ngồi yên xem biến động là tốt nhất. Nhất động không bằng nhất tính. Theo sau, Hạ Tưởng lại đem nhạc đệm không ngờ của Trịnh Thịnh nói cho Trần Phong biết. Trần Phong nghe xong, từ chối cho ý kiến mà nói một câu. Phó thị trưởng ủy viên thường vụ, thành ý không phải rất đủ, tuy nhiên cũng có chút thú vị. Cùng Trần Phong nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tưởng không tự chủ được mỉm cười. Người chưa rời chức, tin tức đã truyền ra ngoài trước, hơn nữa còn dẫn đến phản ứng khắp nơi, hình như thể hiện hắn có nhiều quan trọng, kỳ thật mặc kệ là bên nào mời hắn gia nhập liên minh, đều là coi trọng mạng lưới quan hệ và năng lực xử sự của hắn, nhìn chúng hắn có thể từ khắp nơi mang đến ích lợi ẩn. Mỗi người suy xét điểm xuất phát của vấn đề, đều là vì ích lợi bản thân hàng đầu. Hạ Tưởng cũng là như thế, nguyên tắc hắn luôn kiên trì chính là căn cứ để cho mình phát triển lớn mạnh tốt hơn vững vàng hơn, đồng thời tăng lợi ích giảm tổn hại. Nói trắng ra là, ích lợi lớn nhất là mục tiêu mỗi người đều cần cù theo đuổi, chỗ khác biệt chính là, ích lợi đạt được là cùng người khác chia sẻ, hay là tự mình độc chiếm. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng tiếp kiến mấy nhà đầu tư đến từ thủ đô. Nhà đầu tư tiến đến quận Hạ Mã khảo sát chuẩn bị đầu tư sản nghiệp du lịch của quận Hạ Mã, đang phù hợp với kế hoạch khôi phục bước tiếp theo của quận Hạ Mã. Hạ Tưởng đích thân tiếp đón, cũng biểu lộ rõ mức độ coi trọng của quận Hạ Mã. Trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, phát triển sau này của quận Hạ Mã, nếu dựa theo quy hoạch của hắn từng bước mà tiến hành, không xảy ra sai sót gì, sau 3 đến 5 năm thì sẽ trở thành quận hàng đầu của thành phố Yến không còn là câu cửa miệng. Nhưng nếu Lý Hàm tiếp nhận chức vụ, thì khó mà nói. Lý Hàm đối với hứng thú ngành du lịch cũng không lớn, luôn cho rằng bất động sản mới là sản nghiệp trụ cột, nhưng không chịu hiểu một điểm, nhà ở dù cho có nhiều có tốt có đẹp đến mấy, nếu hoàn cảnh cư trú không tốt, hoàn cảnh ngành nghề không lạc quan, chẳng lẽ mọi người chỉ cần nhà ở không cần công tác và cuộc sống? Nhà ở dù cho tốt đến mấy, điều kiện tiên quyết là phải có hoàn cảnh công tác và cuộc sống tốt đẹp. Nếu quận Hạ Mã không có hình thức phát triển kinh tế tốt, chỉ dựa vào nhà cao tầng, kinh tế sớm muộn gì sẽ lâm vào ngưng trệ. Bởi vậy, khái niệm sản nghiệp bất động sản của Thành Đạt Tài mới in sâu trong tim Hạ Tưởng. Nếu Lý Hàm có thể lĩnh ngộ chỗ tinh túy của sản nghiệp bất động sản Thành Đạt Tài, gã ta đảm nhiệm bí thư quận ủy, Hạ Tưởng cũng không có gì để lo lắng. Nhưng Lý Hàm vừa không phải là lãnh đạo của nền kinh tế, cũng không phải là lãnh đạo dễ dàng thừa nhận sự vật mới, suy nghĩ của gã rất sơ cứng, từ lúc gã đi cùng nhà đầu tư, thường xuyên tạo vẻ mặt khó hiểu đối với tư tưởng mới thuật ngữ mới của nhà đầu tư là có thể nhìn ra, gã quá lạc hậu, có lẽ đảm nhiệm một trợ thủ còn tạm được, đảm nhiệm nhân vật số một chủ trì toàn diện công tác, thật sự là có chút miễn cưỡng mà làm. Lý Hàm biểu hiện càng tệ hại, Hạ Tưởng càng kiên định quyết tâm phải ngăn cản Lý Hàm thuận lợi tiếp nhận chức vụ. Giữa tháng 9, việc táo tạo lại trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu đã hoàn thành, khôi phục sự rầm rộ trước kia, thậm chí còn xây dựng rộng thêm không ít. Vào ngày khánh thành lại, thị trưởng Phó Tiên Phong tự mình tham dự nghi thức, và có bài phát biểu quan trọng. Đêm đó, trong tin tức của đài truyền hình thành phố Yến, sau khi Hồ Tăng Chu nói chuyện, rất nhiều người đều chú ý tới, sau khi thị trưởng Phó Tiên Phong tại tin tức rời đi hơn một tuần, lại một lần nữa trở về, hơn nữa còn cho gã lộ diện 5 phút, khiến cho không ít người đoán mò, chẳng lẽ nói, đối với việc xử phạt thị trưởng Phó là đầu voi đuôi chuột, hiện tại đã không có việc gì rồi. Thậm chí có thể đã trong nội bộ xóa bỏ xử phạt. Người khác suy đoán như thế nào, Phó Tiên Phong không có tâm trạng để ý. Gã hiện tại, xem như cảm nhận được sự bất đắc dĩ của người trong quan trường thân bất do kỷ chỉ người mất đi năng lực tự chủ, hoàn toàn bị người khác chi phối, hoặc là chịu sự khống chế của môi trường xung quanh. Gánh lấy một sự xử phạt hành chính nặng nề, gã còn muốn trong thành ủy dựa vào ưu thế thế lực gia tộc cùng Hồ Tăng Chu tranh quyền, không có cửa đâu. Trên quan trường, chưa bao giờ thiếu người thế lợi, hơn nữa quyết định xử phạt gã, ở bên trong thành ủy đã sớm truyền bá tràn lan, nói là thủ tướng lệnh xuống. Thậm chí còn có lời đồn đại nói, vốn là thủ tướng muốn đem gã cắt chức tại chỗ, nhưng bởi vì có Hạ Tưởng xin cho mới đổi thành xử phạt hành chính. Phó Tiên Phong nghe xong vốn định cười trừ, bởi vì lời đồn đại được truyền không có một chút tố chất chính trị, nhưng lại không thể nào bình tĩnh được, còn là nổi trận lôi đình, liên tiếp nổi điên với cấp dưới, khiến cho một đám người ủy ban nhân dân thành phố đều biết rằng thị trưởng Phó gần đây tính tình không tốt, tốt nhất là cách xa gã một chút. Phó Tiên Phong tức giận không vì cái gì khác, mà là sự tình cố tình hướng trên người Hạ Tưởng mà nói,
khiến cho gã ít nhiều có chút tức lồng lộn. Hạ Tưởng là người mà gã hiện tại không muốn nghe không muốn gặp nhất, bởi vì gã biết, lúc ấy thủ tướng mở hội nghị hỏi trách nhiệm, đúng là bởi vì phối hợp ăn ý của Hạ Tưởng, mới đưa gã đến cục diện bị tấn công các mặt, mới có kết luận quyết định tại chỗ gã phải nhận chịu trách nhiệm. Nếu không chờ gã qua một cửa của thủ tướng, rồi phát động thế lực gia tộc cứu hồi, nói không chừng chỉ có một cảnh cáo xử phạt là hết. Hiện tại lại là xử phạt hành chính lỗi lầm trầm trọng chỉ cách giáng cấp kém một bước. Chẳng những hoàn toàn bóp chết ý tưởng kế hoạch lớn tại thành phố Yến, hơn nữa trong vòng 18 tháng, không thể lại tái phạm một chút sai lầm chính trị, nếu không thì có khả năng bị miễn chức ngay tại chỗ. Quả thực là nổi nhục nhã trong đời gã. Phó Tiên Phong cũng không cho rằng là nguyên nhân cá nhân gã tạo thành cục diện bị động hôm nay, ngược lại một lòng nhận định gã mặc dù có sai, nhưng là một lòng vì Trung ương suy nghĩ, không nên bị đối đãi không công chính. Một là bởi vì thủ tướng luôn chèn ép đối với thế lực gia tộc, hai là Hạ Tưởng miệng lưỡi khéo léo, rồi lại phối hợp với đám người Tống Chiêu Độ, Hồ Tăng Chu, ném đá xuống giếng đối với gã, mới đưa đến việc gã có xử phạt hôm nay. Hạ Tưởng, chính là căn nguyên, chính là lính hầu của thủ tướng. Một hành chính nhớ lỗi nặng, khiến gã hoàn toàn đã bị trói buộc tay chân tại thành phố Yến, còn muốn cùng Hồ Tăng Chu đỏ cao thấp, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Một cán bộ cấp phó tỉnh lưng đeo xử phạt, hơn nữa còn là chức thị trưởng, ai cũng rõ tình cảnh hiện tại của gã, chính là giống với con giận trên đầu người hói hiển thị rất rõ ràng hơn nữa còn chói mắt, chính là đối tượng để người ta âm thầm nghị luận. Kỳ thật hiện tại Phó Tiên Phong ước gì được yên tĩnh một thời gian, tâm tình không tốt lắm, không ngờ lộ diện trên TV. Nhưng giấu mặt lại không được, làm thị trưởng, không thể hơn một tuần không có tin tức báo cáo, người khác sẽ nghĩ. Thị trưởng là bị bệnh hay là làm sao vậy, chẳng lẽ không còn chủ trì công tác nữa rồi? Lộ diện là cần thiết, nhưng đối với gã mà nói, lộ diện lại là một loại dày vò, bởi vì gã cứ cảm giác trong đám người ở phía sau camera, bao gồm Hạ Tưởng, đều là một bộ dạng vui sướng khi người gặp họa đang nhìn y biểu diễn. 18 tháng, quá lâu đi, khi nào mới tới ngày cuối đây? Trong lòng Phó Tiên Phong căm hận, ước rằng tự tay giết Hạ Tưởng mới hả hận. Gã không dám nghĩ tới thất bại của thương mại Trường Cơ, bởi vì lúc trước hứa hẹn một khoản lợi lớn cho gia tộc đã thất bại, hiện tại gã thỉnh thoảng bị chú ba cười nhạo. Nay lại gánh xử phạt, lại thường xuyên bị bác lớn châm chọc khiêu khích. Đều là lỗi của Hạ Tưởng, đều là phiền phức do Hạ Tưởng tạo ra. Phó Tiên Phong tính là qua 1-2 tháng, chờ sự kiện xử phạt của gã dần bị mọi người lãng quên, rồi sẽ đến quận Hạ Mã trừng trị Hạ Tưởng, đương nhiên, nếu Hạ Tưởng còn ở tại quận Hạ Mã. Tin tức Hạ Tưởng có khả năng rời quận Hạ Mã, Phó Tiên Phong cũng sớm nghe thấy. Gã cũng quyết định hoạt động một chút, vì Hạ Tưởng an bài một nơi tốt, tốt nhất là tới các bộ và ủy ban trung ương thủ đô, trong phạm vi thế lực phó gia, cũng tiện cho Hạ Tưởng nếm thử chút mùi vị bị người khác trừng trị đến chết đi sống lại. Cho dù không thể cản trở hướng đi của Hạ Tưởng, cũng phải nghĩ đủ mọi cách ngăn cản hắn tới được chức vị tốt. Hạ Tưởng ở nhà xem được bản tin của Phó Tiên Phong. Vẻ mặt mỉm cười, nhìn không ra có bất kỳ biểu hiện nào của tình cảm cá nhân. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm hắn, trong lòng vẫn luôn có một thanh âm vang dội, không lật đổ được Phó Tiên Phong, hắn quyết không bỏ qua. 3 ngày sau, Phó Tiên Phong được sự ủy thác của thành ủy, đến sông Hạ Mã thị sát tiến triển công tác tái xây dựng sau thiên tai, đi cùng có bí thư quận ủy Hạ Tưởng, chủ tịch quận Lý Hàm, phó bí thư quận ủy Trang Thanh Vân, phó chủ tịch thường trực quận Trần Thiên Vũ cùng với các lãnh đạo đảng chính quyền khác. Thị trưởng phó đầu tiên là cho sự khẳng định với công tác tái xây dựng sau thiên tai của liền quận Hạ Mã, đồng thời, lại đưa ra ý kiến phê bình. Như là quận ủy và ủy ban nhân dân quận đối với năng lực phòng lụt của sông Hạ Mã có sơ suất nghiêm trọng, như là quận Hạ Mã chỉ coi trọng xây dựng kinh tế, không chú ý đến bảo vệ môi trường, VV, Hạ Tưởng và Lý Hàm đều khiêm tốn mà tỏ vẻ nhận phê bình. Sau khi thị sát xong sông Hạ Mã, Phó Tiên Phong lại nhắc tới việc đến trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu đi một vòng, thăm một chút, và cố ý điểm danh muốn Quách Lục cùng đi. Hạ Tưởng đối với lời khen của Phó Tiên Phong cũng thế, phê bình cũng thế, yêu cầu cũng thế cho tới bây giờ đều là khiêm tốn chấp nhận, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Quách Lục đối với việc thị trưởng Phó đích thân điểm danh cùng đi, vô cùng cao hứng, rất là vinh váo tự đắc mà theo sát bên cạnh Phó Tiên Phong, hơi cúi người. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi thị trưởng phó chỉ bảo. Hạ Tưởng cũng không tỏ vẻ gì, Lý Hàm thì hơi khinh miệt mà liếc xéo Quách Lục một cái. Tới trang trại chăn nuôi,
Dương Quốc Anh sớm nhận được thông báo tự mình đi ra nghênh đón. Sau khi theo thường lệ hàn huyên, lúc Hạ Tưởng và Dương Quốc Anh bắt tay, khi Dương Quốc Anh buông tay, đột nhiên liền hỏi một câu. Chủ tịch Dương, theo như tôi biết, trang trại chăn nuôi bình thường chỉ ra sữa, không ra sữa bột, phân xưởng chế biến sữa bột hẳn là ở trong thành phố, sao lần trước khi lũ lụt, tôi thấy trang trại chăn nuôi cũng có sữa bột rơi rớt. Dương Quốc Anh ngây ngẩn cả người, không ngờ Hạ Tưởng hiểu biết khá nhiều, qua khoảng vài giây mới phản ứng lại, nói cho có lệ. Có khách đặc biệt yêu cầu, muốn ở trang trại chăn nuôi xem sữa bột, nên kéo đến đây. Hạ Tưởng cũng không truy hỏi nữa, ha hả cười, rồi trực tiếp lược qua. Tuy nhiên Dương Quốc Anh lại bắt đầu nghi hoặc, nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Tưởng trong chốc lát, không rõ Hạ Tưởng đột nhiên hỏi địa điểm chất đống sữa bột, lá có dụng ý gì. Cũng không biết hắn chỉ vô ý mà hỏi qua, hay là biết được chút gì đó. Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, trong lòng lại càng không yên tâm, muốn thừa cơ hướng Phó Tiên Phong báo cáo một chút tình hình, không ngờ còn chưa đuổi kịp Phó Tiên Phong, điện thoại lại đột ngột mà vang lên. Dương Quốc Anh chỉ nhận nghe điện thoại một lát, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đi về phía trước bên cạnh Phó Tiên Phong, nhỏ giọng nói vài câu. Phó Tiên Phong đang chỉ trỏ thị sát công tác lập tức đứng lại. Thư ký theo sát phía sau chưa kịp đứng vững, liền đụng vào người gã. Phó Tiên Phong lại cũng không thèm liếc mắt nhìn thư ký một cái, mà là đem ánh mắt nhìn về Hạ Tưởng ở phía sau, bên trong ánh mắt có lửa giận, có phẫn uất, có nghi vấn, cũng có sự tức lồng lộn và không cam lòng. Hạ Tưởng lại làm bộ không nhìn thấy ánh nhìn phẫn nộ của Phó Tiên Phong, dường như không có việc gì mà lắng nghe nhân viên kỹ thuật tập đoàn Tứ Ngưu giảng giải, thái độ của hắn chăm chú, vẻ mặt tập trung. Dường như đang nói cho Phó Tiên Phong biết, tôi cùng ông đi thị sát trang trại chăn nuôi, luôn luôn ở bên cạnh ông có thể nhìn thấy rõ ràng, không nên bất cứ việc gì cũng đổ lên trên người của tôi. Phó Tiên Phong đột nhiên vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Hạ Tưởng không tha, tất cả mọi người ý thức được khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, đều là anh nhìn tôi nhìn anh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, Phó Tiên Phong ý thức được gã có chút thất thố, là thị trường. Gã quả thật không đủ trầm ổn, vội vàng thu hồi lại ánh mắt, nhưng vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà lớn tiếng tuyên bố. Hủy bỏ thị sát, mọi người trở về nơi làm việc của mình. Xảy ra chuyện lớn gì rồi? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hết kinh ngạc. Chương 766, nhà khói. Tối hôm qua lúc 0 giờ, cũng chính là hơn 12 giờ trưa bên Mỹ, trên đột nhiên xuất hiện một trang web mới. Thời nay. Trang web mới phát trên mỗi ngày đều có tới mấy ngàn cái, đồng thời hôm nay cũng có tới chục ngàn trang phải sụp đổ. Một trang web mới xuất hiện, chỉ như là một cơn sóng nhỏ nổi lên trong đại dương, có lẽ trong nháy mắt thì sẽ biến mất sau cơn sóng lớn, sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Nhưng trang web mới này vừa ra đời, đã lập tức thu hút rất nhiều người chú ý trong thời gian đầu tiên, chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi, thì bị các trang web lớn giới thiệu tràn lan, thậm chí có vài trang web còn long trọng giới thiệu. Nỗ lực thúc đẩy mở rộng, diện tích bao phủ to lớn, chờ đến khoảng trước nửa đêm ở bên đó, thì trên mạng đã khơi mào một số đợt sóng lăn tăn. Đợi sau khi trong nước phản ứng, thì tin tức của trang web mới đã che trời phủ đất, tốc độ truyền bá cực nhanh, lại một lần nữa xác minh khẩu hiệu, không biên giới, chứ không phải là lời nói cửa miệng mà thôi, mà là ảnh hưởng thiết thực tới các mặt của cuộc sống. Tên trang web mới rất giản dị. Gọi là, mạng sữa bột, hơn nữa còn là trang web song ngữ Trung Anh đầu tiên. Nội dung trang web tỉ mỉ xác thực, tư liệu phong phú, tỉ mỉ liệt kê mặt lợi và bất lợi của cách điều chế dinh dưỡng trong sữa bột đối với sự tăng trưởng của trẻ sơ sinh. Giống như một trang web chuyên nghiệp hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh, đương nhiên, nội dung trên không được xem là riêng một nhà, bởi vì có không ít trang web cũng có nội dung cùng loại. Nhưng theo sau trang web còn đặc biệt chỉ ra, thị trường trước mắt vẫn còn không ít sữa bột trẻ sơ sinh vì muốn nâng cao hàm lượng protein, con người vì thế đã cho thêm một loại nguyên liệu công nghiệp tên là melamin, bởi vậy, đề nghị người tiêu dùng khi lựa chọn sữa bột cho con em, nhất định phải lựa chọn thương hiệu không có thêm chất phụ gia, bởi vì theo nghiên cứu, chất phụ gia có khả năng khiến cho trẻ em bị sỏi thận. Đồng thời, trang web còn tuyên bố, vào ngày mai sẽ công bố quy trình và cách điều chế của sữa bột trẻ sơ sinh có chứa chất phụ gia. Để nhắc nhở người tiêu dùng hãy cẩn thận khi mua. Ngày mốt còn có tin tức quan trọng công bố, xin hãy chú ý đến hoạt động của trang web. Một cục đá đã kích thích không chỉ là ngàn tầng sóng, mà là một cơn sóng chót vót cao. Bởi vì máy chủ trang web tuy rằng là ở Mỹ,
nhưng lại là song ngữ Trung Anh, không thể không làm cho người ta liên tưởng đến nguồn gốc của sữa bột thêm chất phụ gia có phải là Trung Quốc hay không. Tuy rằng trang web vừa ra đời, đã vạch trần rất nhiều tin tức nhìn thấy là ghê người. Nhưng có thể trong mấy giờ ngắn ngủi đã thổi quét qua các trang web lớn của Mỹ, thậm chí còn đăng lên trang chủ của một vài trang web lớn trong đó, không thể không làm cho người ta hoài nghi người thúc đẩy phía sau trang web khẳng định là người trong nghề, hơn nữa còn cậy của khinh người, hoặc là nói, đối với các trang web lớn của Mỹ có đủ lực ảnh hưởng. Đến buổi tối, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ, đài truyền hình, đủ các chuyên gia giáo sư ùn ùn ra mặt, tiến hành tọa đàm, mở ra các buổi tọa đàm trên truyền hình về sự nguy hại của sữa bột có thêm chất phụ gia. Với việc thương mại hóa đã đạt tới sự ăn ý nhất định như ở Mỹ, trong mấy tiếng đồng hồ, các nhà sản xuất sữa bột lớn cũng lần lượt lên tiếng thanh minh, công bố sữa bột mình sản xuất tuyệt đối không chứa bất cứ chất phụ gia công nghiệp nào, là thực phẩm an toàn khỏe mạnh. Một cơn phong ba sữa bột bắt đầu nổi gió từ Mỹ, nhanh chóng thổi quét tới Trung Quốc, bởi vì trên trang web dùng song ngữ Trung Anh vô cùng chói lòa bắt mắt, nhắc nhở người trong nước một sự thật, chất phụ gia sữa bột trên trang web đã liệt kê, rất có khả năng là doanh nghiệp trong nước. Đợi đến khi các trang web lớn ở trong nước đăng tải, sẽ lại cho thêm vào lập trường và bình luận của riêng mình, đồng thời liệt kê 10 thương hiệu cung cấp sữa bột, tập đoàn Tứ Ngưu tất nhiên là đứng đầu bảng. Bởi vì sữa bột trẻ em của tập đoàn Tứ Ngưu, những năm gần đây vẫn duy trì doanh số bán hàng đứng đầu, các trang web lớn đưa tin này lên đầu vị trí, cũng là dựa theo xếp hạng doanh số bán hàng trong lúc vô ý xếp vào hàng thứ nhất, nhưng ở trong mắt người có tâm, thì trở thành các trang web lớn cố ý nói bóng gió tập đoàn Tứ Ngưu. Sau khi Dương Quốc Anh biết được tin tức, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó tức giận, rồi tiếp theo là khủng hoảng, vội vàng tìm Phó Tiên Phong thương lượng đối sách. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Quốc Anh là, chẳng lẽ là lũ lụt cuốn cơ mật đi, cơ mật bị người có lòng nhặt được, sau đó thì bùng phát chuyện trang web. Nhưng Phó Tiên Phong lại không cùng cách nhìn, sau khi để đám người Hạ Tưởng tản đi, gã cùng Dương Quốc Anh mở hội nghị kín, câu đầu tiên gã nói là, tôi dám nói, tuyệt đối là bút tích của Hạ Tưởng. Dương Quốc Anh lại không tin lắm, bà ta bật máy tính, mở trang web ra, nhìn vài lần liền kinh hãi toát đầy mồ hôi lạnh. Cách điều chế và quy trình, toàn bộ là trong tư liệu nội bộ của chúng ta, sao toàn bộ lại bị công bố ra ngoài? Hạ Tưởng, vì sao là Hạ Tưởng? Hắn làm như vậy có gì tốt cho hắn, ảnh hưởng ích lợi của tập đoàn Tứ Ngưu, thì hắn có thể có được lợi ích thực tế gì chứ? Dương Quốc Anh là nhà doanh nghiệp. Cái kinh doanh là doanh nghiệp, không phải chính trị, Phó Tiên Phong thì cảm thấy bất đắc dĩ đối với việc bà ta không hiểu thấu ý tứ của Hạ Tưởng. Gã sở dĩ lập tức nghĩ đến là bút tích Hạ Tưởng, là bởi vì lần trước khi lật đổ Bạch Chiến Mặc, thì có một sự kiện, ghi âm, xuất hiện, tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ, tuyệt đối là Hạ Tưởng ở phía sau màn thao túng. Hạ Tưởng muốn mượn việc đả kích tập đoàn Tứ Ngưu để tạo ra sự tình. Muốn ở mặt kinh tế chặt đứt đường lui của Phó gia, đúng là đồ độc ác. Đến lúc này, Phó Tiên Phong cũng đoán được Hạ Tưởng khẳng định là đã biết liên hệ bên trong giữa Phó gia và tập đoàn Tứ Ngưu, điểm này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Hạ Tưởng to gan lớn mật, dám vượt giới hạn xuyên ra ngoài phạm vi, muốn động tới gốc rễ lợi ích của gia tộc, đúng là muốn chết sớm. Còn thực sự nghĩ rằng một trang web nho nhỏ có thể hủy hoại một tập đoàn lớn. Quá ngây thơ, quá khờ dại. Quá đơn giản, Phó Tiên Phong càng nghĩ càng giận, bộp một tiếng đầu tiên là quăng cái ly, sau đó dùng tay chỉ Dương Quốc Anh, mắng. Đều là do bà làm việc quá tốt, tư liệu cơ mật như vậy sao có thể để ở trang trại chăn nuôi, không để ở tổng bộ tập đoàn. Một trận lũ lụt cuốn chết vài con bò rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, lại đem tư liệu cơ mật cuốn trôi luôn, đúng là nước lớn cuốn vào miếu Long Vương. Dương Quốc Anh bị Phó Tiên Phong mắng tới không dám phản bác. Tuy rằng muốn nói Phó Tiên Phong dùng cách so sánh không được chuẩn xác, có chút làm cho người ta không hiểu ra sao cả, nhưng hiện tại không phải là lúc thảo luận thuật ngữ dùng có đúng hay không, bà ta trầm ngâm một lát. Tôi lấy danh nghĩa tập đoàn Tứ Ngưu lên báo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu tỉnh Yến bảo hộ thương hiệu dân tộc, nghiêm cấm các phương tiện truyền thông, trang web của tỉnh, tuyên truyền tất cả các tin tức liên quan, còn bên ban tuyên giáo trung ương, phải nhờ ngài ra mặt. Phó Tiên Phong tỉnh táo lại. Dương Quốc Anh đề nghị vừa hợp ý gã, gặp phải biến cố trọng đại, Dương Quốc Anh còn có thể duy trì bình tĩnh, nghĩ đến sách lược ứng đối, cũng khiến gã đánh giá Dương Quốc Anh cao hơn. Trong việc ứng đối chuyện xảy ra, Dương Quốc Anh còn có đầu óc hơn hẳn Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong gật đầu,
chỉ có thể như thế, một trang web làm sao đánh đổ được tập đoàn Tứ Ngưu, đối thủ đã nghĩ sự tình quá đơn giản rồi. Tuy nhiên bên cô cũng phải chuẩn bị tốt bài thanh minh liên quan, có thể chuẩn bị thêm nhiều bản, nếu có thể đúng lúc loại trừ ảnh hưởng thì tốt, loại trừ không được, phải mở họp báo phóng viên tiến hành giải thích làm sáng tỏ. Tôi đã biết rồi. Dương Quốc Anh so với Phó Tiên Phong tưởng tượng vẫn là cơ trí hơn nhiều, bà ta đã chuẩn bị cho cả hoàn cảnh xấu nhất có thể. Nếu ứng phó không được, sau cùng lấy mấy tấn sữa bột quả thật đã bị công nghiệp nhiễm bẩn làm lý do, nói với truyền thông, thời điểm sữa bột đã bị nhiễm bẩn được chất đống tại trang trại chăn nuôi đang chuẩn bị tiêu hủy, thì một trận lũ lụt đi qua đúng lúc cuốn trôi vấn đề sữa bột. Phó Tiên Phong liên tục gật đầu. Ý kiến hay, tuy nhiên có thể chống chế thì cứ chống chế, chứ không cần thừa nhận, thật sự qua không được mới dùng biện pháp này. Dương Quốc Anh cầm lấy điện thoại, liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại gọi một cú điện thoại, buông điện thoại xuống mặt liền biến sắc. Tôi nghi ngờ tư liệu trên trang web không phải tư liệu bị lũ cuốn đi, bởi vì vừa rồi tôi lại hiểu thêm một chút, tư liệu trên trang web rất tỉ mỉ rất cơ mật, so với tư liệu trong phòng thí nghiệm trang trại chăn nuôi thì cấp bậc bí mật còn cao hơn nhiều. Có kẻ trộm bên trong. Phó Tiên Phong rất là khiếp sợ. Đàm Quảng Hồng. Dương Quốc Anh lập tức lóe lên một ý tưởng, lúc này lập tức gọi cho Đàm Quảng Hồng, kết quả gọi điện thoại bàn trong nhà không ai nghe, gọi di động, thì tắt máy, bà ta vẻ mặt xám trắng. Chẳng lẽ đúng là gã? Phó Tiên Phong cũng gọi điện thoại. Bí thư Trần, tôi là Phó Tiên Phong. Xin giúp tôi điều tra tung tích Đàm Quảng Hồng một chút, đúng, chính là Phó Chủ tịch Tập đoàn Tứ Ngưu. Không lâu sau, Trần Ngọc Long gọi trở lại. Thị trưởng Phó, Đàm Quảng Hồng vừa mới lên chuyến bay ra nước ngoài. Là bí thư ủy ban chính trị, muốn tra ra được tung tích một người, không phải là việc khó. Phó Tiên Phong đặt mông ngồi trở lại lên ghế, ngây người một lúc lâu không nói gì. Tuy rằng nói một trang web thật sự không thể đánh đổ Tập đoàn Tứ Ngưu, nhưng không biết vì sao, gã cứ cảm thấy có một cái lưới lớn đang bao lấy gã, càng thu càng chặt. Mà gã cũng không biết đầu kia của tấm lưới, rốt cuộc muốn kéo gã tới cái vực sâu gì đây. Quả tim của Phó Tiên Phong càng trầm càng sâu, có chút cảm giác không thở nổi. Khác với việc xào nấu trên mạng là, truyền thông tỉnh Yến đối với sự kiện vấn đề sữa bột, tập thể nín thinh, toàn bộ không nói lời nào. Không chỉ có là truyền thông tỉnh Yến không nói lời nào, truyền thông chính quy cả nước, không có một đơn vị nào đưa tin liên quan đến sự kiện. Bởi vì Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn cấp gửi công văn, yêu cầu truyền thông các nơi không được tùy ý đưa tin chưa chứng thật của trang web nước ngoài, một khi vi phạm sẽ trừng phạt nặng. Chẳng những truyền thông chính quy không thấy đưa tin đôi ba câu, mà mấy trang web lớn trước kia đăng tải tin tức sữa bột, cũng im hơi lặng tiếng mà xóa bỏ tin tức. Trên cơ bản, chỉ một ngày, cả nước đã trở lại làn gió hài hòa, ngoại trừ một số trang web nhỏ và diễn đàn không bị người ta chú ý, các trang web có ảnh hưởng lớn. Đều như điếc như câm. Độ khống chế truyền thông trong nước quá to lớn, có thể thấy rõ. Phó gia vì để nghiêm khắc khống chế tin tức truyền bá, có thể nói đã bỏ ra vốn gốc, chẳng những hướng Ngô Tài Dương quản lý Ban Tuyên giáo Trung ương hứa hẹn rồi hứa hẹn, ở phương diện nào đó làm ra nhượng bộ không nhỏ, còn tốn không ít sức lực xin các trang web lớn cắt bỏ tin tức, cuối cùng là ngăn cản tin tức tiến thêm một bước truyền bá. Nhưng ngay cả như vậy, Phó Tiên Phong vẫn là trong lòng bất an không yên, bởi vì nếu như quả thật là Đàm Quảng Hồng lộ ra tin tức, ngày hôm sau, trang web lại sẽ vạch trần tin tức gì đây? Phó gia thậm chí còn dùng cả lực lượng nước ngoài, xem có ngăn chặn trang web bên Mỹ tiếp tục công bố tin tức được không, lại không thu hoạch được gì. Bởi vì việc kiểm soát tin tức bên Mỹ rất lỏng lẻo, đừng nói tra không ra địa điểm cụ thể của trang web ở nơi nào, cho dù tra ra được, tạm thời cũng không đóng cửa được. Cho dù là lên tòa án, cũng có khả năng sẽ kéo dài thêm một thời gian dài, trên cơ bản có thể nói, phó gia muốn bưng bít trang web nước ngoài một chút biện pháp cũng không có. Liên tưởng đến Liên Nhược Hạm có cổ phần hùng mạnh ở thị trường Mỹ, Phó Tiên Phong liền càng thêm tin tưởng là bút tích của Hạ Tưởng. Nhưng tin tưởng là một chuyện, không có chứng cứ chỉ trích lại một chuyện khác biệt. Ngày hôm sau, mạng sữa bột tiếp tục tuyên bố quá trình điều chế làm cách nào tăng thêm nguyên liệu công nghiệp gì đó vào trong sữa bột. Có thể đề cao hàm lượng protein trên diện rộng, chẳng những có thể thông qua kiểm tra đo lường bình thường, còn có thể đề cao giá cả để kiếm trác món lãi cách xù. Trang web tỉ mỉ giới thiệu quy trình, cách điều chế và làm thế nào qua được kiểm tra đo lường, cuối cùng lại tuyên bố, ngày mai, trang web sẽ tiếp tục công bố tên nguyên liệu công nghiệp,
cùng với việc làm thế nào dùng phương pháp khoa học kiểm tra đo lường chất phụ gia, đồng thời còn tung ra một tin tức mang tính bùng nổ, tuyên bố là dù là nước Mỹ hay là Trung Quốc, đều có các nhà sản xuất sữa bột cho thêm nguyên liệu công nghiệp, khi thời cơ chín muồi, trang web sẽ công bố tên nhà sản xuất ở nước Mỹ và Trung Quốc. Tin tức bùng nổ lập tức chấn động khắp nước Mỹ, không ít nhà sản xuất sữa bột bên Mỹ lần lượt lên tiếng thanh minh, khăng khăng sản phẩm nhà mình tuyệt đối không tăng thêm bất kỳ chất phụ gia nào, hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn màu xanh lành mạnh. Nhưng mạng sữa bột xác thực mà tỉ mỉ miêu tả quy trình tăng thêm nguyên liệu công nghiệp, còn công phu chế tác thành phim hoạt hình minh họa, lại thêm trẻ em sau khi dùng sữa bột có vấn đề sẽ xảy ra phản ứng bất thường gì và hậu quả thế nào, người nhẹ thì bị sỏi thận, người nặng thì bị mất mạng, gây sốc cho hầu hết các ông bố bà mẹ trẻ đang dùng sữa bột nuôi con. Ngành công nghiệp sữa của Mỹ lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, mặc cho các nhà sản xuất lớn liên tiếp phát biểu thanh minh và mở họp báo, đều không có cách nào ngăn cản nguy cơ không tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sữa bột trẻ em tiến thêm một bước rộng. Đúng là ở đời sau khi cửa tứ ngưu bùng nổ, cũng có không ít thương hiệu sữa bột nước ngoài, nhất là đến từ nước Mỹ, cũng kiểm tra đo lường ra chất phụ gia. Mạng sữa bột công bố đều không phải là tin đồn vô căn cứ, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là chuyện thật vô cùng xác thực. Cuối cùng, Hiệp hội ngành sản xuất nước Mỹ không thể không phát biểu thanh minh, công bố sẽ tổ chức chuyên gia đối với tất cả thị trường tiêu thụ sữa bột trẻ em tiến hành kiểm tra đo lường. Ngày thứ ba, đang lúc tất cả mọi người nghển cổ ngóng trông muốn xem mạng sữa bột vạch trần tin tức cuối cùng, tiết lộ ra tên nguyên liệu công nghiệp cùng với nhà máy sản xuất sữa bột, thì đột nhiên, trang web mạng sữa bột bị đóng, trên mạng chỉ để lại một hàng chữ to, dưới áp lực, phải đóng cửa trang web. Khi nào vạch trần tin tức, sẽ vào một ngày không xa. Để lại cho người ta rất nhiều không gian tưởng tượng, sau khi mạng sữa bột khuấy lên một trận phong ba, thì giống như một trận cuồng phong, tới cũng nhanh mà đi cũng mau, biến mất không thấy tăm hơi. Rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, nghĩ rằng mạng sữa bột sẽ có một ngày mở lại, không ngờ liên tiếp ba ngày qua đi, một chút động tĩnh cũng không có. Phó Tiên Phong ngồi trong văn phòng, mang một vẻ mặt rất hài lòng. Trải qua nỗ lực không ngừng, rốt cục thông qua quan hệ của nước Mỹ, tra được người đứng phía sau mạng sữa bột, hóa ra đúng là Đàm Quảng Hồng âm thầm thao túng, thật sự là không thể tưởng được, Đàm Quảng Hồng cũng có chỉ số thông minh như vậy sao? Cũng dám chơi thủ đoạn tạo thanh thế. Nhưng lại làm được gì? Còn không phải dưới hoạt động của gã, thông qua thu mua và lôi kéo, rốt cục đóng cửa máy chủ mạng sữa bột, tuy rằng không bắt được nhân viên thao tác cụ thể, nhưng đóng cửa được trang web chính là thắng lợi không nhỏ. Tuy nhiên gã vẫn còn nghi vấn trong lòng, chẳng lẽ nói ở trong sự kiện mạng sữa bột, thật sự không có một chút bóng dáng của Hạ Tưởng sao? Hạ Tưởng dường như thật sự cùng sự kiện mạng sữa bột không có gì liên quan, hắn gần đây luôn bận rất nhiều công tác của quận Hạ Mã, đồng thời, Phó Tiên Phong cũng nghe nói Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, Tống Chiêu Độ đi lại thường xuyên, dường như đang bố cục cho quận Hạ Mã sau khi hắn rời khỏi, đối với chuyện mạng sữa bột ở nước ngoài làm một trận dùm beng, hắn dường như cũng không có chú ý. Phó Tiên Phong vẫn không tin Hạ Tưởng một chút cũng không tham dự trong đó, nhưng mặc kệ Hạ Tưởng có phải là bàn tay đen phía sau màn hay không, sự kiện trang web xem như đã đi vào hồi kết, cũng không thể nổi gió gì nữa rồi. Hơn nữa trải qua công tác dập tắt lửa đúng lúc, tuy rằng trong nước cũng đã bị ảnh hưởng nhất định, một số ít cư dân mạng có thể vượt tường lửa cũng ít nhiều hiểu rõ chân tướng, nhưng một là không có chỉ rõ tập đoàn Tứ Ngưu là người khởi xướng, hai là phần lớn người tiêu dùng không hề nghe thấy việc này. Vẫn là quần chúng không rõ chân tướng là phần lớn dễ dàng lừa gạt. Khiến cho Phó Tiên Phong cảm thấy vui mừng nhất chính là, mạng sữa bột chẳng những không tạo thành ảnh hưởng gì đối với tập đoàn Tứ Ngưu và nhà sản xuất trong nước, ngược lại đối với ngành sản xuất sữa trong nước Mỹ đả kích không nhỏ, khiến người tiêu dùng nước Mỹ đối với nhà sản xuất sữa bột trong nước phát sinh tâm trạng không tín nhiệm. Ngay tại ngày hôm qua, gã còn nhận được điện thoại của đoàn thương nghiệp Mỹ, nói là thương nghiệp Mỹ đối với sữa bột trẻ em của tập đoàn Tứ Ngưu cảm thấy hứng thú, có ý nhập khẩu hơn 10 tấn đến thị trường nước Mỹ. Mặc kệ sau lưng sữa bột thật là chỉ có Đàm Quảng Hồng, hay là cũng có tay chân của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong đều phải cảm tạ bọn họ, đúng là bởi vì bọn họ không ngừng cố gắng, làm cho thị trường sữa bột nước Mỹ hỗn loạn, mới khiến thương nhân Mỹ khôn ngoan nghĩ ra chủ ý nhập khẩu sữa bột của tập đoàn Tứ Ngưu. Nói cách khác, là mạng sữa bột gián tiếp vì tập đoàn Tứ Ngưu sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Cũng có thể nói, vì gã mà sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Gần như từ khi lũ lụt qua đi, thương nghiệp Mỹ tới thăm thú,
là một việc khiến Phó Tiên Phong vui mừng nhất, cao hứng nhất. Hơn nữa sau khi thương nghiệp Mỹ cùng tập đoàn Tứ Ngưu bước đầu tiếp xúc, còn đưa ra ý đồ góp vốn, liền càng làm cho gã vui mừng quá đỗi. Cùng thương nghiệp Mỹ hẹn ngày tiếp kiến là 2 ngày sau, mắt thấy cách quốc khánh càng ngày càng gần, nếu có thể thuận lợi đạt thành ý đồ góp vốn, và tập đoàn Tứ Ngưu thành công việc kinh doanh xuất khẩu này, coi như là một chiến tích của gã, tuy rằng không lớn, ít nhất cũng có thể khiến gã khi đi lại trong thành ủy, có thể đứng thẳng hơn một chút. 2 ngày sau, thương nhân Mỹ đúng hẹn đã tới. Với sự đi cùng của Phó Tiên Phong, thương nhân Mỹ đầu tiên là đi thăm tổng bộ tập đoàn Tứ Ngưu, đồng thời cũng tham quan cả trang trại chăn nuôi, đối với việc hợp tác cùng tập đoàn Tứ Ngưu tỏ ra rất có hứng thú. Hướng tập đoàn Tứ Ngưu đề xuất nhập khẩu 15 tấn sữa bột, nhưng có một điều kiện chính là phải phù hợp tiêu chuẩn của Mỹ, đồng thời còn yêu cầu hàm lượng protein đạt tiêu chuẩn. Dương Quốc Anh nhất nhất đáp ứng yêu cầu của thương nhân Mỹ, dưới sự chứng kiến của Phó Tiên Phong, tập đoàn Tứ Ngưu cùng thương nhân Mỹ ký kết hợp đồng hợp tác. Thương nhân Mỹ cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, 3 ngày sau liền gửi tới $1 triệu tiền đặt cọc. Tập đoàn Tứ Ngưu liền lập tức dựa theo yêu cầu riêng của thương nhân Mỹ, bắt đầu sản xuất sữa bột trẻ em chuyên cung cấp cho nước Mỹ. Sau khi lô hàng sữa bột đầu tiên được hoàn thành, liền cung cấp cho thương nhân Mỹ tiến hành kiểm tra đo lường. Không ngờ 1 ngày sau thương nhân Mỹ cho gửi lại biên nhận, nói là hàm lượng protein trong sữa bột không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu tập đoàn Tứ Ngưu đề cao công nghệ sản xuất, nếu không không thể thành công mở ra yêu cầu hà khắc ở thị trường nước Mỹ. Hơn nữa thương nhân Mỹ cũng cường điệu, chỉ có trên cơ sở hợp tác lần đầu tiên thành công, bọn họ mới có thể suy xét hướng Tứ Ngưu đầu tư, ít nhất sẽ đầu tư $1 tỷ tài chính. Đầu tư ngoại tệ chỉ có $1 tỷ cũng không nhiều cho lắm, nhưng nếu xem đó là chính tích của Phó Tiên Phong, cũng là một món tiền trói lọi từ khi gã nhậm chức thị trưởng tới nay. Phó Tiên Phong rất là động lòng, sau khi cùng Dương Quốc Anh thảo luận, quyết định bí quá hóa liều. Chương 767, kích nổ. Dương Quốc Anh luôn luôn cho rằng, kiểm tra đo lường của Mỹ có nghiêm khắc tới đâu, nhưng với trí tuệ trước mặt của người dân Trung Quốc, cũng chưa chắc thật sự là một đôi mắt nhìn thấu mọi sự. Vốn bà ta cũng có chút do dự. Bởi vì mạng sữa bột nước Mỹ vừa mới đem sự kiện chất phụ ra làm một trận dùm ben huyên náo, nay lại âm thầm cho tăng thêm melamin, nếu chẳng may thật sự bị cơ quan kiểm tra đo lường của Mỹ tra ra, chẳng phải là tự hủy trường thành sao? Phó Tiên Phong lại cho rằng, lúc này là một cơ hội không thể tốt hơn, bởi vì mạng sữa bột không vạch trần ra chất phụ ra rốt cuộc là nguyên liệu gì, về mặt kỹ thuật diễn giải, thì không trực tiếp cho thấy thành phần chất phụ ra. Khẳng định không thể kiểm tra đo lường ra chất phụ ra rốt cuộc là cái gì. Hoặc là nói, chỉ cần không thừa nhận, không phải là việc đã rồi, không ai biết melamin trong sữa bột là cái gì. Không biết là cái gì, thì không thể nào kiểm tra đo lường. Không được khoa học kiểm tra đo lường ra, không đạt được quyền uy nghiệm chứng, thì chết cũng không nhận, ai có thể làm gì được. Lo lắng duy nhất chính là mạng sữa bột có thể cho tàn lại cháy hay không. Cũng may lo lắng của Phó Tiên Phong và Dương Quốc Anh ngay lập tức được sự trở về nước của Đàm Quảng Hồng hóa giải rồi. Đàm Quảng Hồng chủ động về nước, hướng cảnh sát tự thú, thừa nhận tại nước Mỹ sáng lập ra mạng sữa bột công kích sự thật của ngành sản xuất sữa. Nhưng lý do của gã là, gã muốn vì tập đoàn Tứ Ngưu tạo ra cơ hội, là muốn đả kích ngành công nghiệp sữa của nước Mỹ. Mặc kệ Đàm Quảng Hồng biện giải như thế nào, Phó Tiên Phong không hề tin, Dương Quốc Anh cũng không tin tưởng, Trần Ngọc Long cũng không tin. Cuối cùng Đàm Quảng Hồng tạm thời bị tạm giam ở cục thành phố, tạm gác lại sau này sẽ tiến hành xử lý. Đàm Quảng Hồng quy án, Phó Tiên Phong yên tâm thêm ngàn vạn lần. Lại đem hành tung gần đây của Hạ Tưởng tìm hiểu thêm, biết được Hạ Tưởng vì vấn đề ai tiếp nhận chức vụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã, cùng Diệp Thạch Sinh phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì Diệp Thạch Sinh muốn cho Lý Hàm tiếp nhận chức vụ, lại ủy thác Hồ Tăng Chu trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng lại nói nhiều lời không có lợi cho Lý Hàm. Liền chọc cho Diệp Thạch Sinh rất là không vui. Hạ Tưởng cũng chưa từ bỏ ý định, còn hoạt động ở thành ủy, muốn Khâu Tự Phong ngăn cản sự đề danh của Lý Hàm, mặc kệ như thế nào, sự chú ý của Hạ Tưởng không nằm ở tập đoàn Tứ Ngưu, lại có Đàm Quảng Hồng quy án và chủ động thừa nhận, rốt cục khiến Phó Tiên Phong hạ quyết tâm, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại tăng chất phụ gia. Dương Quốc Anh thấy Phó Tiên Phong hạ quyết tâm, vẫn không dám tăng thêm quá nhiều, liền thử thăm dò tiến hành cho vào tỷ lệ nhỏ nhất. Sau khi giao thương nhân Mỹ, có được câu trả lời là công nghệ nâng cao trên diện rộng, hàm lượng protein gần đạt tiêu chuẩn, nhưng muốn đánh vào thị trường nước Mỹ và khai hỏa thương hiệu,
phải tiến thêm một bước nữa để cao hàm lượng protein mới được. Sản phẩm sữa bột trong nước từ trước đến nay rất khó lẻn vào thị trường quốc tế, nếu sữa bột Tứ Ngưu có thể tiến quân vào thị trường nước Mỹ, tiến tới và mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, đó chính là đem sự nghiệp cá nhân bà ta lại một lần lên tới đỉnh cao. Dương Quốc Anh dùng mười mấy năm thời gian, đưa tập đoàn Tứ Ngưu từ một nhà máy không có danh tiếng phát triển đến bây giờ là một trong 10 nhà máy mạnh nhất cả nước, đạt được vô số vinh dự, sự nghiệp cá nhân cũng đạt tới đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước nữa, đã cực kỳ khó khăn. Bởi vì thị trường sữa bột trong nước đã gần bão hòa, tập đoàn Tứ Ngưu muốn mở rộng thị phần cũng rất khó khăn, áp lực cạnh tranh đến từ các nhà sản xuất khác càng lúc càng lớn. Cho nên, lần này tiến quân thị trường nước Mỹ là một cơ hội tuyệt vời, nếu nắm chắc được, chẳng những có thể khiến tập đoàn Tứ Ngưu vượt qua các đối tác trong nước, đạt tới độ cao bọn họ không thể với tới, đồng thời, cũng đưa sự nghiệp cá nhân của bà ta đẩy lên tới một đỉnh cao không ai có thể với tới. Hơn nữa nếu mượn cơ hội này đạt được 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư bên ngoài, bà ta sẽ trở thành người đầu tiên trong ngành công nghiệp sữa trong nước đi vào sử sách. Dương Quốc Anh trong lòng tuy rằng không như Phó Tiên Phong có tâm lý đầu cơ mãnh liệt, nhưng bà ta đi được tới ngày hôm nay, dạo bước tiến về phía trước dù là một bước nhỏ đều không dễ dàng, bởi vậy, khi gặp được cơ hội trọng đại, cũng là động tâm tư. Sau khi lại một lần nữa tăng thêm tỷ lệ chất phụ gia, đạt được tin tức mà thương nhân Mỹ phản hồi là, cực tốt, có thể sản xuất hàng loạt. Thương nhân Mỹ yêu cầu giao hàng trong một tháng, đồng thời, lại trả trước 1 triệu đô la Mỹ. Thấy thương nhân Mỹ trên mặt chi tiền rất là sảng khoái. Dương Quốc Anh biết đối phương vô cùng có thành ý, liền mệnh lệnh tập đoàn Tứ Ngưu mở hết mã lực, tăng ca làm thêm giờ sản xuất điều chế sữa bột trẻ em mà thương nhân Mỹ cần, bảo đảm trong một tháng giao phó hợp đồng. Một ngày trung tuần tháng 9, sau khi Phó Tiên Phong nghe xong điện thoại báo cáo tình hình của Dương Quốc Anh, vẻ mặt thỏa mãn mà buông điện thoại xuống, thoải mái duỗi lưng một cái, tâm tình cực tốt. Triển vọng của tập đoàn Tứ Ngưu vô cùng sáng lạng, còn Hạ Tưởng hiện tại thì mọi việc không thuận lợi, khiến cho gã vô cùng cao hứng. Vừa nãy y còn nhìn thấy Hạ Tưởng tại thành ủy, sau khi đi ra từ văn phòng Khâu Tự Phong, thì tiến tới văn phòng Hồ Tăng Chu. Cùng Hồ Tăng Chu đã nói những gì, gã không rõ, lại rõ ràng chính là, Hạ Tưởng sau khi đi ra từ văn phòng Hồ Tăng Chu, sắc mặt không được tốt. Nghe nói sau khi từ thành ủy đi ra, lại hướng tỉnh ủy mà đi. Đúng là mù gây sức ép, một cán bộ cấp phó giám đốc sở, còn muốn cản trở thành ủy đề danh người tiếp nhận chức vụ của hắn, rõ ràng là biểu hiện không có trí tuệ chính trị, Hạ Tưởng trước kia là một người khá thông minh, sao bây giờ lại làm ra việc ngốc thế này? Nhất là đang ở thời điểm tiền đồ của chính hắn cũng không rõ ràng. Phó Tiên Phong đoán đúng phân nửa, Hạ Tưởng ở thành ủy cũng không phải là bởi vì sự tình Lý Hàm mà không vui, mà là bởi vì chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tô Công Thần lại muốn nhân cơ hội cùng hắn kéo lại quan hệ. Để hắn đối với Quách Lục chiếu cố thêm một phần, muốn hắn trước khi đi, tạo ảnh hưởng thích đáng, giúp Quách Lục điều chỉnh phân công ở Ủy ban Nhân dân quận một chút, đồng thời đưa ra điều kiện trao đổi, muốn cho Quách Lục tiến vào hội nghị thường vụ quận ủy. Khiến cho Hạ Tưởng có chút thấy con người trơ trẽn của Tô Công Thần. Nhưng Tô Công Thần dù sao cũng là lãnh đạo thành ủy, cũng có một phiếu mấu chốt ở hội nghị thường vụ thành ủy, hắn lại không thể không nắm bắt lấy. Cũng hiểu trên thực tế Tô Công Thần là lấy một phiếu trong hội nghị thường vụ của ông ta cùng hắn trao đổi. Đúng là một kẻ ti tiện bị ổi tận dụng triệt đề. Sau khi ở tỉnh ủy gặp qua Mai Thái Bình và Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng trong lòng càng hiểu rõ một điểm, Diệp Thạch Sinh đã kiên định ý tưởng muốn cho Lý Hàm tiếp nhận chức vụ. Tống Chiêu Độ cũng không tiện trực tiếp đề xuất ý kiến phản đối, bởi vì quyền bổ nhiệm Lý Hàm nằm ở thành ủy, trừ phi Hồ Tăng Chu có thể chống đỡ được áp lực của Diệp Thạch Sinh. Nếu không ông ta thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, không tiện can thiệp việc bổ nhiệm nhân sự của cấp dưới. Mai Thái Bình cũng thích hợp ở trước mặt Diệp Thạch Sinh đề cập qua Lý Hàm không đảm nhiệm nổi, chỉ sợ không thể dẫn dắt quận Hạ Mã phát triển tốt hơn về phía trước, Diệp Thạch Sinh lại từ chối cho ý kiến, không tiếp lời Mai Thái Bình. Mai Thái Bình liền hiểu được, Diệp Thạch Sinh là chủ ý đã định, người khác khuyên gì, ông ta cũng nghe không lọt tai. Mai Thái Bình cũng không nói thêm nữa. Dù sao bí thư tỉnh ủy trực tiếp can thiệp bổ nhiệm thành ủy còn có thể cho qua, ông là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mà đi can thiệp việc đề danh của thành ủy thì dễ bị người khác lên án. Hơn nữa ông cùng Hồ Tăng Chu quan hệ bình thường, không thể nói được gì, nếu cần Khâu Tự Phong ra tay, thì do Hạ Tưởng ra mặt sẽ có hiệu quả hơn đích thân ông ra mặt. Hạ Tưởng đến tỉnh ủy,
cũng không phải hoàn toàn là vì vấn đề Lý Hàm tiếp nhận chức vụ, còn có ý tưởng cố ý tìm hiểu một chút về hướng đi của gã. Không ngờ, vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Chẳng những Mai Thái Bình không nghe được gì, đến cả trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi gần đây qua lại rất thân với Diệp Thạch Sinh, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Tưởng ngồi ở văn phòng Vương Bằng Phi, uống trà mà thư ký Vương Bằng Phi đưa tận tay, vẻ mặt ý cười. Lâm Kiệt cũng nên đến lúc đến các quận rèn luyện rồi. Vương Lâm Kiệt hiện tại là phó cục trưởng, nếu điều ra ngoài, trực tiếp đề lên cục trưởng có lẽ hơi khó khăn, nhưng trực tiếp với cấp bậc phó cục trưởng tiến vào ủy viên thường vụ cấp huyện, đảm nhiệm một phó chủ tịch huyện hoặc phó chủ tịch thường trực huyện, thì vấn đề không lớn. Với phân lượng hiện tại của Vương Bằng Phi ở trong tỉnh ủy, trên cơ bản huyện ngoại thành của thành phố Yến, có thể tùy chọn. Tôi cũng có ý tưởng này, dù sao Lâm Kiệt và tôi ở cùng tỉnh ủy, ảnh hưởng không tốt. Vương Bằng Phi cười tủm tỉm nói, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng vẫn giống như trước đây tâm tư trong sáng, lập tức nói chúng tâm sự của ông ta. Ông ta cũng biết Hạ Tưởng cũng không phải là bắn tên không đích, nếu nhắc tới Vương Lâm Kiệt, khẳng định cũng có ý nghĩ đến bước tiếp theo. Lâm Kiệt cụ thể đi tới huyện nào, tôi vẫn chưa nghĩ ra, vừa hay cậu đến đây, giúp tôi nghĩ xem đi đâu thì thích hợp. Tôi một là rời khỏi thành phố Yến mấy năm rồi, các huyện ngoại thành đều là cảnh còn người mất. Hai là hiện tại đang công tác ở tỉnh ủy, cách cơ sở hơi xa. Vương Bằng Phi liền đem vấn đề khó đá cho Hạ Tưởng, ông ta cũng quả thật chưa nghĩ ra để Vương Lâm Kiệt đi về nơi nào. Hạ Tưởng ha hả cười. Kỳ thật tôi đối với các huyện lân cận của thành phố Yến cũng không quen thuộc cho lắm, chỉ là cảm thấy huyện An cũng không tệ, nếu bí thư Giang có thể tiến thêm một bước đi vào nội thành, chủ tịch huyện Trương tiếp nhận chức phụ bí thư, Lâm Kiệt lại đi huyện An, cũng tiện có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bí thư huyện ủy huyện An Giang Thiên là thư ký trước của Trần Phong, tư cách cũng đủ, bước tiếp theo là đề lên thực chức phó giám đốc sở, vẫn tiếp tục ở vị trí cục trưởng làm thêm mấy năm mười mấy năm, toàn bộ phải xem có chiến tích và người thúc đẩy phía sau màn hay không. Chủ tịch huyện An Trương Kiện là người mà Hồ Tăng Chu đề bạt, cùng Hạ Tưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Mấu chốt là, Hồ Tăng Chu hiện tại cùng Vương Bằng Phi quan hệ nhanh chóng đến gần, hai người có cơ sở và triển vọng hợp tác. Nếu Trương Kiện có thể tiếp nhận chức phụ bí thư, sau khi Vương Lâm Kiệt qua đó, dù là phó chủ tịch thường trực huyện, hay là phó chủ tịch huyện ủy viên thường vụ, đều có thể cùng Trương Kiện đến gần. Hơn nữa huyện An còn có Trung Nghĩa Bình có quan hệ với Hạ Tưởng. Vương Bằng Phi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ suy nghĩ của Hạ Tưởng, mỉm cười. Tôi nghĩ cậu mượn cơ hội an bài Lâm Kiệt tới huyện An, khẳng định còn có ý tưởng khác, đúng không? Trọng điểm là... vị trí mà Giang Thiên đến nội thành. Không giấu gì trưởng ban thư ký, tôi sẽ hướng bí thư Hồ đề cử Giang Thiên tiếp nhận chức phụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Hạ Tưởng nói ra tình hình thực tế, điều mà hắn cùng Vương Bằng Phi đề xuất không phải trao đổi, mà là thuyết phục. Con người Giang Thiên, Vương Bằng Phi cũng rõ, năm đó ông ta lúc ở thành ủy cũng có qua lại với Giang Thiên, đối với ấn tượng của Giang Thiên cũng được. Còn có một điểm cần suy xét chính là, Giang Thiên là thư ký tiền nhiệm của Trần Phong. Phó chủ nhiệm Trần công tác ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển nghe nói cũng tồi. Vương Bằng Phi đề tài vừa chuyển, đột nhiên hỏi một câu. Trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, Vương Bằng Phi giúp hay không giúp Giang Thiên, mặt mũi hắn phải nể, nhưng mấu chốt vẫn là thái độ Trần Phong quyết định việc Vương Bằng Phi ra tay, hắn liền gật đầu cười. Cũng ổn, tôi nghĩ, không bao lâu nữa, Phó chủ nhiệm Trần có khả năng sẽ chủ quản một phương. Tôi lần trước cũng nói cho Phó chủ nhiệm Trần biết điện thoại của ngài, nói không chừng ông ấy sẽ gọi điện thoại cho ngài. Sao lại thế? Sao có thể để lãnh đạo chủ động gọi điện thoại cho tôi biết điện thoại của Phó chủ nhiệm Trần, tôi sẽ gọi cho ông ấy. Vương Bằng Phi biểu hiện ra 10 phần nhiệt tình và thành ý, Hạ Tưởng cười hiểu ý, Vương Bằng Phi kêu ra một tiếng, lãnh đạo, liền chứng minh ông ta còn rất nể mặt Trần Phong. Ra khỏi trụ sở tỉnh ủy. Trong gió thành phố Yến, đã hơi có một chút hơi thở mùa thu. Sắp phải rời khỏi thành phố Yến, nhưng con đường phía trước mờ mịt, khiến cho Hạ Tưởng trong lòng cứ có một tia cảm giác mờ mịt. Đạo lý dùng người, chính là giữa hư và thật, chẳng qua, lúc này đây là thủ tướng ám chỉ cũng được, là người khác muốn thao túng hắn cũng được, cũng là giữ kín như bưng, ít nhiều tiết lộ cho hắn một chút tin tức, cũng tiện cho hắn chuẩn bị tâm lý mới tốt, hiện tại mắt thấy ngày rời khỏi sắp đến gần. Nhưng một chút hướng gió cũng không có, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Trở lại quận ủy, vẫn chưa đi vào văn phòng,
Trần Thiên Vũ vừa đúng lúc đi tới, vừa thấy mặt Hạ Tưởng liền nói. Bí thư Hạ, vấn đề tập đoàn Tứ Ngưu xuất khẩu sữa bột, cần ngài phối hợp một chút. Mặt khác, thị trưởng Phó tự mình chỉ thị, yêu cầu quận ủy và ủy ban nhân dân quận vì trang trại chăn nuôi bật đèn xanh, cần người ra người, cần sức ra sức, đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân quận đem một đoạn quốc lộ 5 km phía trước trang trại chăn nuôi trải nhựa lại, để lưu lại ấn tượng tốt cho nước ngoài. Được, không thành vấn đề, quận Hạ Mã ra tiền ra sức, toàn bộ gánh vác, nhưng có một điểm, phải có thị trưởng Phó ký tên phê duyệt mới được. Tinh khí tốt của Hạ Tưởng khiến cho Trần Thiên Vũ bất ngờ, y còn cho rằng Hạ Tưởng sẽ lập tức từ chối, để tập đoàn Tứ Ngưu tự mình nghĩ biện pháp, hoặc là giơ tay hướng ủy ban nhân dân thành phố đòi tiền. Không ngờ tới, là lập tức đồng ý. Hạ Tưởng ha hả cười, cũng không giải thích. Đợi thị trưởng Phó tự tay viết chỉ thị tới quận, thì lập tức tổ chức đội công trình đi thi công, bảo đảm giao thông của trang trại chăn nuôi không bị cản trở. Trần Thiên Vũ đáp ứng, nhưng không lập tức đi làm, mà là đi theo Hạ Tưởng tới văn phòng, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt sầu lo nói. Bí thư Hạ, ngài thực sự phải rời khỏi quận Hạ Mã sao? Hạ Tưởng khẽ gật đầu, không nói gì, hắn nhìn ra nỗi lo lắng của Trần Thiên Vũ, rồi lại không tiện nói gì. Quả nhiên, Trần Thiên Vũ lại nói. Nếu chủ tịch quận Lý tiếp nhận chức phụ bí thư, tôi lo lắng đối với sự phát triển sau này của quận Hạ Mã, sẽ mang đến bất lợi. Hạ Tưởng suy nghĩ, an ủi Trần Thiên Vũ. Không cần lo lắng quá nhiều, phải tin tưởng cái nhìn đại cục và ánh mắt của lãnh đạo cấp trên. Trần Thiên Vũ há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đành lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Nếu bí thư Hạ còn ở đây thì tốt rồi, vẫn là cảm thấy đi theo ngài thì có lòng hăng hái hơn. Đúng vậy, Hạ Tưởng cũng không muốn rời khỏi quận Hạ Mã, nhưng tình thế không do người, hắn vừa mới sáng lập cục diện ổn định cho quận Hạ Mã, kết cấu kinh tế vừa mới có dấu hiệu phát triển nhanh chóng, thì lại phải ra đi. Có lẽ sẽ có một chút không nỡ, có một chút không hiểu, nhưng ở trong mắt lãnh đạo cấp trên, mặc kệ là có người cố ý muốn khiến hắn chuyển rời vị trí cũng được, hoặc là có cương vị trọng yếu hơn để hắn đi nhậm chức cũng được, tóm lại hắn phải rời khỏi. Đương nhiên, sớm truyền ra tin tức khiến hắn rời khỏi, lại không hề xác định xuống, liền cho hắn thời gian hoạt động cũng đủ dài, phỏng chừng cũng là một dụng tâm cực khổ đây, cũng là cho hắn có thời gian và tinh thần trước khi đi, vì quận Hạ Mã tạo ra một lớp cán bộ tốt cuối cùng. Hoặc là nói, bày tốt bố cục cuối cùng. Trần Thiên Vũ cuối cùng có chút mất mát mà rời khỏi văn phòng, Hạ Tưởng cũng là có chút không nỡ, nhưng người trong quan trường, thân bất do kỷ, phải chấp nhận sự an bài của cấp trên. Cấp trên có an bài, hắn cũng không thể tùy ý để người khác bài bố mới được, cũng phải có sự an bài của chính mình. Hơn nữa, trước khi hướng đi của hắn chưa định, nói không chừng chính là cố ý dành ra một khoảng thời gian để hắn hoàn thành công tác cuối cùng. Về phần hắn có hoàn thành được không, thì toàn bộ phải xem năng lực cá nhân hắn. Có thể hoàn thành, thì người phía sau màn có lẽ sẽ hiểu ý cười, âm thầm gật đầu. Không hoàn thành, có lẽ còn có thể âm thầm lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Cấp trên dùng người, có khi chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Anh có năng lực hoàn thành, thì sẽ được chú ý. Anh thất bại, thì phải cam chịu số phận bị lãng quên, nhất là Hạ Tưởng biết rằng, nếu có người cố ý an bài chỗ hắn đi, địa phương đó nhất định có rất nhiều mâu thuẫn đợi giải quyết, hắn là đi dập lửa hoặc là đi đốt lửa. Ngày hôm sau, thị trưởng Phó tự tay viết phê chỉ thị liền phát tới quận Hạ Mã. Sau khi Hạ Tưởng cầm đến tay, im lặng cười, thuận tay giao cho Trần Thiên Vũ. Trước mắt do anh bảo quản một thời gian. Trần Thiên Vũ khó hiểu ý này, đành phải làm theo. Tuy nhiên y mơ hồ nghe nói Hạ Tưởng vì chuyện ai tiếp nhận làm bí thư quận ủy đã hoạt động khắp nơi, cũng là khiến y giải sầu không ít. Giữa trưa, đoàn người Hạ Tưởng thị sát công trình sửa đường ở trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, đồng thời lại hướng trang trại chăn nuôi hiểu thêm bởi vì xuất khẩu cần thiết. Toàn bộ trang trại chăn nuôi rực rỡ hẳn lên, trang trí lại mặt tiền và dọn dẹp môi trường. Hạ Tưởng đối với công tác trang trại chăn nuôi tỏ vẻ khẳng định. Chớp mắt đã tới ngày lễ Quốc Khánh, trong thời gian nghỉ lễ, Hạ Tưởng cũng không có một ngày nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi quận Hạ Mã, hắn muốn tất cả công tác đều làm đến hoàn mỹ, không muốn có chỗ sao nhãng. Trần Thiên Vũ, Phó Hiểu Bân cũng hủy ngày nghỉ, cùng Hạ Tưởng làm tốt công tác bố trí và kết thúc của các hạng mục. Chỉ có Lý Hàm, là nghỉ lễ theo lịch làm việc bình thường, chẳng những nghỉ ngơi, còn cố ý trở về quê nhà một chuyến,
rất có hương vị áo gấm về quê nhà. Bởi vì càng ngày càng có tin tức truyền ra, bí thư tỉnh ủy chỉ định để Lý Hàm tiếp nhận bí thư quận ủy, trên cơ bản Lý Hàm đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, đã là sự thật ván đã đóng thuyền, chỉ thiếu ban tổ chức cán bộ công bố cuối cùng. Trần Thiên Vũ lòng nóng như lửa đốt, mấy lần hỏi ý kiến của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đều không tỏ thái độ. Cũng không biết là Hạ Tưởng bất lực không thể ngăn cản áp lực của bí thư tỉnh ủy đã buông xuôi hoạt động, hay là dứt khoát không hề quan tâm đến việc này, dù sao thái độ của Hạ Tưởng ở trong mắt Trần Thiên Vũ, chính là không còn cách nào khác đành không đếm xỉa đến. Sau lễ quốc khánh, Hạ Tưởng đột nhiên lại bận rộn hẳn, cùng không ít lãnh đạo thành ủy đều lui tới chặt chẽ, lọt vào trong mắt của Phó Tiên Phong, hiển nhiên chính là gia tăng hoạt động cuối cùng, còn muốn được ăn cả ngã về không, hòa nhau một ván cuối cùng. Phó Tiên Phong âm thầm cười lạnh, tuy rằng gã cũng không hy vọng Lý Hàm tiếp nhận chức phụ bí thư, nhưng nếu Hạ Tưởng phản đối mãnh liệt, gã vẫn là giữ thái độ tán thành là được. Hơn nữa gã cũng nghe nói, Hồ Tăng Chu cũng có thể không chống nổi áp lực của Diệp Thạch Sinh, cũng sẽ nghiêng sang Lý Hàm. Đương nhiên, Hạ Tưởng thất bại trên sự kiện Lý Hàm là kết quả mà Phó Tiên Phong mong muốn, nhưng cũng không phải điểm chủ yếu của gã. Tinh lực chủ yếu của gã vẫn là bị ràng buộc bởi việc xuất khẩu sữa bột cùng việc góp vốn với thương nhân Mỹ. Bởi vì sữa bột tập đoàn Tứ Ngưu sản xuất, đã dựa theo yêu cầu của thương nhân Mỹ đóng gói xong, đang chuẩn bị gửi sang Mỹ. Xuất khẩu ngoại hối, nếu thương nhân Mỹ hài lòng, bước tiếp theo, chính là đầu tư lớn, Phó Tiên Phong không phải không có chút đắc ý mà suy nghĩ, cuối cùng xem như hãnh diện một lần, Hạ Tưởng, cũng sẽ không thể tính luôn sự tình tập đoàn Tứ Ngưu xuất khẩu. Vậy thì hắn quá thần kỳ quá xấu xa rồi. Hai ngày trôi qua, sữa bột gửi qua Mỹ nhận được sự phản hồi của thương nhân Mỹ, hết thảy êm xuôi tốt đẹp, Tiên Phong và Dương Quốc Anh thở dài một hơi, xem như qua được cửa ải rồi. Không ngờ lại qua hai ngày sau, lại đột nhiên nhận được thông báo chính thức của thương nhân Mỹ, trong sữa bột kiểm tra thấy có chất phụ gia hóa học, thương nhân Mỹ chẳng những hướng tập đoàn Tứ Ngưu đề xuất yêu cầu trả hàng, đồng thời còn đòi bồi thường một khoản kếch xù. Tiền bồi thường lên đến 10 triệu đô la Mỹ. Phó Tiên Phong quá sợ hãi. Chương 768, lửa cháy đến nơi. Trong lúc Phó Tiên Phong và Dương Quốc Anh gấp gáp bàn bạc đối sách, thì đột nhiên tin tức thêm chất phụ gia vào sữa bột trên mạng ở Mỹ như cho tàn lại cháy, hơn nữa còn thực hiện lời hứa trước kia, lại lần nữa tung ra tin tức sấm sét, vạch trần nguyên liệu công nghiệp của chất phụ gia cho thêm vào thành phần sữa bột là chất keo melamin, đồng thời miêu tả tường tận làm thế nào để thêm. Làm thế nào tránh được kiểm tra đo lường, làm thế nào để qua được cửa kiểm tra của công nghệ kỹ thuật. Nếu tất cả điều nói trên đều không phải là điểm sáng, vậy thì mạng sữa bột trực tiếp công bố với công chúng làm thế nào để kiểm tra trong sữa bột có chứa chất keo melamin hay không, lại lần nữa gây ra một cuộc sóng to gió lớn ở Mỹ cho đến trong nước. Với lại, mạng sữa bột còn để lại một sự hồi hộp, nói rằng sẽ công bố tất cả những nhà máy sản xuất sữa bột có vấn đề trong thời gian gần nhất, bao gồm cả các nhà sản xuất ở Mỹ và Trung Quốc. Trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, rất nhiều trang mạng trong nước lại một lần nữa truyền tải rộng rãi nội dung của mạng sữa bột, khiến cho Phó Tiên Phong và Dương Quốc Anh một phen sứt đầu mẻ trán khi còn chưa kịp nghĩ ra kế ứng phó với thương gia Mỹ. Dương Quốc Anh vốn còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp để ứng phó trước việc trả hàng và yêu cầu bồi thường từ phía thương gia Mỹ, đang trong lúc gấp rút thì lại bị mạng sữa bột vô tình như không đánh một đòn chóng cả mặt. Hoàn toàn làm lòng người rối loạn. Cô tìm đến Phó Tiên Phong, để Phó Tiên Phong nghĩ cách dập lửa. Bởi vì chuyện đã liên quan đến thương mại quốc tế rồi, nếu thương gia Mỹ không nghe theo, không bỏ qua cho, chuyện làm to lên sẽ tạo thành ảnh hưởng quốc tế, lúc đó thật đúng là hết cách để thu dọn. Phó Tiên Phong cũng có suy nghĩ giống như vậy. Tuy rằng Phó Tiên Phong cũng là lo lắng rất nhiều, cũng may y còn giữ được một chút bình tĩnh. Suy nghĩ của y còn rõ ràng. Nhanh chóng phối hợp với thương gia Mỹ, đền tiền thì không phải lo, quan trọng là kiểm soát được tình hình bị mở rộng ra thêm. Bồi thường 10 triệu đô Mỹ cũng có thể ngồi xuống bàn bạc, tiền không phải vấn đề, chỉ cần thương gia Mỹ chịu phối hợp giữ bí mật hộ chúng ta, không công bố, họ đề ra yêu cầu gì thì cô cứ đồng ý trước. Tôi liên lạc thêm với phía Bắc Kinh, làm công tác dập lửa. Xảy ra chuyện, có thể che đậy được thì che đậy, nếu chỉ cần bồi thường tiền bạc không cần chịu trách nhiệm chính trị. Không gánh mạo hiểm, đối với đại đa số các quan chức trong nước mà nói, thì chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì tiền là tiền của nhà nước, là tiền của người nộp thuế, đền bao nhiêu cũng không thấy sót, dù sao không phải là tiêu tiền của chính mình là được.
nhưng trách nhiệm chính trị sẽ cụ thể quy ra hẳn một người, lúc đó sẽ có nguy hiểm rồi. Cho nên những người muốn dùng tiền dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện thì đều bất kể phải trả cái giá bao nhiêu, chỉ cần không đề cập đến trách nhiệm chính trị thì đều dễ nói. Chính là có tâm lý sùng bái này. Trong quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có không ít quan chức chính phủ địa phương bị nhà thương mại nước ngoài chơi đùa trong bàn tay, không những không lôi kéo được vốn nước ngoài về, mà còn bị nhà đầu tư nước ngoài vơ vét hoặc lừa gạt không ít. Cách làm của Phó Tiên Phong hoàn toàn là quán tính chính trị, là quy tắc ngầm của chốn quan trường. Thảo luận đối sách xong, hai người chia nhau hành động, lập tức triển khai trận chiến phản kích. Dương Quốc Anh phối hợp với thương gia Mỹ cũng coi như là thuận lợi, thương gia Mỹ cũng có thành ý giải quyết vấn đề nên đồng ý ngồi xuống cùng bàn bạc, chứ không có ý đem sự việc làm to ra. Nhưng đối với đề nghị tốt nhất là đóng cửa trang mạng sữa bột tại Mỹ của Dương Quốc Anh thì người ta tỏ vẻ bất lực, đồng thời giải thích rằng luật pháp nước Mỹ rất nghiêm ngặt, cũng rất công bằng, có tự do ngôn luận. Muốn đóng cửa một trang mạng cần phải trải qua một loạt thẩm tra, trừ phi trang mạng đó tiết lộ cơ mật của quốc gia, nếu không cứ theo trình tự pháp luật bình thường thì muốn cho trang mạng sữa bột câm miệng lại thì trong một năm, hoặc lâu hơn cũng không giải quyết được vấn đề. Dương Quốc Anh bất lực, chỉ còn cách hẹn thời gian gặp mặt với thương gia Mỹ, sau đó báo cáo lại với Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong liên hệ với Ban Tuyên giáo Trung ương chặn cấm mạng sữa bột thì lại gặp phải cây đinh mềm, đầu tiên là Ngô Tài Dương không nghe điện thoại, tiếp sau đó thông qua Phó Bá Cử cuối cùng cũng liên hệ được với Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương lại lấy cớ hiện tại với kỹ thuật biến chuyển từng ngày không dễ chặn cấm, khéo léo từ chối. Phó Bá Cử biết rõ lúc này sự tình rất quan trọng, khác với chuyện lần trước chỉ có đăng trên mạng mà không có sự thật xảy ra, là chuyện lần này có nhóm thương gia chính thức đòi tập đoàn Tứ Ngưu bồi thường. Nếu nhớ hai chuyện bị ghép thành một, khởi đầu câu chuyện đều là chỉ về hướng tập đoàn Tứ Ngưu, thì chính là đả kích chí mạng đối với ngành sữa bột trong nước. Không chỉ một công ty là tập đoàn Tứ Ngưu hứng chịu thiệt hại nặng, thậm chí có khả năng là toàn ngành sữa bột sẽ bị rơi vào vực thẳm. Trong sự bất lực, gã chỉ còn cách hạ mình, đưa ra điều kiện trao đổi với Ngô Tài Dương, lại Lan 62 nữa đưa ra sự nhượng bộ thích hợp. Ngô Tài Dương lại không dễ nói chuyện giống như lần trước, vẫn không chịu đồng ý. Cuối cùng Phó Bá Cử đành phải cắn răng chắp tay dâng lên vị trí bí thư quận ủy quận Đông Thành Bắc Kinh thì mới đổi lại được sự đồng ý miễn cưỡng của Ngô Tài Dương. Thôi được, tôi lại giúp anh một lần. Anh cũng biết đó, bây giờ không thể làm trái với ý của người dân, mạng nói thay cho lời của dân. Nếu như phòng chống nơi phát ngôn của dân thay vì chống giặc ngoại xâm, rồi sẽ có một ngày bị dân kêu ca ầm ĩ, sẽ mang lại nhân tố không ổn định. Phó Bá Cử đâu muốn nghe lời nói suông của Ngô Tài Dương, nhưng lại không thể không nghe, chỉ còn cách ứng phó lại, trong lòng chửi Ngô Tài Dương quá là biết cách tận dụng mọi thứ mà ngay tại chỗ tăng giá, nhất định phải tìm cơ hội đòi lại. Cũng may Ngô Tài Dương là có tài năng và năng lực kiểm soát Ban Tuyên giáo Trung ương, gần như trong một ngày tất cả các trang mạng lớn trong nước đăng tin về vấn đề sữa bột lại biến mất như chưa từng có, khác với lần trước là động tác hơi chậm một tí, nhưng vẫn là gây nên chấn động không nhỏ trên cả nước. Các nhà máy sản xuất sữa bột trong nước cuối cùng cũng đã bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió rồi. Không ít báo chí ngoài tỉnh gọi điện liên hồi yêu cầu phỏng vấn nhà tiêu thụ sữa bột trẻ em số 1 cả nước là tập đoàn Tứ Ngưu, nhưng đều bị Ban Tuyên giáo Thành ủy chặn cửa. Trên hội nghị mở rộng Thành ủy, Phó Tiên Phong đích thân ra chỉ thị, yêu cầu cơ quan chính phủ nghiêm ngặt ngăn chặt tiết lộ ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến tập đoàn Tứ Ngưu, không được để cho một mẩu tin nhỏ từ thành phố Yến truyền ra ngoài, không được để vì những lời đồn đại mà hủy hoại tập đoàn Tứ Ngưu, doanh nghiệp đầu rồng của thành phố Yến. Tập đoàn Tứ Ngưu là doanh nghiệp đầu rồng, là niềm tự hào của thành phố Yến, cần phải không tiếc giá nào bảo vệ cho bằng được. Người đã có ý ra thì cứ thế làm theo, so với lời phát biểu hùng hồn mãnh liệt của thị trưởng Phó thì Bí Thư Hồ lại thể hiện bộ dạng yên lặng bình tĩnh ngồi buông cần câu cá, hơn nữa không phát biểu lời lẽ mãnh liệt ủng hộ tập đoàn Tứ Ngưu, chỉ là thận trọng tỏ vẻ khẳng định với lời phát biểu của Phó Tiên Phong, không có chỉ thị gì tiếp theo cả. Trong lòng mấy người đang ngồi nghe đều thầm đoán rằng, trong cách đối đãi vấn đề của tập đoàn Tứ Ngưu, thị trưởng và Bí Thư có không ít sự khác nhau. Từ thái độ không nóng không lạnh của Bí Thư Hồ thì có thể nhìn ra, tấm lòng Bí Thư Hồ đối với tập đoàn Tứ Ngưu kém xa so với thị trưởng Phó rồi. Nếu như không có Hạ Tưởng đặc biệt nhắc nhở, chắc chắn Hồ Tăng Chu sẽ quan tâm nhiều đến tập đoàn Tứ Ngưu, cũng dễ biểu hiện ra uy vọng của Bí Thư Thành ủy. Nhưng bởi vì có Hạ Tưởng ám chỉ, đợi đến hôm nay quả nhiên là Phó Tiên Phong tận hết sức lực ủng hộ tập đoàn Tứ Ngưu,
khiến cho ông ta ít nhiều hiểu rõ một chút gì đó. Phó Tiên Phong là người của đại gia tộc, trong lợi ích gia tộc ai mà biết được có quan hệ gì với tập đoàn Tứ Ngưu hay không? Vẫn là nên đứng trên lập trường khách quan và hơi xa cách một chút là được. Lập trường của Hồ Tăng Chu là, để y tránh được một cửa khó khăn trong cuộc đời làm chính trị. Phó Tiên Phong không để ý thái độ của Hồ Tăng Chu, hiện giờ y không còn lo nổi nhiều cái như vậy. Thương gia Mỹ đã đến thành phố Yến rồi, đang bí mật thương lượng với Dương Quốc Anh. Thương gia Mỹ há to mồm sư tử, đề nghị bồi thường 10 triệu đô la Mỹ, hơn nữa còn yêu cầu trong 3 ngày phải chuyển tiền vào tài khoản, 10 tấn sữa bột đã vận chuyển đến Mỹ thì sẽ hủy ngay tại Mỹ, không trả lại nữa. Đồng thời còn yêu cầu tập đoàn Tứ Ngưu làm giấy cam kết làm chứng, cam kết sau này sẽ không thêm bất kỳ chất phụ gia nào vào sữa bột trẻ em, nếu không, sẽ giữ nguyên quyền lợi truy cứu trách nhiệm tập đoàn Tứ Ngưu. Uy hiếp trắng trợn, mở miệng đòi bồi thường 10 triệu đô, gần 100 triệu tệ rồi, có thể nói là mở to miệng hút máu. Hơn nữa còn yêu cầu thời hạn chi trả, có chút ý cố ý gây khó dễ, còn lấy giấy cam kết làm chứng ra làm uy hiếp nữa càng khiến cho Dương Quốc Anh căm tức, suýt nữa ngay tại trận trở mặt cự tuyệt yêu cầu vô lý của thương gia Mỹ. Chỉ là, đền tiền còn đỡ, đền tiền của nhà nước, không phải tiền của mình. Nhưng nếu sự việc làm to ra bị cách chức thì là cách đi chức của mình, chính là tổn thất của bản thân. Tổn thất của nhà nước có lớn hơn đi nữa thì cũng là của nhà nước, tổn thất một đồng tiền của bản thân cũng là của mình, phải phân biệt rõ nặng nhẹ. Dương Quốc Anh cố sức kiềm chế tức giận, sau khi cho qua nhóm thương gia liền xin chỉ thị từ Phó Tiên Phong. Bồi thường số tiền gần 100 triệu tệ, Dương Quốc Anh không dám làm chủ quyết định, cô cũng không thể làm chủ được. Cần phải hướng Ủy ban Nhân dân thành ủy báo cáo xin chỉ thị, hơn nữa còn phải là công văn chính thức gửi đi, còn phải thông qua ban giám đốc tập đoàn Tứ Ngưu phê chuẩn mới được. Phó Tiên Phong đang toàn lực tra cứu người đứng đằng sau mạng sữa bột tại Mỹ, bởi vì hiện tại Đàm Quảng Hồng đang ngồi trong tù, không thể nào là do Đàm Quảng Hồng làm được, chắc là có người khác ra tay rồi. Bây giờ y cũng không thể lo nghi ngờ đến Hạ Tưởng nữa, bất kể là ai châm lửa. Mấu chốt bây giờ lửa cháy đến nơi rồi thì phải dập lửa trước mới được. Nhưng cha đi cha lại vẫn không cha ra được bất kỳ manh mối nào, lại liên tưởng đến số tiền bồi thường lớn cho thương gia Mỹ, lần này y lại không hề nghĩ đến đó là hành động của Hạ Tưởng, mà đột ngột lóe lên một ý tưởng trong đầu là, thời gian mạng sữa bột xuất hiện cùng với việc thương gia Mỹ đòi bồi thường gần như là cùng một lúc đã chứng minh một điều, nói không chừng đấy là cái bẫy do chính thương gia Mỹ cố ý đặt ra. Phó Tiên Phong thân là người tiếp quản của gia tộc, sau này không những phải nắm giữ nguồn tài nguyên chính trị của gia tộc, còn phải quản lý mạch kinh tế của gia tộc. Do đó, tuy rằng y thường hay phải hứng chịu sự lạnh nhạt của bác cả và chú ba, có điều hai người đó lại thường xuyên có ý truyền đạt thủ đoạn chính trị và kiến thức sách lược về mảng kinh tế cho y, cũng là tiến hành chỉ dẫn có ích lợi cho y. Phó Tiên Phong có nghe qua tin tức không ít chính quyền địa phương trong nước bị doanh nghiệp nước ngoài lừa gạt, mặc dù chính quyền địa phương đều che đậy. Đánh nát răng cũng cố nuốt vào bụng, nhưng vẫn là có không ít tin tức không thể che giấu được, huống chi nhà họ Phó cũng có nỗ lực tại khắp nơi trên toàn quốc, nên cũng rất rõ mưu mẹo ở một số địa phương. Phó Tiên Phong còn từng khịt mũi khinh thường chính quyền địa phương bị thương gia nước ngoài lừa gạt, cho rằng bọn họ vừa ngu vừa ngốc, sao lại có thể bị thương gia nước ngoài lừa được. Lẽ nào nhân vật số 1, số 2 của đảng chính phủ đều là óc heo? Bây giờ thì tốt rồi, chuyện đã xảy đến với bản thân y. Y mới biết rằng, thủ đoạn của thương gia nước ngoài cao tay hơn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ đến lượt y ngồi khóc không ra nước mắt rồi. Hơn nữa, hiện giờ phải đối mặt với thương gia nước ngoài cực kỳ lợi hại, trong tay nắm giữ đầy đủ chứng cứ, sữa bột có vấn đề vẫn đang ở Mỹ. Một khi mà thật sự công bố ra ngoài, gây chấn động ở Mỹ thì danh tiếng của tập đoàn Tứ Ngưu hoàn toàn tiêu tan rồi. Lại nếu như làm cho nước Mỹ đưa ra kháng nghị về sự kiện này, trở thành tranh cãi quốc tế thì câu chuyện đã đi quá trớn rồi. Có thể che đậy được bao nhiêu thì cố che bấy nhiêu, không sợ đền tiền, chỉ cần thương gia nước ngoài chịu ngậm miệng thì điều kiện gì cũng đồng ý. Phó Tiên Phong hạ quyết tâm. Đệ trình báo cáo tường tận lên Ủy ban Nhân dân thành phố thành ủy. Nguyên nhân bồi thường thì viết mịt mờ một tí, hoặc tìm một lý do cá biệt. Dương Quốc Anh lập tức ngầm hiểu, tiếp đó ổn định thương gia Mỹ. Sau khi triệu tập ban giám đốc, trong số các phương án kế hoạch của tập đoàn để Phó Tổng Giám đốc đích thân viết là tốt nhất, thông qua Ban Giám đốc phê chuẩn rồi trình một bản báo cáo bồi thường lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi Phó Tiên Phong nhận được báo cáo,
lập tức báo cáo lại với Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu kinh ngạc, không ngờ dưới mắt ông ta tập đoàn Tứ Ngưu lại để xảy ra chuyện lớn như vậy. Bồi thường gần 100 triệu tệ, không phải là chuyện đùa. Tuy rằng ông ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, những dự án mấy trăm triệu qua tay ông đều có, nhưng vì có Hạ Tưởng cảnh báo trước, số tiền 100 triệu của tập đoàn Tứ Ngưu giống như một thanh bảo kiếm sáng loáng, chiếu sáng khiến mắt ông ta chói đau, khiến mắt ông ta phải nheo lại, trầm tư một hồi lâu chưa dám đặt bút phê chỉ thị. Chuyện trọng đại, ý kiến của tôi là báo cáo lên tỉnh ủy. Hồ Tăng Chu liền có ý đùn đẩy, hiển nhiên là sợ phải gánh chịu trách nhiệm. Không tốt đâu. Trong lòng Phó Tiên Phong có chút bực dọc, thầm chửi Hồ Tăng Chu một chút chịu trách nhiệm cũng không có, chuyện gì cũng đẩy lên tỉnh ủy thì còn cần thành ủy làm gì nữa. Huống chi thành phố Yến lại là thành phố cấp phó tỉnh, Hồ Tăng Chu ông là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại không có dũng khí tự mình quyết định, đúng là lãng phí ngai vàng của bí thư thành ủy. Ý kiến của tôi là, thảo luận hội nghị thường vụ thành ủy một chút là được rồi. Chuyện gì cũng xin chỉ thị của tỉnh ủy thì thành ủy quá là không có chủ kiến rồi. Hồ Tăng Chu trầm lặng một lúc. Thế này, mở cuộc họp văn phòng bí thư nghiên cứu một chút, tôi thì không phát biểu suy nghĩ nữa, chủ yếu là lấy ý kiến phía chính phủ, anh nên thống nhất tư tưởng bộ máy chính phủ trước đi. Con cáo già, hoàn toàn là thái độ buông tay mặc kệ. Phó Tiên Phong nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ phải làm lỡ thời gian trên hội nghị thường vụ. Hơn nữa lý do của Hồ Tăng Chu cũng rất đầy đủ, bí thư là nhân vật số một, muốn kiểm soát công tác toàn diện thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhúng tay vào sự vụ chính phủ, không muốn gánh vác trách nhiệm thì có thể lấy lý do không tiện tham gia vào sự vụ hành chính để đứng ngoài cuộc. Chỗ lợi của nhân vật số một chính là để anh làm gì thì anh làm cái đó. Làm tốt rồi thì là công lao của nhân vật số một, làm không tốt thì xin lỗi, là anh không có quán triệt ý của lãnh đạo, năng lực không đủ, oan ức tự gánh chịu. Phó Tiên Phong bất mãn thì cứ bất mãn, nhưng trong việc của tập đoàn Tứ Ngưu thì y thật sự không còn đường lùi. Hồ Tăng Chu cũng quả thực là từ lúc bắt đầu nhậm chức đã không mấy hứng thú với tập đoàn Tứ Ngưu, thị sát không được mấy lần, lại không nhúng tay vào việc của tập đoàn Tứ Ngưu, càng không vươn tay đòi lợi lộc từ tập đoàn Tứ Ngưu. Bây giờ ông ta đứng ngoài cuộc thì cũng là thích đáng. Phó Tiên Phong cũng không có thời gian để cãi lý với Hồ Tăng Chu, bây giờ y chính là nhân viên phòng cháy chữa cháy. Chậm một bước là có thể để lửa lan tràn ra, cuối cùng bị lửa bén vào người thì quả là không thỏa đáng rồi. Buổi chiều liền triệu tập họp văn phòng bí thư, trong lúc họp Hồ Tăng Chu chỉ nghe Phó Tiên Phong nói ý kiến, sau đó nói là tôn trọng quyết định của bộ máy chính phủ, các ủy viên thường vụ khác cũng không có phát biểu quá nhiều, cuối cùng cuộc họp đã hình thành được nhận thức chung. Trên nguyên tắc đồng ý vấn đề của tập đoàn Tứ Ngưu giao lại cho bên chính phủ toàn quyền xử lý. Phó Tiên Phong trịnh trọng ký tên lên báo cáo của tập đoàn Tứ Ngưu, đồng ý kế hoạch bồi thường của tập đoàn Tứ Ngưu. Cái mà Phó Tiên Phong không biết là, chữ ký của y sẽ trở thành nét bút thảm bại trong đời chính trị của chính y. Sau chuyện đó, Phó Tiên Phong nghĩ ngợi, giở trò đem báo cáo trình lên tỉnh ủy, nhưng không trực tiếp giao nộp cho Diệp Thạch Sinh, cũng không đưa cho Phạm Duệ Hằng mà đưa cho Thôi Hướng. Sẽ do Thôi Hướng thay y kéo dài thời gian thêm một chút, tránh tỉnh ủy chặn ngang tay. Nếu cản trở quyết định của tập đoàn Tứ Ngưu, một khi khiến thương gia nước ngoài khai báo thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu là Phó Tiên Phong không thể gánh vác nổi đả kích chí mạng mà toàn ngành sữa bột phải gánh chịu. Ngành sữa bột trong nước lợi nhuận phong phú, là một trong những nguồn kinh tế chủ yếu của nhà họ Phó. Chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu nếu bị công bố ra ngoài, không chỉ là một mình tập đoàn Tứ Ngưu chịu ảnh hưởng mà là cả thị trường sữa bột. Hai ngày sau, tập đoàn Tứ Ngưu chuyển tiền đến tài khoản mà thương gia Mỹ chỉ định, đồng thời ký hiệp nghị bảo mật với thương gia Mỹ. Thương gia Mỹ lấy được tiền bồi thường xong, vui vẻ ra mặt, thề son sắt bảo đảm sẽ không tiết lộ ra bên ngoài nửa câu, và khen ngợi doanh nghiệp Trung Quốc rất có chữ tín, hiệu suất làm việc cao. Nếu ở Mỹ mà muốn lấy được tiền bồi thường, khỏi cần nói cũng phải kiện cáo nhau mấy năm mới xong. Dương Quốc Anh niềm nở cười theo. Nhưng trong lòng lại chửi thương gia Mỹ nhặt được của hời lại được khoe mẽ. Da trắng nhưng lòng đen, xấu xa đến tột cùng. Có điều cô cảm thấy vui mừng chính là người Mỹ luôn làm việc cứng nhắc, nói một là một. Nếu đã đồng ý rồi thì sẽ không truy cứu lại, vấn đề sữa bột có lẽ qua được rồi. Bình an vô sự là tốt rồi, không có di chứng về sau là tốt rồi, không phải chịu xử lý là tốt rồi. Còn về tiền bồi thường, sau này lấy đông bù tây, vay mượn cũng được. Hoặc là xin chính sách ưu đãi từ chính phủ cũng được,
tóm lại vấn đề tiền thì dễ giải quyết. Sau khi tiền bồi thường vào tay thương gia Mỹ, bọn họ cũng không ở lại thành phố Yến nữa, lập tức bay về Mỹ. Thời khắc xác nhận được máy bay thương gia Mỹ cất cánh, trái tim của Dương Quốc Anh mới thật sự được yên ổn, rủi ro cuối cùng cũng tiêu tan, bỏ tiền để mua bình an. Giữa tháng 9, mạng sữa bột khiến người ta trông ngóng mòn mỏi cuối cùng cũng không phụ lòng hy vọng của mọi người công bố tên nhà máy sản xuất sữa bột có vấn đề. Hai nước Mỹ, Trung, lại chỉ liệt kê ra được tên một nhà máy ở Trung Quốc. Dòng chữ to đen thấm ghê người ghi chú rõ chính là Tập đoàn Tứ Ngưu. Càng làm cho người dân chấn động chính là, mạng sữa bột cùng lúc còn công bố, 10 tấn sữa bột có vấn đề được Tập đoàn Tứ Ngưu xuất khẩu sang Mỹ hiện đang được lưu giữ tại Mỹ, có khả năng sẽ thay hình đổi dạng mà đem ra tiêu thụ tại Mỹ. Mây gió gào thổi, mưa lớn không ngừng. Mặc dù lúc này mạng sữa bột bị trong nước dùng kỹ thuật phong tỏa, không thể đăng nhập như bình thường nhưng vẫn có không ít người vượt tường lửa đăng nhập, đưa tin tức từ mạng sữa bột gửi lên các diễn đàn lớn. Tuy rằng lực lượng hơi mỏng nhưng lại như những tia lửa, bắt đầu được truyền tải trên mạng với tốc độ cực nhanh, một truyền 10, 10 truyền trăm đến tất cả mọi người. Cuối cùng là kinh động đến Bộ Thương mại, Bộ trưởng Dịch Hướng Sư nghe báo cáo tình hình liên quan xong, gọi điện thoại đến Ban Tuyên giao Trung ương. Sau khi Ngô Tài Dương nghe điện thoại của Dịch Hướng Sư xong, trong vòng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, tất cả các loại tài liệu và tin tức được tập hợp lại, sai người đưa đến Bộ Thương mại hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước, hoặc là nói, đã sớm chờ đợi ngày hôm nay đến. Ngô Tài Dương đưa đến Bộ Thương mại là những tài liệu công khai trên mạng, không giấu giếm một cái gì, cũng không có thêm thắt bất kỳ cái gì. Còn về việc Phó Bá Cử yêu cầu y kiểm soát báo chí trong nước từ đầu đến cuối y đã tuân theo ước hẹn, không lộ ra nửa chữ, cũng chính là muốn Phó Bá Cử không bới móc được y một lỗi nào. Y hoàn toàn không làm bất cứ chuyện trợ giúp gì, chỉ là phối hợp công việc với Bộ Thương mại mà thôi. Dịch Hướng Sư sau khi hiểu rõ chân tướng sự việc xong, lập tức báo cáo lên thủ tướng nghe xong giận tím mặt. Chương 769, uy lực. Cùng thời điểm thủ tướng giận dữ, thì ở Viện Quốc vụ Mỹ đưa ra kháng nghị với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tỏ vẻ kịch liệt bất mãn trước sự việc doanh nghiệp Trung Quốc đem sữa bột độc đến Mỹ tiêu thụ, yêu cầu chính phủ Trung Quốc đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Thủ tướng giận càng thêm giận, sau khi tổ chức họp hội nghị, lập tức thông báo tỉnh ủy tỉnh Yến, yêu cầu tra xét triệt để làm rõ sự kiện sữa bột độc đưa ra lời giải thích với Viện Quốc vụ. Nếu như sự việc là thật, nghiêm trị đương sự, tuyệt đối không được nhân nhượng, tuyệt đối không được nương tay. Lúc nhận được thông báo của Viện Quốc vụ, Diệp Thạch Sinh đang ngồi nói chuyện với Thôi Hướng, đích thân nhận điện thoại của Dịch Hướng Sư, bỗng chốc đánh cho y trở tay không kịp. Tập đoàn Tứ Ngưu chọc một lỗ thủng lớn ư, sao y lại chẳng hay biết gì cả. Phút chốc Thôi Hướng không kịp phản ứng lại, còn rất giật mình hỏi một câu. Tập đoàn Tứ Ngưu sao cơ, lại xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thạch Sinh giận dữ. Tập đoàn Tứ Ngưu cho thêm chất phụ gia công nghiệp vào sữa bột, xuất khẩu sang Mỹ, sau khi bị thương gia nước ngoài phát hiện gây chấn động Mỹ, dẫn tới sự kiện ngoại giao, bên Mỹ đang đòi kháng nghị với Bộ Ngoại giao, kinh động đến Thủ tướng rồi. Thôi Hướng vốn đang ngồi xem văn kiện, bỗng chốc đứng dậy, văn kiện rơi đầy xuống đất, mặt y hoảng hốt. Sao lại thế được? Tập đoàn Tứ Ngưu quá là không ra thể thống gì, bưng bít sự việc. Tỉnh ủy không hay biết một tí nào quá là bị động rồi. Diệp Thạch Sinh đập bàn. Phía thành ủy có phải là biết chuyện mà không báo lên không? Lần đầu tiên Thôi Hướng thấy bộ dạng Diệp Thạch Sinh giận dữ như vậy, bỗng nhiên bừng tỉnh nhớ ra báo cáo Phó Tiên Phong đưa y, trong lòng khẽ động, không dám giấu giếm nữa. Bí thư Diệp, quả thực thành ủy cũng đã trình báo cáo lên tỉnh ủy, đang trong tay tôi. Cái gì? Diệp Thạch Sinh nhìn thẳng vào hai mắt Thôi Hướng. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Các ông liên hết nhau, muốn giấu bí thư tỉnh ủy tôi đến tận khi nào? Thôi Hướng biết chuyện lớn rồi, kinh động đến Bộ Ngoại giao thì không nói, đến cả Thủ tướng đã đích thân hỏi đến. Chính trị trong nước, từ trước đến nay chuyện ngoại giao không chuyện gì là nhỏ, chỉ một chút chuyện dính líu đến người nước ngoài là sẽ bị nâng tầm quan trọng lên hàng trăm lần. Cho dù đánh nhau, nếu như có người nước ngoài bị đánh hoặc đánh người, cũng có thể lập tức nâng lên thành sự kiện ngoại giao. Càng huống hồ nghe nói Thủ tướng yêu cầu tỉnh ủy trực tiếp báo cáo với ông ấy về tiến triển của sự việc, nghĩa là nói, Thủ tướng không phải là phê chuẩn hoặc ra chỉ thị bình thường, mà là chú ý mật thiết. Thôi Hướng và Phó Tiên Phong quan hệ rất khá,
nhưng dù có khá hơn thì khi có chuyện liên quan khiến lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì y lập tức kiên định lập trường. Bí thư Diệp, chủ yếu là tôi không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Khi đồng chí Phó Tiên Phong nộp báo cáo lên, tôi còn chưa kịp xem cẩn thận, chưa trả lời y thì y đã phê chỉ thị chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu. Thành phố Yến luôn cho rằng mình là thành phố cấp phó tỉnh, có quyền tự chủ rất lớn, cũng không phải một, hai ngày nữa rồi. Hơn nữa tập đoàn Tứ Ngưu là doanh nghiệp đầu rồng của tỉnh Yến, nhưng lại không báo cáo lên tỉnh ủy, trực tiếp xin chỉ thị của thành ủy, trách nhiệm là bọn họ phải chịu. Tập đoàn Tứ Ngưu vẫn luôn là doanh nghiệp đầu rồng của thành phố Yến, từ lúc nào là doanh nghiệp đầu rồng của tỉnh Yến rồi? Diệp Thạch Sinh không hiểu, bất mãn hỏi một câu. Thôi Hướng bỗng chốc không hiểu ý của Diệp Thạch Sinh, 5 năm trước tập đoàn Tứ Ngưu vì là doanh nghiệp tiêu thụ đứng thứ nhất toàn quốc, liền được tỉnh trực tiếp tiếp quản, trở thành doanh nghiệp tỉnh quản lý của tỉnh Yến, liền được liệt vào danh sách doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh Yến nhưng không công bố ra ngoài, cho nên bên ngoài không biết rõ rốt cuộc tập đoàn Tứ Ngưu là được quận mà trụ sở doanh nghiệp đóng tại đó quản lý, hay là thuộc chính quyền thành phố hoặc tỉnh quản lý. Sao đột nhiên Bí Thư Diệp lại nói không phải là doanh nghiệp tỉnh quản, là có dụng ý gì đây? Nhưng dù sao Thôi Hướng cũng là phó bí thư tỉnh ủy, chỉ sửng sốt một lúc rồi lập tức hiểu được chỗ cao minh của Diệp Thạch Sinh. Chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu không che đậy nổi nữa, hậu quả có thể là cực kỳ nghiêm trọng, lúc này đá trái cầu qua cho thành phố hiển nhiên là cách làm xóa sạch mối liên quan với tỉnh, cũng chính là, bất kể xảy ra vấn đề lớn như trời thì sự việc cũng chỉ dừng lại đến thành phố là hết, không thể liên lụy đến tỉnh được. Trong lòng Thôi Hướng kinh ngạc, lẽ nào chuyện nghiêm trọng như vậy? Nghiêm trọng đến nỗi bí thư tỉnh ủy cũng muốn giữ mình tránh xa. Thôi Hướng không ý thức được hậu quả nghiêm trọng của sự việc. Cũng không thể nói y không có mắt nhìn, chỉ có thể nói sự hiểu biết về thủ tướng của y còn kém xa Diệp Thạch Sinh. Lần trước, qua sự kiện đập chứa nước Nam Sơn, Diệp Thạch Sinh đã biết rõ sau khi báo cáo xử phạt Phó Tiên Phong gửi lên Bắc Kinh, lại xảy ra thêm sự đánh giá kinh động hồn phách thế nào đó. Nhà họ Phó liên tục ra mặt biện hộ, chỉ muốn cảnh cáo xử phạt cho xong chuyện, nhưng thủ tướng kiên quyết muốn ghi vào lỗi chính trị lớn, thậm chí ông cụ Phó đích thân ra mặt khẩn cầu nhưng thủ tướng lại không chịu thoái nhượng. Nghe nói cuối cùng ông cụ Phó giận đùng đùng nói mấy câu độc ngay trước mặt thủ tướng, cuối cùng là phải tay áo bỏ đi. Nhưng ngay cả như vậy thủ tướng vẫn là cuối cùng đập bàn, chống lại áp lực từ các phía, vẫn quyết định xử phạt ghi vào lỗi chính trị của Phó Tiên Phong. Sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu lần này lại do thủ tướng đứng đầu làm chủ, Diệp Thạch Sinh mà còn không hiểu thủ tướng đang quyết tâm muốn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa kìm hãm thế lực gia tộc thì trí tuệ chính trị của y quá là nông cạn rồi. Giữa thủ tướng và nhà họ Phó, Diệp Thạch Sinh vẫn là không chút do dự bày tỏ lòng trung thành với thủ tướng. Vừa đúng lúc Thôi Hướng nhắc đến chuyện của tập đoàn Tứ Ngưu có qua tay của Phó Tiên Phong, Diệp Thạch Sinh liền quyết định thật nhanh, lập tức xóa sạch mối liên quan giữa tỉnh ủy và tập đoàn Tứ Ngưu, để tập đoàn Tứ Ngưu quay trở lại là của thành phố Yến. Ban đầu tập đoàn Tứ Ngưu vốn là doanh nghiệp cấp quận, sau này do hiệu quả và lợi ích tốt thì được thành phố tiếp quản. Lại sau đó sau khi trở thành một trong 10 doanh nghiệp hùng mạnh toàn quốc, thì lại được tỉnh tiếp nhận. Bây giờ thì tốt rồi, vừa có tin tức truyền ra thì lập tức bị tỉnh đá một cái trả lại cho thành phố. Chuyện trên chính trường thật đúng là mỗi lúc mỗi khác. Vâng, tập đoàn Tứ Ngưu luôn là doanh nghiệp đầu rồng của thành phố Yến, mấy năm gần đây tỉnh có chiếu cố không ít tới bọn họ, khiến cho nhiều người nhầm rằng tập đoàn Tứ Ngưu đã trở thành doanh nghiệp đầu rồng của tỉnh Yến. Tôi lập tức cho văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ra thông báo nội bộ, thống nhất một cách nói, không cho phép lưu truyền nhầm lẫn tập đoàn Tứ Ngưu là doanh nghiệp đầu rồng của tỉnh Yến. Thời khắc then chốt, Thôi Hướng vẫn còn mấy phần năng lực, Diệp Thạch Sinh hơi gật đầu, tỏ vẻ khẳng định trước việc Thôi Hướng kịp thời lĩnh hội ẩn ý của mình. Đúng, chính là phải nghiêm chỉnh mà nghe, còn nữa, anh thông báo cho Duệ Hằng, Bằng Phi, và Triều Độ, đúng, còn có Tăng Chu lập tức mở cuộc họp hội ý. Nghiên cứu vấn đề của tập đoàn Tứ Ngưu. Thôi Hướng lập tức bắt tay vào làm, ra đến bên ngoài lại cảm thấy bây giờ phân rõ ranh giới với Phó Tiên Phong thì có chút không phải rồi, liền lấy điện thoại gọi cho Phó Tiên Phong thông báo tin tức. Thực ra không cần Thôi Hướng tiết lộ tin tức, Phó Tiên Phong đã biết được nội tình ngay phút đầu tiên, thế lực nhà họ Phó ở Bắc Kinh lớn mạnh, hơn nữa còn có Phó Bá Cử là Phó Thủ tướng nữa, vì vậy chuyện trong Viện Quốc vụ là không giấu nổi nhà họ Phó. Đang lúc Phó Tiên Phong ở trong phòng nôn nóng bất an nghĩ cách ứng phó thì điện thoại của Thôi Hướng gọi đến, như dội luôn gáo nước lạnh lên đầu y. Diệp Thạch Sinh làm quá tuyệt tình rồi,
kịp thời đá tập đoàn Tứ Ngưu một cước trả về cho thành phố, rõ ràng là có ý đồ để thành phố gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Được, cái tên Diệp Thạch Sinh này. Sau khi Phó Tiên Phong chỉ trích Diệp Thạch Sinh xong, lại không quên oán thầm Hạ Tưởng vài câu, y lại mãnh liệt hoài nghi sự kiện thương gia nước ngoài là hoạt động trong tối của Hạ Tưởng. Chính là muốn lấy được chứng cứ của tập đoàn Tứ Ngưu, lại dùng mạng sữa bột châm ngòi dư luận, vẽ cùng lúc hai nét bút chính là muốn đánh y một cú không còn sức để đánh trả lại. Y thật sự không còn sức đánh trả lại, chưa chắc. Mặc dù trong lòng không chịu nhận thua, nhưng Phó Tiên Phong còn rõ được một điều, e là lần này y đúng là tai vạ khó tránh rồi, nói không chừng đúng là sẽ chìm xuống như hòn đá tại thành phố Yến, bị dòng sông Hạ Mã cũng không rộng lớn làm cho lật thuyền. Đang lúc tỉnh ủy và thành ủy đều triệu tập cuộc họp hội nghị khẩn cấp nghiên cứu và điều tra vấn đề của tập đoàn Tứ Ngưu, thì Tổng cục Kiểm định Chất lượng Quốc gia nhận được một mẫu sản phẩm sữa bột của tập đoàn Tứ Ngưu. Sản phẩm mẫu cũng không biết là người giấu mặt nào gửi tới, bên trong có ghi chi tiết nguyên liệu có trong sữa bột Tứ Ngưu, cùng với phương pháp kiểm tra đo lường hàm lượng melamine ammonia. Tổng cục Kiểm định Chất lượng đã nghe qua sự kiện sữa bột có vấn đề của tập đoàn Tứ Ngưu, đang lo lắng tìm cách để kiểm tra hàm lượng melamine ammonia trong sữa bột thì lại có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kịp thời đưa ra phương pháp kiểm nghiệm, niềm vui bất ngờ. Có phương pháp kiểm nghiệm khoa học thì có thể để nhân viên kiểm nghiệm chất lượng tỉnh làm xét nghiệm, kiểm định trước một lượng công việc lớn, tiết kiệm được không ít thời gian. Tốc độ kiểm tra đo lường của Tổng cục Kiểm định Chất lượng nhanh chưa từng có, kiểm tra ra trong sữa bột quả thực là có chứa melamine ammonia, lập tức báo lên Vụ Quốc viện. Thủ tướng nhận được báo cáo xong liền ra chỉ thị, theo đó Viện Quốc vụ khởi động cơ chế hưởng ứng sự cố an toàn thực phẩm trọng đại quốc gia cấp Y, thành lập tổ lãnh đạo xử trí khẩn cấp, do Bộ Vệ sinh dẫn đầu, Tổng cục Kiểm định Chất lượng Quốc gia, Tổng cục Công thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công an, Cục Giám thị Dược phẩm Thực phẩm, v.v. Các bộ ngành cùng toàn thể nhân dân chính phủ tỉnh Yến tham gia, cùng nhau làm tốt công tác xử trí sự cố an toàn quan trọng trong phương pháp điều chế sữa bột trẻ em Tứ Ngưu. Sau khi tỉnh Yến nhận được thông báo của tổ lãnh đạo xử trí khẩn cấp, cũng thành lập tổ lãnh đạo tương ứng do Phạm Duệ Hằng làm tổ trưởng, Tống Triều Độ làm phó tổ trưởng, phụ trách công việc tương ứng phối hợp toàn diện với tổ lãnh đạo xử trí khẩn cấp. Sau khi tỉnh ủy mất nửa ngày mở cuộc họp hội nghị khẩn cấp, yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Yến làm tốt tất cả công tác ứng phó khẩn cấp, ngăn chặn tình trạng sự việc bị khơi rộng thêm, yêu cầu tập đoàn Tứ Ngưu lập tức dừng sản xuất, chỉnh đốn, thu hồi toàn bộ sữa bột trẻ em đang lưu hành trên thị trường, đình chỉ tiêu thụ, và tiến hành thẩm tra nghiêm ngặt các khâu gia công sữa bột, nguyên liệu sữa, nguyên liệu sản phẩm, thức ăn gia súc cho bò sữa, v.v. Nghiêm khắc xử lý theo pháp luật các nhân viên, phần tử phi pháp có liên quan. Đồng thời, bởi vì có tranh cãi với thương gia nước ngoài, ảnh hưởng đến hình ảnh đối ngoại của quốc gia, cần phải nghiêm túc truy cứu trách nhiệm người lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Tứ Ngưu. Tại tỉnh Yến, tiếng đồn lan nhanh, tiếp nối thiên tai lần trước, một trận lũ lụt do người gây nên lại không hẹn ngày mà đến. Phó Tiên Phong sợ hãi không chịu nổi, chuyện lần này xảy đến ồ ạt, khiến y không còn sức trở tay, hơn nữa một loạt công tác điều tra tìm chứng cứ gần như là đẩy y ra ngoài, làm cho y có một cảm giác bị vứt bỏ. Trong lòng cũng hiểu, so với lần trước bị người lên án, thì lần này y quả là trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích rồi. Đầu tiên là Dương Quốc Anh bị tổ điều tra kiểm soát nghiêm ngặt, sau đó tổ điều tra lại thẩm vấn Đàm Quảng Hồng. Đàm Quảng Hồng cũng không ngờ sự việc lại xảy ra đến nỗi lớn như vậy, vì để giữ mình trong sạch, y liền khai toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn của sự việc, và lấy lý do sau khi Tiếu Lão Tuyền chết, bản thân mình bị cách chức ở nhà, nên chuyện 10 tấn sữa bột xuất khẩu về sau hoàn toàn không biết một chút gì. Dương Quốc Anh thấy đại thế đã mất, biết là Phó Tiên Phong cũng không bảo vệ được cô ta nữa. Bởi vì tổ điều tra do người từ Bắc Kinh tới làm chủ, người của tỉnh Yến làm phụ, thể hiện rõ Trung ương có thái độ không tin tưởng tỉnh Yến, hoặc nói là tỉnh ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị và quyết tâm đẩy trách nhiệm cho thành phố, cô ta có vòng hào quang là doanh nghiệp ngôi sao đi nữa cũng không bảo vệ được mình, cô không còn đường để đi nữa rồi. Dương Quốc Anh cũng liền khai thật chi tiết sự việc, bởi vì cô biết có khả năng sẽ phải đối mặt với án phạt tử hình, vì để trốn tội chết liền đẩy hết trách nhiệm sang Phó Tiên Phong. Nói là thị trưởng Phó đích thân phê chỉ thị, và còn chủ động giao nộp văn kiện mà Phó Tiên Phong đích thân phê chuẩn. Cấp điều tra sau khi điều tra rõ sự thật, lập tức báo cáo lên Viện Quốc vụ. Thủ tướng phê chỉ thị quan trọng, yêu cầu nghiêm trị theo pháp luật người phụ trách liên quan.
Sau đó Tỉnh Yến liền triển khai một loạt điều tra tìm chứng cứ, Bộ Công an lập tức vào cuộc, bắt đầu từ những người có tham gia trong sự kiện sữa bột có vấn đề, cùng với tiến hành thẩm vấn và niêm phong nhà máy sản xuất melamine ammonia. Một màn hoạt động chỉnh đốn thanh thế lớn, kéo mở tấm màn che. Rất nhiều người phát hiện ra chỗ dầu dư vị, Hồ Tăng Chu là bí thư thành ủy, nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện quan trọng, đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xin lỗi người tiêu dùng, hứa hẹn với thương gia nước ngoài sau này tuyệt đối sẽ không để vấn đề giống như vậy xảy ra, và người hiểu chuyện cũng biết rõ, Hồ Tăng Chu cũng làm bản kiểm điểm trước tỉnh ủy. Nhưng người đứng đầu một thành phố phó tiên phong, sau khi sự kiện tứ nghiêu bùng phát chưa bao giờ lộ mặt một lần, cũng không phát biểu qua một lời, khiến cho người có lòng đoán ra một khả năng mà một sự thật sắp xảy ra, tiền đồ của thị trưởng phó đáng lo ngại. Người khác chỉ là phỏng đoán tiền đồ của phó tiên phong rất đáng lo ngại, tự bản thân phó tiên phong lại hiểu rất rõ, y không chỉ là tiền đồ đáng lo ngại, mà là một tương lai ảm đạm. Ông cụ phó đích thân ra mặt cũng không thể bảo vệ y. Ở thủ đô trên cuộc họp hội nghị xử trí y ra sao, dù cho người nhà họ phó ra sức bảo vệ y, dù cho quan hệ của nhà họ phó ở cục chính trị cũng có quyền phát biểu rất mạnh, nhưng lời khai của Dương Quốc Anh cùng với bút tích phê chuẩn của y đã trở thành cây rơm rạ cuối cùng ép đổ y. Thời khắc cuối cùng ông cụ phó thấy xong rồi thôi, không tranh luận nhiều nữa, bởi vì nhà họ phó và ngành sản xuất sữa có quan hệ trong đó là bí mật của bí mật, trong lòng nhiều người tự biết. Có tranh cãi nữa thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, e là không chỉ một tập đoàn tứ nghiêu phải chịu ảnh hưởng, chọc giận quần chúng, gây ra đợt kiểm tra trên ngành sản xuất sữa toàn quốc, thì kinh tế nhà họ phó sẽ bị tổn thất nặng. Hơn nữa, Tổng Bí Thư có nói một câu đầy thâm ý, khiến cho ông cụ phó nghe xong không lộ mặt nữa, mà là cực kỳ biết điều ngậm miệng lại. Nguyên lời của Tổng Bí Thư, cho phó tiên phong yên ổn trong 2-3 năm, sẽ có lợi cho sự trưởng thành sau này của y. Hàm ý yên ổn trong 2-3 năm không cần nói cũng biết, còn ai dám nói thêm gì nữa. Tổng Bí Thư đã lên tiếng rồi. Đầu tháng 11, Tổ điều tra liên hợp mở cuộc họp báo ở tỉnh Yến, thông báo quá trình điều tra và quyết định xử lý sữa bột tứ nghiêu. Thông báo vạch rõ, tập đoàn tứ nghiêu vì để tăng cao hàm lượng protein trong sữa bột, sử dụng thủ đoạn phi pháp, trong quá trình sản xuất sữa bột cho thêm vào nguyên liệu công nghiệp melamine ammonia, đã tiêu thụ trên thị trường 10 mấy tấn, xuất khẩu ra nước ngoài 10 tấn, gây nên ảnh hưởng tồi tệ trong lòng người tiêu dùng, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng quốc tế cực kỳ không tốt. Tập đoàn tứ nghiêu dù biết rõ chất melamine ammonia gây nguy hại thế nào đến trẻ em nhưng vẫn tiếp tục sản xuất sữa bột có vấn đề, tập đoàn tứ nghiêu sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Đồng thời cuộc họp báo còn chỉ ra thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Yến cũng phải chịu một phần trách nhiệm lãnh đạo trong sự kiện sữa bột tứ nghiêu. Cụ thể phải chịu trách nhiệm lớn thế nào, ai chịu trách nhiệm chính thì trên cuộc họp báo không nói rõ, nhưng những người có khứu giác chính trị nhạy bén có thể từ quá trình sự việc và bản tin phát hiện ra manh mối bên trong. Càng có người biết bản thân Phó Tiên Phong hiện đang mang trên mình hình phạt lỗi chính trị một lần, từ đầu chí cuối y đều không lộ diện. Khỏi cần nói y lại là nhân vật ôm tội duy nhất không còn ai có thể lựa chọn hơn. Phó Tiên Phong không phải là chịu oan ức, mà là y có tội thì đáng bị trừng phạt. Vài ngày sau, Bộ Công an lại tiếp tục lùng bắt một số nhân viên quản lý trang trại chăn nuôi và tầng cấp bậc trung của tập đoàn Tứ Nghiêu. Các loại dấu hiệu cho thấy, Tứ Nghiêu có thể sản sinh ra uy lực chính trị lớn thế nào, thời khắc cuối cùng cũng sắp đến. Mấy ngày qua, tỉnh ủy và thành ủy không ngừng hội nghị. Phó Tiên Phong tuy cũng tham gia nhưng cơ bản là không phát biểu một lời, trở thành một nhân vật tham dự ngồi nghe, cảm xúc của y trầm xuống, thần sắc ngưng đọng, lúc đi, bước chân nặng nề dường như bước không nổi. Y cũng không ngờ nổi, một chuyện xuất khẩu sữa bột bình thường, đầu tiên là diễn biến thành sự kiện ngoại giao, sau đó nâng lên thành sự kiện chính trị, đến hôm nay, đã hoàn toàn trở thành chèn ép chính trị, là điểm thiết nhập cực tốt để Thủ tướng tuyên chiến với thế lực gia tộc. Ban đầu y phải rất cực khổ mới tranh được ngôi báu thị trưởng thành phố Yến, vốn còn cho rằng có thể phát triển kế hoạch lớn tại thành phố này, trở thành bước nhảy vọt trong cuộc đời chính trị của y, không ngờ đó lại trở thành trận chiến cuối cùng trong đời chính trị của y, hơn nữa lại là thất bại thảm hại. Thật sự không còn mặt mũi nào để về Bắc Kinh gặp phụ lão nữa. Sự thất bại của thương mại Trường Cơ đã đủ khiến y mất thể diện rồi, nhưng sự mất điểm về kinh tế có thể dùng sự đắc ý về chính trị để bù lại. Ai ngờ, y đảm nhiệm chức thị trưởng chưa được bao lâu, đến cả mông còn chưa ngồi ấm chỗ thì đến bây giờ cơ bản đã có thể khẳng định rằng,
ngôi báu thị trưởng của y không thể giữ được nữa, chắc chắn phải dâng lên cho người khác rồi. Vốn có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất là điều đi khỏi tỉnh Yến, về Bắc Kinh đảm nhiệm một chức quan nhàn tản trong các bộ và ủy ban trung ương trước đã, bây giờ ông cụ phó còn đang cố gắng tranh thủ, cũng không biết cuối cùng có được hay không, nhưng bất kể là kết quả gì thì trái tim phó tiên phong đã nguội lạnh rồi. Thua rồi, thật đúng là thất bại thảm hại. Nhưng bại vì ai, là Hạ Tưởng hay là người khác, hoặc nói là, sự kiện thương gia nước ngoài chỉ là một sự ngẫu nhiên chứ không có ai cố ý hãm hại y. Phó Tiên Phong không đoán được, cũng không đoán thêm nữa, cứ nghĩ đến là đầu đau như búa bổ, đau đớn tột cùng. Thành phố Yến được định ra trở thành nơi đau lòng của y, vốn cho rằng làm quan ở tỉnh Yến bảo thủ, cho dù lập thành tích khó khăn, nhưng tích hủ lý lịch thì dễ hơn một chút, không ngờ kết quả lại rơi vào kết cục không còn gì. Phó Tiên Phong căm hận, lẫn đau lòng, tâm trạng ủ rũ tới cực điểm. Lần trước Nguyên Minh Lượng thất bại ở quận Hạ Mã, tuy rằng y cũng khó chịu nhưng không tuyệt vọng. Dù gì thì thương mại Trường Cơ tổn thất tiền có nhiều hơn cũng không có tiền của y ở trong đó. Bây giờ không giống vậy, chuyện đã liên quan đến tiền đồ của chính bản thân y, khiến cho tâm trạng của y đều là những cảm xúc bi quan. Đứng trước cửa sổ văn phòng, cúi xuống nhìn dòng người đi lại ở thành phố Yến, Phó Tiên Phong không tự chủ được sống mũi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt. Mặc gì y không yêu thành phố Yến, chỉ muốn mượn nơi đây biến thành bàn nhảy trong cuộc đời chính trị của y. Nhưng lại bị đuổi đi một cách vô tình cũng khiến y khó mà chấp nhận được. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Phó Tiên Phong đang hút thuốc, giật mình, không cẩn thận làm mình bị bỏng, y cũng không còn tâm trí gạt bỏ tàn thuốc, vội vàng cầm điện thoại lên, chỉ alo, một câu thì sắc mặt xám trắng ngẩn người. Chương 770, nước tận mây bay. Điện thoại là của ông cụ phó gọi đến, chỉ nói với Phó Tiên Phong một câu uể oải. Chuẩn bị về Bắc Kinh. Nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp. Giọng nói không lớn, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, khiến cho Phó Tiên Phong bị đánh cho thương tích đầy mình. Nghỉ ngơi, sao lại có thể là nghỉ ngơi? Với thực lực của nhà họ Phó, xử lý khiêm tốn một chút là đến Bắc Kinh đảm nhiệm một chức quan nhàn rỗi nào đó cũng không được sao. Sự việc thật sự không thể cứu vãn nổi rồi. Y muốn hỏi gì đó, lại hỏi không ra miệng, ông cụ đã cúp máy rồi. Thời gian gần đây, bởi vì vấn đề của y khiến ông cụ phải bôn ba khắp nơi, cầu cạnh khắp nơi, các ân tình tiêu hao đi không ít mà lại không thu được hiệu quả gì. Không phải thể diện nhà họ Phó không đủ lớn, mà là vận khí của y quá không tốt. Chỉ sự kiện sữa bột nhỏ nhoi mà đã nâng tầm thành tranh chấp quốc gia, bên Mỹ liên tục dùng con đường ngoại giao gây áp lực cho Trung Quốc, Thủ tướng luôn chưa tìm được thời cơ để kìm hãm thế lực gia tộc, cuối cùng bây giờ đã tìm được một cơ hội cực tốt rồi, nếu ông ta chịu bỏ qua mới là lạ. Chủ yếu cũng do trong tầng lãnh đạo trung ương chưa phải là chỉ có một mình thủ tướng là người phản đối thế lực gia tộc, cộng thêm tay chân của y quả thực là có vấn đề. Nghe nói lúc đó còn có người cực lực phản đối xử phạt nghiêm khắc y, nhưng sau khi văn kiện chính tay y phê chuẩn được lôi ra, tất cả mọi người đều á khẩu không thể nói thêm gì. Bởi vì dựa trên lý do thoái thác của tỉnh ủy tỉnh Yến lẫn cách nói của Hồ Tăng Chu, tương đương với việc Ủy ban Nhân dân thành phố và tập đoàn Tứ Ngưu mưu đồ bí mật đạt đến thỏa thuận bồi thường, thành ủy và tỉnh ủy đều chẳng hay biết gì, hoàn toàn đưa một mình y ra để người ta chém, hiện rõ là nhân vật chịu tội thay. Tuy rằng trên thực tế y vốn là đầu sỏ gây chuyện, nhưng y vẫn là phẫn nộ tỉnh ủy và thành ủy vứt bỏ y trong thời khắc then chốt. Bây giờ Phó Tiên Phong đang là loạn trong giặc ngoài. Bên trong, tỉnh ủy và thành ủy không còn bao che gì cho y. Bên ngoài, tuy rằng thương gia Mỹ hứa hẹn thế này thế kia, nhưng rốt cuộc ai là người chỉ đạo đằng sau mạng sữa bột, ai kinh động đến quan chức Mỹ thì không biết được. Hiện giờ cũng không phải là lúc để truy cứu nữa, vấn đề bây giờ là, trong tình thế loạn trong giặc ngoài ép buộc, y quả thực là bí đến cùng đường rồi. Cái mà khiến Phó Tiên Phong không thể ngờ tới được là, y bất ngờ nhận được điện thoại của Nguyên Minh Lượng. Thị trưởng Phó, về Bắc Kinh tử tế nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Lo lắng sầu muộn quá lâu sẽ hao tổn tinh thần, tự hại thân. Anh cũng nên nghỉ ngơi rồi, tâm trạng bị tiêu hao nhiều quá, cẩn thận chưa già đã yếu. Giọng của Nguyên Minh Lượng cũng không biết là may mắn hay là tiếc hận, dù sao thì giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra có phải là có ý vui sướng khi thấy người khác gặp họa hay không. Phó Tiên Phong muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng tiếp lời, chỉ cười một tiếng, không ngờ Nguyên Minh Lượng liền cúp điện thoại rồi. Y suy sụp ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng,
thiếu chút nữa là huyết áp tăng cao choáng ngã xuống đất, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Tới bước này rồi, Hạ Tưởng, anh nói cho tôi biết, đằng sau sự kiện lần này có tay chân của anh hay không? Phó Tiên Phong cũng không giảng giải nghệ thuật lãnh đạo gì nữa, trực tiếp hỏi thẳng. Giọng điệu của Hạ Tưởng đều đều. Thị trưởng Phó, tôi vẫn luôn bận việc gì thì anh cũng rõ rồi. Có những chuyện là do tự mình gây nên, đừng tìm nguyên nhân từ người khác nữa. Hạ Tưởng có ý gì? Có phải là đang dạy dỗ y? Phó Tiên Phong giận. Anh đang lên lớp tôi đó hả? Tôi đang kể lại sự thật. Anh không xứng để dạy dỗ tôi. Hạ Tưởng, sau này núi cao sông dài, chúng ta vẫn sẽ có ngày gặp mặt đấy. Phó Tiên Phong không thất thố trước mặt Hồ Tăng Chu, không dám tức giận trước mặt Diệp Thạch Sinh, cuối cùng lại bộc phát ra hết những bất mãn và không cam lòng trước mặt Hạ Tưởng. Tôi và anh vốn không quen biết nhau, là phía anh cứ một rồi hai, hai rồi ba gây phiền phức cho tôi. Thị trưởng Phó, sau này hoan nghênh anh đến thành phố Yến làm khách, để giao tình trước kia có lẽ tôi sẽ mời anh dùng cơm. Nhưng người dân thành phố Yến này có hoan nghênh anh hay không thì khó mà nói được. Anh! Phó Tiên Phong không kìm nổi tức giận liền quăng điện thoại. Hạ Tưởng cười trước thái độ thất thố của Phó Tiên Phong. Một người leo được lên cao hơn nữa, có là trung tâm được mọi người chú ý, một khi thân vướng bụi bẩn thì đều có lúc tâm lý mất thăng bằng, đều sẽ khôi phục lại mặt bình thường của con người, đều biết chửi mẹ nó, đều biết chửi lời thô tục. Thậm chí còn có người sẽ gào khóc, sẽ lộ ra bộ dạng xấu xí. Biểu hiện của Phó Tiên Phong trong đánh giá của Hạ Tưởng đã được coi là khá rồi. Ít nhất thì có thể cho được 60 điểm. Cũng không biết khi Phó Tiên Phong biết được Hạ Tưởng đánh giá y rồi thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ? Một tuần sau, tỉnh ủy tỉnh Yến mở cuộc họp kết quả xử lý sự kiện, sữa bột Tứ Ngưu, Dương Quốc Anh và một số người chịu trách nhiệm của tập đoàn Tứ Ngưu đều bị bắt theo pháp luật, đợi chờ phần xử phạt tiếp theo, được Trung ương phê chuẩn, cách chức Phó Bí Thư Thành ủy Phó Tiên Phong, người phải chịu trách nhiệm lãnh đạo chính trong sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu. Đối với Bí thư Thành ủy Hồ Tăng Chu chịu trách nhiệm lãnh đạo nhất định thì chỉ xử phạt cảnh cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Yến cách chức thị trưởng Phó Tiên Phong theo luật pháp. Ba ngày sau, Hội đồng Nhân dân thành phố Yến mở cuộc họp mở rộng khẩn cấp, cách chức thị trưởng Phó Tiên Phong theo luật pháp. Trong cùng một ngày, thông qua đề bạt của tỉnh ủy, Trung ương phê chuẩn, bổ nhiệm Vu Phồn Nhiên lên làm Phó Bí thư Thành ủy, ứng cử cho vị trí thị trưởng. Tiếp sau đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Yến thông qua bổ nhiệm Vu Phồn Nhiên làm thị trưởng. Sự kiện sữa bột Tứ Ngưu Anh liệt chỉ trong nháy mắt đã chìm vào cát bụi, Phó Tiên Phong thân bại danh liệt, Bí thư Thành ủy Hồ Tăng Chu bình an vô sự, một loạt tầng lãnh đạo của tập đoàn Tứ Ngưu đều đổ sụp, gây cho người dân thành phố Yến khiếp sợ và bất lực. Mặc cho có rất nhiều chân tướng vẫn y nguyên giấu giếm ở đằng sau nơi mà không ai biết đến, nhưng cũng coi như nhờ một bàn tay có sức mạnh thúc đẩy, kết thúc sớm sự kiện Tứ Ngưu gây hại nặng nề cho thế hệ sau, cũng coi như là cứu rỗi được hạnh phúc của vô số gia đình. Sự kiện Tứ Ngưu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho rất nhiều nhà máy sản xuất sữa bột trong nước. Cũng may, theo đuôi Phó Tiên Phong bị cách chức thị trưởng, thương gia Mỹ cũng công khai tuyên bố đã tiêu hủy hoàn toàn 10 tấn sữa bột Tứ Ngưu tại Mỹ. Cùng lúc đó, mạng sữa bột cũng mai danh ẩn tích, biến mất không còn tăm hơi. Cũng may, cái mà làm Hạ Tưởng cảm thấy may mắn là, tuy tập đoàn Tứ Ngưu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, danh tiếng xuống dốc không phanh mà Hồ Tăng Chu cũng phải ôm xử phạt cảnh cáo, nhưng so với việc tập đoàn Tứ Ngưu bị phá sản sụp đổ sau này và chức vị thị trường, Bí thư Thành ủy đều bị bãi miễn cùng lúc, thì trên thực tế vẫn là đạt được nhiều lợi ích lớn. Ít nhất, tập đoàn Tứ Ngưu có thể tập hợp Trấn Hưng lại, phạm vi ảnh hưởng vẫn nằm trong mức độ có thể chấp nhận được. Trong nửa năm sau, xử phạt cảnh cáo Hồ Tăng Chu sẽ tự động bị tiêu trừ, không ảnh hưởng lắm đến con đường làm quan. Hậu quả so với những kiếp nạn đời sau phải gánh chịu còn tốt hơn gấp trăm lần. Đương nhiên kết quả khiến hắn cảm thấy thoải mái là, Phó Tiên Phong có tội thì đáng phải chịu, kết quả xử lý cách chức tại chỗ đủ để khiến cho cuộc đời chính trị của y phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, ít nhất có thể đảm bảo là, nội trong 3 năm y không thể có khả năng tái nhậm chức lại. Tiếp sau Nguyên Minh Lượng thất bại tại quận Hạ Mã, Phó Tiên Phong lại ra khỏi thành phố Yến. Thực ra nói chính xác phải là y cũng bị một con nước lớn của sông Hạ Mã đánh bại, tương đương với việc bị sông Hạ Mã làm cho lật thuyền. Một dòng sông Hạ Mã nhỏ bé liên tiếp lật chìm cấp phó giám đốc sở, thậm chí là mấy vị quan chức cấp phó tỉnh, lẽ nào thật là ứng với cái tên quận Hạ Mã?